Đại Hào môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 676, Mao Sơn Linh Phù. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua, ngoại giới khoảng thời gian này cũng là còn tương đối bình tĩnh. Mao Sơn Liễu Chính, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ chủ động cùng Tiêu Phàm liên hệ một lần. Hắn lãnh đạo 717 văn phòng, vẫn luôn chú ý mật thiết lấy các nơi dị thường sự kiện. Từ khi được chứng kiến Tiêu Phàm năng lực, lại tại Tiêu Phàm trong tay thu hồi Mao Sơn Thiên Thư, liễu chính cùng tiêu phàm quan hệ lập tức trở nên mật thiết ẩn ẩn có đem tiêu phàm xem như cậy vào chi ý bất quá một ngày này liễu chính lại tự mình đuổi tới chỉ thủy xem bái phòng tiêu chân nhân đối với liễu chính đoàn chính làm người lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình ý chí tiêu phàm hết sức kính trọng lúc này lớn mở trung môn tự mình đến chỉ thủy xem bên ngoài nghinh đón văn nhị thái ra cùng đàm hiên cùng đi cho đủ liễu chính mặt mũi vô luận như thế nào Liễu Chính cũng là đương đại Mao Sơn chân quân sư thúc, tại thuật pháp giới địa vị cực cao, nên được dạng này lễ ngộ. Liễu Chính là độc thân mà đến, không có mang bất luận cái gì tùy tùng. Dù sao chỉ thủy xem là tiêu phàm thanh tu chi địa, liệu tất hắn không thích người không liên quan cùng trước tới quấy giày. Gặp một lần Liễu Chính, tiêu phàm sau mi lập tức nhẹ nhàng một dương, mỉm cười nói chúc mừng Liễu chân Nhân, tu vi lớn tiến vào. Trước mắt Liễu Chính, xác thực so tiêu phàm lúc trước gặp hắn thời điểm, tu vi muốn tinh đi vào nhiều, vậy mà cũng đến chút cơ hậu kỳ cảnh giới, khó khăn lắm so ra mà vượt văn nhị thái ra, so đàm hiên còn cao một cái cấp bậc. Mặc dù khi đó, tiêu phàm còn không rõ ràng lắm tu chân giới cấp bậc vạch phân, đơn thuần bằng trực giác, cũng có thể cảm ứng được liễu chính khí tức hơn xa trước kia phải cường đại hơn nhiều. Tại thời đại mạt pháp này, không có tu chân giới sư phụ chỉ điểm, đơn thuần dựa vào tự mình tìm tòi, có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, cho dù ai đều là 10.000 có một thiên tài. Liễu Chính có thể đảm nhiệm 717 chủ nhiệm phòng làm việc, tuyệt đối là có lý do. Đương nhiên, Mao Sơn truyền thừa, từ cũng không bình thường. Liễu Chính nhìn thấy Tiêu Phàm, thần niệm hơi một cảm ứng, cái này giật mình lập tức không thể coi thường. Sắc mặt đại biến, cả kinh nói: "Tiêu chân nhân, lúc này mới bao lâu không gặp, vậy mà tu vi liền đã tinh đi vào loại trình độ này." Bội phục, bội phục, rất hiển nhiên, Liễu Chính cũng cảm ứng được Tiêu Phàm thân bên trên phát ra cái chủng loại kia cực kỳ to lớn linh áp. Audio điện tử võ tấn bền. Tranh lệch một cái đại cảnh giới, loại áp lực này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều như là thái sơn áp đỉnh, khiến người kìm lòng không được địa tâm sinh lòng kính sợ. Tiêu phàm cười ha ha một tiếng, khiêm tốn vài câu. Đàm hiên mỉm cười nói, liễu sư huynh tu vi tinh tiến vào, thật đáng mừng. Nguyên bản nàng là sưng hô liễu chính quan hàm, bây giờ một cách tự nhiên đổi giọng, đổi người tu đạo tôn sưng nàng cùng Liễu Chính hiện tại cũng thuộc về cùng một cái bộ môn, đã từng kề vai chiến đấu rất nhiều về. Lẫn nhau quan hệ trong đó, tính được 10 điểm mật thiết, sưng một tiếng sư huynh, chuyện đương nhiên. Liễu Chính ngay cả vội khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, đây là nhờ có tiêu chân nhân. Từ quỷ mẫu kia trong tay đoạt lại, Mao Sơn Thiên Thư, Mao Sơn Đệ Tử, đều đều được ích lợi không nhỏ. Nói, lại hướng tiêu phàm chắp tay, lấy đó cảm tạ, Tiêu phàm mỉm cười nói, tất cả mọi người là hoa hạ một mạch, thuật pháp truyền thừa, liễu chân nhân liền không cần phải khách khí. Sau đó văn nhị thái ra cũng cùng liễu chính thấy lễ. Liễu chân nhân đại giá quang lâm, chỉ thủy xem bồng tất sinh huy, mời tiến vào, hàn huyên đã xong, tiêu phàm thịnh tình mời. Chủ khách song phương, vừa nói vừa cười đi tiến vào chỉ thủy xem, tại đãi khách thất ngồi xuống. Đàm hiên tự mình động thủ, vì mọi người phụng dâng trà thơm. Bây giờ ở tại chỉ thủy xem đám người, tất cả đều đến tích cốc cảnh giới. Trên cơ bản cũng không có cái gì thường ngày tục vụ cần muốn quản lý. Trừ nước trà, chỉ thủy xem cơ hồ không có cái khác hưởng khách chi vật. Mọi người hàn huyên một hồi nhàn thoại, liễu chính chủ động nhắc tới lần này ý đổ đến, mắt nhìn tiêu phàm, khẽ cười nói tiêu chân nhân. Nghe qua vô cực môn tinh thông phù lục chi thuật, liễu chính chuyên tới để hướng tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội thỉnh giáo, mong rằng mấy vị vui lòng chỉ giáo. Tiêu phàm sư huynh muội ba người liếc nhau, đều trong lòng sáng như tuyết. Liễu chính đây là báo ân đến, tiêu phàm tại sáu khúc thành phố diệt sát thế giới ngầm quỷ mẫu, thu hồi Mao Sơn Thiên Thư giao cho Liễu chính, đây là cực lớn một cái nhân tình. Dạng này lớn ân tình, liền xem như đồng môn sư huynh muội cũng là muốn còn. Mao Sơn truyền thừa, nổi tiếng nhất chính là phù lục thuật. Liễu chính đây là dự định tiếp lấy thỉnh giáo giao lưu danh nghĩa, đem Mao Sơn chế phủ chi thuật ảo diệu, truyền thụ cho vô cực môn, cũng coi là còn tiêu phàm đại nhân tình. Đương nhiên, vô cực môn chế phủ chi thuật, cũng có độc đáo chi bí, tiêu phàm sư huynh muội ba người tạo nghệ cao thâm, trao đổi lẫn nhau, nhất định cũng có thể làm liễu chính được ích lợi không nhỏ. Lấy Mao Sơn mạnh nhất phù lục thuật đến trả nhân tình, liễu chính lòng giả dạ không thể bảo là không uyên bác, thực tế cũng là khó gặp đại trưởng phu khí khái. Tự nhiên, cũng là căn cứ vào đối tiêu phàm nhân phẩm tín nhiệm cùng kính trọng, Liễu chính tin tưởng mình ném chi lấy đào, tiêu phàm tất nhiên sẽ báo chi lấy lý. Vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, há lại loại kia chỉ chiếm tiện nghi không trả giá tính cách. Tiêu phàm mỉm cười nói, liễu chân nhân quá khách khí, nghe qua Mao Sơn chế phủ chi thuật, thiên hạ vô song, chính là muốn hướng liễu chân nhân thỉnh giáo đâu. Câu nói này, cũng không phải khách sáo, mà là xuất từ tiêu phàm thực tình. Trở lại chỉ thủy xem mấy ngày này, tiêu phàm trừ tu luyện thiên nhân tướng, đốc xúc chỉ điểm tân lâm, Uyển Thiên Thiên, Trần Dương bọn người luyện công, chính là luyện chế đan dược, vẽ phù lục. Trong đó chế phù là trọng điểm, có thiên phù lá, Tiêu Phàm đương nhiên phải không kịp chờ đợi thí nghiệm một phen. Kết quả làm cho Tiêu Phàm kinh hỉ dị thường, thiên phù lá quả nhiên cùng phổ thông lá bổ hiệu quả hoàn toàn khác biệt, chế ra phù lục, xa so Tiêu Phàm trước kia chế được phù lục uy lực phải lớn hơn nhiều. Bất quá để Tiêu Phàm bất mãn chính là, vô cực môn phù lục, lực công kích không lớn, hoa văn không nhiều dù coi như có thiên phù lá về sau, uy lực đại tăng, tương đối mà nói, cũng vẫn là chỉ có thể làm lúc đối địch phụ trợ thủ đoạn, muốn cậy vào phù lục thuật khắc địch chế thắng, độ khó không tiểu. Dù sao vô cực môn không phải lấy chế phù thuật nghe tiếng môn phái tu chân. Bây giờ liễu chính chủ động tới cửa, nguyện ý lấy mao sơn chế phù thuật tương thụ, tiêu phàm tự nhiên rất cao hứng, hoan nghênh cực kỳ. Liễu chính khiêm tốn hai câu, cổ tay khẽ đảo, trong tay liền là nhiều một chương vàng óng ánh phù lục, lập tức một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, Liễu Chính mỉm cười nói, đây là chúng ta Mao Sơn Hỏa Linh Phù, ẩn chứa trong đó ngũ hành ly hỏa chi lực, ta trước hết bêu xấu, tạm thời cho là phao chuyên dẫn ngọc. Nói, miệng lẩm bẩm, tật, lập tức Liễu Chính quát khẽ một tiếng, trong tay Hỏa Linh Phù đằng không mà lên, ở giữa không trung hóa vì một cái hỏa cầu thật lớn, liệt diễm hừng hực, hướng về phía trước bay nhanh mà ra, tại bên ngoài trong viện chuyển một vòng, lúc này mới dập tắt. Liễu Chính nếu là đến nhà làm khách Tự nhiên sẽ không thật đem chỉ thủy xem kiến trúc đồ dùng trong nhà thiêu hủy, nhưng cái này hỏa linh phù bên trong ẩn cường đại hỏa linh lực, Tiêu Phàm sư huynh muội ba người ai đều có thể cảm ứng được. Nhất là Tiêu Phàm, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này hỏa linh phù bất quá là phổ thông lá bùa vẽ mà thành, đơn thuần phù lục uy lực, lại cơ hồ không tại hắn lấy thiên phù lá vẽ phù lục phía dưới, từ đó có thể biết, phái Mao Sơn chế phù thuật, đúng là vô cực môn chế phù thuật phía trên giả thiết cái này hỏa linh phù lấy thiên phù lá đến vẽ lời nói uy lực lập tức tăng gấp bội sau đó liễu chính lại biểu diễn thủy linh phù cùng kim linh phù đều có chỗ tinh diệu tiêu phàm khách khí liền ôm quyền rất khiêm tốn nói mao sơn linh phù chi thuật quả nhiên uy lực kinh người không hề tầm thường mời liễu chân nhân chỉ điểm sai lầm không dám tiêu chân nhân khách khí kia liễu chính liền múa búa trước cửa lỗ ban bêu xấu một lần liễu chính ngay cả vội hoàn lễ sau đó bắt đầu giải thích Mao Sơn ngũ hành linh phù phương pháp chế luyện, giản lược nói tóm tắt. Nhưng tiêu phàm, văn thiên, đàm hiên không có chỗ nào mà không phải là tinh thông chế phù thuật người trong nghề, vừa nghe xong, lập tức liền minh bạch. Mao Sơn chế phù thuật, chỗ đặc biệt lớn nhất, ngay tại ở có thể đem thi triển pháp bảo pháp khí uy năng, phong ấn đến linh phù bên trong, từ đó làm cho linh phù uy lực tăng lên mấy lần. Tiêu phàm nghe phải liên tục gật đầu, được dẫn dắt rất nhiều. Kỳ thật từ khi đạt được viêm linh chi nhận về sau, tiêu phàm vẫn đều tại nếm thử muốn đem viêm linh chi nhận uy năng phong ấn đến phủ lục bên trong đi, lấy viêm linh chi nhận một trảm chi uy, cùng giai tu sĩ cơ hồ không người dám tại ngạnh giang. Thử nghĩ mấy đạo viêm linh trảm đồng thời thả ra, kia là gì trợ uy năng? Đừng bảo là cùng giai tu sĩ, coi như so tiêu phàm cấp bậc cao hơn tu sĩ, cũng chưa chắc dám chính diện đón đỡ. Chỉ tiếc cái này từ đầu đến cuối chỉ là một cái tưởng tượng, thí nghiệm nhiều lần, cũng không có thể thành công. Mắt thấy tiêu phàm bọn người đều đều lộ ra vẻ hưng phấn, liễu chính vội vàng nói tiêu chân nhân, phan sư huynh, đàm sư muội mặc dù bị phái chế phù thuật có thể đem pháp bảo pháp khí huy năng phong ấn tại linh phù bên trong, nhưng là hạn chế cũng không ít. Đầu tiên, loại bồ chú này xác suất thành công rất thấp, coi như chế phù sư tiêu chuẩn lại cao, 10 lần bên trong có thể thành công một lần, coi như rất không tệ. Càng là cao dài pháp bảo pháp khí, xác suất thành công liền càng thấp. Tiếp theo, pháp bảo pháp khí uy năng không có khả năng toàn bộ phòng ấn tiến vào phù lục bên trong đi, có thể có vô cùng một uy năng cũng rất không tệ. Nghe lời giải thích này, Văn Thiên cùng Đàm Hiên cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt thất vọng. Cần biết thúc đẩy pháp bảo công kích cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Muốn phù lục uy năng càng lớn, tự nhiên là muốn toàn lực thúc đẩy pháp bảo. Bởi như vậy, muốn tiêu hao pháp lực có thể nghĩ. Tiêu phàm viêm linh chi nhận càng hơn, mỗi thúc đẩy một lần cơ hồ đều muốn hao phí toàn thân pháp lực. Ngay kế, chưa hẳn liền có thể thúc đẩy đến 10 lần, dù coi như như thế, cũng còn chưa nhất định có thể thành công chế được một chương công kích linh phù. Bởi vì pháp bảo cấp bậc càng cao, xác suất thành công liền càng thấp. Tốn hao dòng dã một ngày thậm chí là 2-3 ngày, đến vẽ một tấm bùa chú, uy năng còn chỉ có pháp bảo công kích vô cùng một, nói như vậy, kỳ thật cũng rất không có lợi. Không biết muốn trì hoãn bao nhiêu tu luyện công phu cùng nó dạng này phí sức không có kết quả tốt, vậy còn không như chuyên tâm tu luyện, mau chóng để cao tu vi của mình, gia tăng pháp lực của mình càng đáng tin cậy một chút. Bất quá tiêu phạm ý nghĩ, nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì hắn có đại lượng thiên phù lá, lấy thiên phù lá chế phù, xác suất thành công so phổ thông lá bùa muốn cao hơn nhiều, có thể phong ấn pháp bảo uy năng, cũng giống vậy so phổ thông lá bùa cao hơn ra rất nhiều. Nếu như có thể đạt tới pháp bảo công kích hai thành uy năng, vậy liền rất kinh người đơn độc lấy phù lục công kích, có lẽ hiệu quả còn không rõ hiển, nếu là phối hợp pháp bảo đồng loạt công kích, uy lực tuyệt đối không phải đơn giản thêm vào như thế. Thử nghĩ viêm linh chi nhận đồng thời chém ra năm đao, dù coi như trong đó 4 đao là phù lục biến thành, uy lực yếu kém, nếu như đối thủ bỗng nhiên đụng tới, sẽ là dạng gì hậu quả. chương 677, Liễu Chính Cổ Quái Kỳ thật chúng ta mau sơn chế phù thuật, sở dĩ có chút danh tiếng, chủ yếu nhất vẫn là phù bút chế tác. Hàn huyên một hồi, Liễu Chính khẽ cười nói, tiêu phàm trong lòng lại là khẽ động, nhớ được linh dược vườn bên trong, thổ địa công đã từng nói, chế thành thượng đẳng phù lục, có ba cái thiết yếu điều kiện thiên phù lá, kim phù bút cùng đan thú chi huyết. Thiên phù lá hắn đã có, nhưng kim phù bút cùng đan thú rốt cuộc là thứ gì, lại là lơ ngơ. Khoảng thời gian này, tiêu phàm một mực tại tìm đọc các loại điển tịch, nhưng Thủy Trung chưa từng tìm tới ghi chép liên quan. Phảng phất từ xưa đến nay, chế phù dùng chính là phổ thông phù bút cùng phổ thông chu sa hiện tại liễu chính bỗng nhiên nói tới phù bút chế tác lập tức liền để tiêu phàm lưu tâm mao sơn đệ tử đối phù bút chế tác đều tương đối dụng tâm vô luận tài liệu lựa chọn chế tác quá trình tinh xảo cũng không dám có nửa điểm qua loa liễu chính lập tức bắt đầu giải thích cận kẽ phái mao sơn phù bút chế tác quá trình trước đó tiêu phàm văn thiên mấy người cũng không phải không biết mao sơn phù bút chế tác có độc đáo chi bí cũng biết được cái đại khái, nhưng tuyệt không có khả năng giống liễu chính dạng này, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều không giữ lại chút nào báo cho mọi người. Huống hồ liễu chính là làm thay mặt Mao Sơn chân quân sư thúc, là trước mắt phái Mao Sơn bối phân tối cao, tu vi nhất tinh thâm tiền bối chân nhân, hắn chế phủ chi thuật, như thế nào Mao Sơn đạo sĩ có thể so. Từ hắn tự mình giảng thuật Mao Sơn phủ bút chế tác quá trình, chẳng khác nào từ nay về sau, Mao Sơn phủ bút chế tác kỹ nghệ, sẽ không còn là phái Mao Sơn độc môn bí thuật, mà là cùng vô cực môn cùng hưởng ân tình này còn phải đủ thực tế dựa theo liễu chính giải thích mao sơn phù bút chế tác thật đúng là tinh xảo vô so tuyển dụng chính là mới sinh hài nhi thai mao làm phù bút chế tác vật liệu mà thai nhi ngày sinh tháng đẻ cũng rất có giảng cứu tốt nhất là dương Nam dương nguyệt dương nhật dương lúc ra đời nguyên dương nam hài cùng năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời nguyên âm nữ hài các lấy một nửa thai mao hợp lại cùng nhau chế thành phù bút mà phù bút cán bút cũng muốn tuyển dụng bên trên cùng đàn mộc, nguyên trúc hoặc là ngà voi sừng tê ngọc thạch chi thuộc. Tỉ mỉ bồi dưỡng 7749 ngày, cuối cùng từ pháp lực cao cường người, vận công thi pháp, tỉ mỉ chế tác mà thành. Quá trình này 10 điểm phức tạp, mà lại không thể phạm sai lầm, chỉ cần bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, chế ra phù bút dù coi như không trở thành phế phẩm, cũng sẽ hiệu lực giảm đi, từ đó trực tiếp ảnh hưởng phù lục uy năng. Nói đến đây, Liễu Chính lấy ra một cái tỉ mỉ đóng gói hình sợi dài hộp, Đưa cho Tiêu Phàm, mỉm cười nói, "Tiêu chân nhân, đây là ta trước đó vài ngày chế tác một ống phù bút, mời Tiêu chân nhân chỉ ra chỗ sai." Tiêu Phàm ngay cả vội vàng hai tay tiếp tới, cẩn thận mở ra tới. Lập tức một cỗ thanh lãnh chi khí từ trong hộp tản ra, Tiêu Phàm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong hộp nằm một cây tinh xảo phù bút, cán bút thành màu nâu đen, ẩn ẩn mang theo mãnh thú khí tức, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Liễu Chính mỉm cười giải thích nói, "Tiêu chân nhân phù này bút khác cũng không có gì đặc biệt, chính là khoản này cán, là chúng ta phái Mao Sơn cất giữ hơn ngàn năm một con thanh quang tê sừng tê chế tác mà thành. Thanh quang tê, tiêu phàm văn thiên đàm hiên đồng thời lên tiếng kinh hô, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chốc lát, đàm hiên mới trầm giọng nói, liễu sư huynh. Người nói là thượng cổ kỳ thú thanh quang tê a à. liễu chính mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy, dựa theo cổ tịch ghi chép. Cái này thanh quang tê thần thông khác cũng là thôi, nhưng nó sừng tê lại là toàn thân chỗ tinh hoa phổ thông yêu thú yêu đan là chứa đựng tại thể nội duy chỉ có cái này thanh quang tê toàn thân tinh hoa lại là chứa đựng tại sừng tê bên trong bởi vậy thanh quang tê sừng tê tính được là luyện khí thượng giai vật liệu cái này thanh quang tê sừng tê tại chúng ta mao sơn bảo tồn hơn ngàn năm đại bộ phận phân đã dùng xong chỉ còn lại có vì số không nhiều một điểm ta liền dùng để chế thành cái này phù bút tựa hồ rất là dùng được mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiêu phàm cầm lấy kia cán phù bút nhiều lần xem liên tiếp gật đầu nói liễu chân nhân mao sơn không hổ danh xưng thiên hạ phù lục thứ nhất cái này thanh quang tê sừng tê chế thành phù bút xác thực không giống bình thường chắc hẳn dùng cái này quản phù bút vẽ phù lục uy có thể xác định rất khác nhau liễu chính cười ha ha một tiếng nói phù lục thiên hạ thứ nhất khen thưởng tuyệt không dám nhận tiêu chân nhân quá khen cái này thanh quang tê phù bút đã nhiên Tiêu Chân Nhân cảm thấy còn đem liền có thể dùng, vậy liền mời Tiêu Chân Nhân vui vẻ nhận như thế nào. Lần này, ngay cả Tiêu Phàm đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua Liễu Chính, nói: "Liễu chân nhân, lễ vật này không khỏi quá quý giá đi." Mặc dù nói, Mao Sơn Thiên thư giá trị, tất nhiên là tại cái này quản thanh quang tê phù trên ngòi bút, nhưng Mao Sơn Thiên thư là Tiêu Phàm chủ động trả lại cho Liễu Chính, lúc trước vẫn chưa sách ra cái gì trao đổi chi ý, tự nhiên cũng không ham phái Mao Sơn hồi báo. Bây giờ Liễu Chính tự mình đến nhà, đem Mao Sơn chế phù thuật cùng vô cực môn chia sẻ, đã đầy đủ hoàn trả tiêu phàm ân tình, còn đặc biệt đặc biệt dùng dạng này cất giữ ngàn năm thanh quang tê sừng tê chế tạo ra một ống phủ bút đến đưa cho tiêu phàm, thực tế là vượt quá đoàn người ngoài ý liệu. Chẳng lẽ Liễu Chính hôm nay trước tới bái phỏng, không chỉ là trả nhân tình, còn có khác cầu mong gì khác? Trong ba người, Đàm Hiên cùng Liễu Chính liên hệ nhiều nhất, lẫn nhau ở giữa quen thuộc nhất, con mắt quay tít một vòng, mặt mang mỉm cười, Nói, Liễu sư huynh, phái Mao Sơn cùng vô cực môn mặc dù trước kia kết giao không phải 10 điểm mật thiết, nhưng chúng ta trưởng giáo sư đệ tính nết, Liễu sư huynh là rõ ràng, đối thuật pháp đồng đạo nhất quán kính trọng. Liễu sư huynh nếu như có gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói rõ. Lấy như thế lễ vật quý giá đem tặng, Liễu Chính sở cầu khi không tại tiểu. Tiêu Phàm cũng mỉm cười, đem thanh quang tê phù bút thả lại hộp, đem hộp chậm rãi khép lại, đặt ở một bên, nhưng cũng không vội mà còn cho Liễu Chính cái này quản thanh quang tê phù bút hẳn là còn không phải thổ địa công trong miệng lời nói kim phù bút, nhưng so sánh với phổ thông phù bút mà nói, công hiệu tự nhiên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Dưới mắt đã có thiên phù lá, lại học được đem pháp bảo uy năng phong ấn tiến vào phù lục bên trong kỹ xảo, lại thêm cái này quản thanh quang tê phù bút, hắn chế phù chi thuật, đảo mắt liền có thể đạp lên mấy cái bậc thang, vẽ chế ra phù lục tuyệt không phải lúc trước uy năng có thể so sánh. Chỉ cần liễu chính sở cầu, không tính quá làm khó lời nói, tiêu phàm cũng không muốn cự tuyệt hắn. Nghe đàm hiên lời nói, lại nhìn thấy tiêu phàm thái độ như vậy, liễu chính không khỏi thẹn thùng cười một tiếng, lại vẫn là không có vội vã đem yêu cầu của hắn nói ra, mà là trầm ngâm nói tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội kỳ thật liền hiện tại mà nói, chúng ta mau sơn phù lục thuật, đã là hữu danh vô thực. Chân chính đỉnh tiêm phù lục chế tác chi thuật, sớm đã thất truyền. Tiêu phàm văn thiên cùng đàm hiên lại liếc nhau, đều đều có chút không hiểu. Làm sao Liễu Chính sẽ đem chủ đề kéo tới phương diện này đi? Nhưng liệu tất Liễu Chính nói như vậy, tất có thâm ý. Cũng liền ai đều không đi đánh gãy hắn, chỉ là yên lặng lắng nghe. Định thân phù cùng chân nguyên phù hai loại phù lục, không biết ba vị đạo hữu nghe nói qua chưa? Liễu Chính ánh mắt tại ba người trên mặt một phút qua qua, trịnh trọng hỏi. Định thân phù, Liễu chân Nhân, cái này, hẳn là chỉ là truyền thuyết A. Lần này, lại là một mực chỉ nghe không mở miệng Văn Thiên nói chuyện, mày trắng phát động, thần sắc 10 điểm kinh ngạc, mang theo cơ hồ hoàn toàn không tin ý tứ. Chỉ là vì cho liễu chính lưu chút mặt mũi, cũng không có biểu lộ quá mức rõ ràng. Tiêu phàm cùng đàm hiên thần sắc, mặc dù đều mang mỉm cười, cũng không khá hơn chút nào. Định thân thuật cùng định thân phù, tại thuật pháp trong truyền thừa, là một cái 10 điểm truyền thuyết xa xưa. Tại không ít văn nghệ tác phẩm cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy, mà lại tựa hồ là tiên gia tiểu pháp thuật. Tiện tay liền có thể thi triển đi ra, bất quá tại những cái kia văn nghệ tác phẩm cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, định thân thuật thi thuật đối tượng, bình thường đều là tu vi thua xa dưới cùng thần tiên cùng tiểu yêu quái. Đối những cái kia bên trên cùng thần tiên cùng đại yêu quái, định thân thuật tựa hồ là vô hiệu, cũng không có ai sẽ đối đầu cùng thần tiên cùng đại yêu quái thi triển định thân thuật. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thuật pháp ai cũng không có thấy tận mắt biết qua liễu chính nghiêm mặt nói văn sư huynh dù coi như là truyền thuyết cũng sẽ không là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói định thân phù tại chúng ta mao sơn trong truyền thừa đúng là tồn tại có loại sự tình này văn thiên ba người lại lại liếc nhau một cái giật mình không tiểu nhưng liễu chính làm người đoan chính tuyệt không phải loại kia thích từ không sinh có làm náo động tính cách hắn đã dạng này trịnh mà trọng chi nói như vậy cái này định thân phù có lẽ thật đúng là từng tại mao sơn trong truyền thừa xuất hiện qua chỉ là nghe liễu chính lời nói bên trong ý tứ hiện tại loại này thần kỳ phù lục tựa hồ là thất truyền chốc lát đàm hiên hỏi liễu sư huynh chân nguyên phù lại là cái gì phù lục xin thứ cho ta cô lậu quả văn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại bùa chú này liễu chính vội vàng nói đàm sư muội chân nguyên phù là so định thân phù còn muốn kỳ lạ phù lục loại bùa chú này là có thể đặt ở người tu đạo thể nội tiến hành bồi dưỡng. Đặt ở người tu đạo thể nội tiến hành bồi dưỡng. Liễu sư huynh, cái này, ta càng ngày càng nghe không rõ. Đàm hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chi ý. Liễu chính cười cười, nói, đàm sư muội kỳ thật cũng không coi là nhiều phức tạp. Chính là thanh một tấm bùa chú gửi ở người tu đạo trong đan điền, lấy bản thân chân nguyên tiến hành bồi dưỡng, tờ phù lục này, đem hấp thu người tu đạo chân nguyên, chữ tồn tại thể nội bồi dưỡng thời gian càng dài, uy năng lại càng lớn. Lớn nhất uy năng, thậm chí sẽ vượt qua người tu đạo bản nhân xuất thủ một kích toàn lực. Chỉ bất quá, loại này chân nguyên phù là vật chỉ dùng được một lần, một khi thi triển đi ra về sau, phù lục bên trong hấp thu kia bộ phân chân nguyên, liền vĩnh cửu tiêu hao hết, lại cũng không trở về được trong cơ thể của mình. huyết tinh chui, liễu chính chưa nói xong, ba chữ này đã tại tiêu phàm trong óc một nhảy ra. Liễu chính nói cái này chân nguyên phù, Cơ hồ cùng Miranda bồi dưỡng huyết tinh chui là một cái nguyên lý. Xem ra Đông Tây phương thuật pháp, nguyên vốn là có rất nhiều chỗ tương thông. Loại này chân nguyên phù nếu như thật sự có thể chế thành lời nói, chỉ cần tại thể nội bồi dưỡng một lúc sau, uy lực xác thực lớn đến kinh người. Liễu chân nhân, cái này chân nguyên phù, chẳng lẽ quý phái cũng có thể luyện chế a? À? Tiêu Phàm cẩn thận mà hỏi thăm, Liễu Chính nhìn hắn một chút, chậm rãi nói, "Tiêu chân nhân, bị phái tổ sư" xác thực biết luyện chế chân nguyên phù, cũng biết luyện chế định thân phù. Như vậy hiện tại đâu? Phải chăng đã thất truyền rồi? Sau đó Liễu Chính trả lời, càng khiến người ta không nghĩ ra. Muốn bảo hoàn toàn thất truyền, cũng không thể như thế võ đoán. Mấu chốt liền nhìn tiền bối tổ sư, có nguyện ý hay không đem những này linh phù phương pháp luyện chế, truyền cho chúng ta những hậu nhân này. Văn Thiên không chịu được hỏi, Liễu chân Nhân, người cái này là ý gì? Chẳng lẽ quý phái tiền bối tổ sư còn sống trên thế giới này. Đây vốn là câu nói đùa, ai ngờ Liễu Chính lại hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái, chậm rãi nói, Văn Sư Huynh, vấn đề này, ta còn thực sự nói không rõ ràng. chương 678, Linh Quan Trận Văn Thiên không khỏi cười, nói, Liễu chân Nhân, việc này khi thật thú vị. Chẳng lẽ một người có phải là còn sống, người cũng không thể phán đoán sao? Tiêu Phạm cùng Đàm Hiên cũng 10 điểm nghiêm túc nhìn xem Liễu Chính. Liễu chính sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt tại ba người trên mặt một phút qua qua, trầm giọng nói, ba vị, linh hồn tồn tại. Xem như còn sống, hay là đã chết rồi. Cái gì, dù là văn thiên đã điệt mạo chi niên, kiến thức rộng rãi, nghe liễu chính lời này, cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ngược lại là tiêu phàm tương đối chấn định tự nhiên, nhìn một chút liễu chính, chậm rãi nói, liễu chân nhân ý tứ, là quý phái có một vị tiền bối tổ sư, lấy linh thân hình thức sống sót lấy. Cùng loại loại tình hình này, tiêu phàm cũng không phải lần đầu gặp qua, càn khôn đỉnh bên trong thanh dương tổ sư, trong mắt hắn, vậy liền là sống sờ sờ. Nhưng liếu chính miệng bên trong vị này mau sơn tiền bối tổ sư, tình hình phải cùng thanh dương tổ sư có chỗ khác biệt. Nếu không, liếu chính thần sắc ứng nên sẽ không như vậy cổ quái. Mà lại, càn khôn đỉnh là hiếm thấy không gian bảo vật, vô cực môn bảo vật chấn giáo, tiêu phàm cũng không tin, cùng loại không gian trí bảo tùy thời có thể thấy. Nghe tiêu phàm vừa nói như vậy, liễu chính nhẹ nhàng thở vào một cái, vội vàng nói là chuyện như vậy. Linh thân, nên tính là đi, tiêu phàm lời nói linh thân, liễu chính còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng cũng có thể lý giải. Tiêu phàm hỏi, liễu chân nhân, cụ thể tình hình là như thế nào? Liễu chính nghĩ nghĩ, nói tiêu chân nhân, cụ thể tình hình, dăm ba câu thật đúng là nói không rõ ràng. Nếu như ba vị có thời gian, có thể hay không di giá đi bỉ phái tổng đàn một lần, ở trước mặt cùng bị phái vị kia tiền bối tổ sư tâm sự. Tiêu phạm văn thiên đàm hiên ba người đưa mắt nhìn nhau. Xem ra liễu chính hôm nay trước tới bái phỏng, chính là vì bọn hắn mau sơn vị này tiền bối tổ sư, đến mời tiêu phàm bọn người hỗ trợ. Thấy ba người trần chờ liễu chính còn nói thêm, tiêu chân nhân, văn sư huynh, đàm sư muội không dối gạt ba vị nói. Chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp để tổ sư một lần nữa hoàn dương. Chỉ là cái này sự thực tại quá khó, Dựa vào Liễu Chính lực lượng một người, vô luận như thế nào đều làm không được. Tiêu chân nhân thần công thông huyền, Phan sư huynh cùng Đàm sư muội cũng là cao nhân đương thế. Ba vị nếu là chịu xuất thủ tương trợ, Liễu Chính vô cùng cảm kích, một khi việc này hoàn thành, tổ sư thật hoàn dương trùng sinh, Liễu Chính khi khẩn cầu tổ sư, đem định thân phù cùng chân nguyên phù bí quyết đem tặng. Nguyên bản Liễu Chính này đến, là muốn mời Tiêu phàm một người xuất thủ, đã Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều tại, vậy dĩ nhiên là một khối mời nhiều hai vị cao thủ tương trợ, việc này nắm chắc càng lớn hơn mấy phân. Dù sao hắn ưng thuận thù lao, là không sợ người nhiều hòa phân. Định thân phù cùng chân nguyên phù luyện chế bí quyết, tiêu phàm thu hoạch được về sau. Chắc hẳn cũng giống vậy sẽ truyền thụ cho trong môn đệ tử. Tiêu chân nhân cũng không phải của mình mình quý tính cách. Tiêu phàm ánh mắt tại cái kia chứa thanh quang tê phù bút trên cái hộp nhìn lướt qua, lập tức nhẹ gật đầu, nói, đã dạng này, Vậy chúng ta liền đi quấy giày liễu chân nhân cùng Mao Sơn các vị đạo hữu một lần. Văn Sư Huynh, Tứ Sư Tỷ, hai vị ý như thế nào? Văn Thiên vừa cười vừa nói, sư đệ là trưởng giáo chân nhân, người định đoạt. Đàm Hiên cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Hai người bọn họ đều hiểu rõ tiêu phàm tính cách. Đừng bảo là liễu chính còn ưng thuận như thế mê người thù lao. Coi như xem ở kia quản thanh quang tê phù bút phân thượng, tiêu phàm cũng sẽ chạy chuyến này. Phái Mao Sơn cũng là thuật pháp đại công cùng phái Mao Sơn giao hảo, tuyệt đối không hỏng chỗ. Cuống hồ liễu chính người này, rất thụ người chào đón, bất quá đàm hiên hay là thêm một câu, liễu sư huynh, người nói loại tình hình này, chúng ta trước kia ai đều chưa từng đụng phải, vạn nhất không giúp đỡ được cái gì, còn xin sư huynh đừng nên trách. Nàng là chuyên gia đàm phán, lại cùng liễu chính quan hệ tương đối mật thiết. Câu này cảnh cáo là nhất định phải nói trước, không phải, tiêu phàm ra mặt mỏng, đến lúc đó sợ rằng sẽ không có ý tứ liễu chính vội vàng nói đàm sư muội cứ việc yên tâm ba vị đáp ứng đi mao sơn cũng đã là thiên đại mặt mũi trên thế giới này sự tình ai có thể có niềm tin tuyệt đối đàm hiên cười cười không lại nói cái gì lập tức tiêu phàm cho tân lâm bọn người lưu lại lời nói liền là cùng liễu chính cùng một chỗ bốn người tiến về mao sơn liễu chính dẫn dắt bọn hắn đi cũng không phải là mao sơn chủ phong lớn mao phong mà là lái xe thẳng khu một cái đập chứa nước bên cạnh cùng loại đập chứa nước Tại Mao Sơn vùng núi rất là phổ biến, tòa này đập chứa nước diện tích không lớn, chỗ vắng vẻ. Đập chứa nước bên cạnh kiến tạo một cái ba tiến vào viện lạc đạo quán, cửa biển thượng thư ba cái kim sơn chữ lớn thanh hư quan. Mặc dù du lịch người lác đác, thắng ở thanh tĩnh bình yên. Liễu chính mang theo ái náy hướng ba vị quý khách giải thích nói, những năm gần đây, Mao Sơn chủ phong đã sớm bị khai phát thành du lịch thắng địa, trong mỗi ngày du khách như dệt, núi liền không dứt, vô cùng náo nhiệt kỳ thực đã không thích hợp lại làm thanh tu chi địa. Tòa này thanh hư quan, mới là hắn liễu chính thanh tu chỗ. Ý tứ trong lời nói này kỳ thật liền rất rõ ràng, mặc kệ Mao Sơn chủ phong hương hỏa cỡ nào tràn đầy, tòa này không có danh tiếng gì thanh hư quan, mới là đương đại phái Mao Sơn chân chính tổng đàn sở tại địa. Một đường đi tới, tiêu phàm mấy người cũng sớm đã phát giác, bên này mặc dù vắng vẻ thanh tĩnh, nhưng vòng quanh núi đường cái sửa rất tốt, một nước đường nhựa, đẳng cấp phi thường cao, đường xá cực dai thậm chí đang đến gần thanh hư quan lúc còn thiết chí chạm kiểm tra người không liên quan các loại không được đến gần lấy liếu chính tại an toàn bộ môn thân phận địa vị hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này lại nhìn thanh hư quan bối sơn diện thủy đạo quán về sau thế núi đi hướng liên miên bất tuyệt thành long tích chi hình quả nhiên là tuyệt hảo phong thủy bảo địa khó trách liếu chính muốn tuyển nơi đây làm thanh tu chỗ quả nhiên là nơi tốt bất quá tại thanh hư quan cửa chính tiêu phàm bước chân đi thoảng qua dừng lại một chút, song nghi có chút dương lên. Cái này biến hóa rất nhỏ, tự nhiên lập tức liền bị liễu chính bắt được, bận biểu tức trưng cầu mà hỏi thăm tiêu chân nhân. Tiêu phàm lập tức giãn ra lông mày, chậm rãi nói, liễu chân nhân, cái này trong quán tốt thanh lãnh khí tức. Lời nói này phải khách khí, trên thực tế, tiêu phàm tại thanh hư quan cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm khí nồng nặc. Mặc dù nơi này so góc vắng vẻ thanh tính, nhưng là khó gặp long huyệt bảo địa, vốn nên nên sinh cơ giạt rào, cát khí lượn lờ, làm sao dưới mắt ngược lại u ám chi khí xoắn suýt không tiêu tan. Liễu chính cười khổ một tiếng, nói tiêu chân nhân mắt sáng như đuốc, thanh hư quan dưới mắt, xác thực đã có chút không ổn. Mời ba vị quý khách trước tiến vào xem bên trong dân trà, cho ta kỹ càng vì ba vị giải thích. Được, tiêu phàm không do dự nữa, cất bước vào bên trong. Mặc dù thanh hư quan âm khí quấn, lấy tiêu phàm trước mắt tu vi, từ cũng nghiêm nghị không sợ, lại nói, Liễu Chính làm người chính trực đoan chính, là đáng tin cậy hảo hữu tuyệt sẽ không chuyên nhất thiết kế hãm hại bọn hắn. Tiêu phàm sư huynh mỗi ba người đều tinh thông tướng lý, duyệt vô số người, điểm này là sẽ không nhìn nhầm. Vừa mới vừa đi tiến vào xem bên trong, liền có một tên khoảng 40 tuổi trung niên đạo sĩ, thân mặc áo bảo xám, vội vã từ một bên thiên môn chạy ra, gặp một lần Liễu Chính, hai mắt sáng lên, kêu lên, sư thúc, ngài xem như trở về, người kia. Người kia, nhìn ra được, tên này đạo sĩ nguyên bản có rất nhiều lời muốn đối liễu chính nói, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy tiêu phàm bọn người, lập tức liền đem phía sau lời nói đều nuốt trở vào, thần sắc ngượng ngùng, có chút không có ý tứ. Liễu chính sầm mặt lại, hừ một tiếng, lộ ra có chút không vui, dậy dỗ, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì. Vâng, tên đạo nhân kia lập tức ý thức được sự thất thố của mình, lập tức thu vào bộ dạng, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống trả lời một tiếng, thoáng qua liền trở nên 10 điểm trang trọng. Tiêu Phàm quan sát một chút, tên này trung niên đạo sĩ tu vi không thấp, ẩn ẩn cũng đã trúc cơ thành công, trên thân linh lực ba động rất là mãnh liệt, tựa hồ tại Thanh hư quan bên trong cũng chỉ là phổ thông đệ tử chấp sự, quần áo đơn giản, thần thái khiêm cung. Xem ra phái Mao Sơn thực lực chân chính, xa xa không chỉ biểu lộ bên ngoài như vậy một chút. Tiêu chân nhân, Phan sư huynh, Đàm sư muội, mời vào bên trong. Một tiếng hét lại kia tên đệ tử chấp sự, liễu chính liền là chuyển đổi thần sắc, kính cần mời. Đệ tử chấp sự thần niệm lặng lẽ nhô ra, tại trên người vừa tới quét qua, lập tức kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt, liền lộ ra vẻ kính sợ. Vị này nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi, tu vi vậy mà như thế tinh thâm, ở xa Sư Thúc Liễu chính phía trên. Khó trách hắn còn quá trẻ, Liễu sư thúc lại đối với hắn dạng này kính trọng khách khí. Nó dư hai vị khách nhân, tu vi tựa hồ cũng không tại Liễu sư thúc phía dưới. Đến, ba vị mời trước vào phòng nghỉ ngơi uống ly nước trà. Liễu chính tự mình dẫn lĩnh ba người tới một gian xương phòng trước, nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so vừa rồi nồng nặc nhiều âm khí, phóng lên tận trời, nguyên bản bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống kia tên đệ tử chấp sự, sắc mặt lại là biến đổi. Tiêu phàm xong nghi thoáng dơ lên, nói, liễu chân nhân, nước trà trước không uống, chúng ta đi hiện trường xem một chút đi. Không hề nghi ngờ, cái này thanh hư quan bên trong, chân áp một loại nào đó cực kỳ âm hàn sự vật, làm không tốt chính là liễu chính lời nói vị kia tiền bối tổ sư linh thân nguyên thần, không biết nguyên nhân gì, xảy ra trạng huống. Cảm giác bên trên, liền muốn không chấn áp được, liễu chính cũng là vô cùng có quyết đoán người, nghe vậy suy nghĩ một chút, liền là nói, tốt a à, vậy liền thất lễ. Ba vị, xin mời đi theo ta, tùy theo quay người, hướng thông hướng nội viện cửa hông đi đến. Cái này thanh hư quan kiến trúc, đều là phục cổ kiểu dáng, sắc điệu lấy xám xanh làm chủ, vô luận chủ điện hay là xương phòng, nhìn qua đều bụi bẩn, không chút nào thu hút, không có chút nào phú quý xa hoa chi khí, ngay cả sàn nhà đều là lót gạch xanh thành, rất được đạo giáo thanh tĩnh vô vi ý cảnh, cùng chỉ thủy xem có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu phàm xem xét liền rất thích, loại kia giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng cái gọi là thánh địa, thực tế hồng trần khí tức quá nặng đi chút. Thanh hư quan hậu viện, có một tòa độc lập cung điện, chợt nhìn, hơi có chút đột ngột, bởi vì hai bên tất cả đều là từng dãy thấp bé nhà trệt, tôn lên tòa này cung điện càng thêm hạc giữa bầy gà. Tiêu phàm thần niệm hướng trong cung điện tìm tòi, lại bị một cỗ nhu hòa lực đạo nhẹ nhàng bắn ra ngoài. Trong cung điện này bày ra cấm chế đại trận, có chút thần diệu. Văn Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, liễu chân nhân, trong cung điện này, bố trí là linh quan trận A. Hiển nhiên, Văn Nhị Thái gia cũng phát hiện tòa này cung điện không ổn. Liễu chính vội vàng đáp, chính là, Văn sư Huynh Nguyên bác cực kỳ. Vương Linh Quan chính là đạo giáo hộ pháp đại thần, chấn sơn thần tướng, lại xưng hào quang nguyên soái, năm hiển linh quan. Văn Thiên vuốt vuốt sợi dâu, nói: "Nguyên bác chưa nói tới, lúc tuổi còn trẻ đã từng được chứng kiến linh quan trận lợi hại." Thanh hư quan chuyên môn tại hậu viện kiến tạo dạng này một cái đại điện, bố trí linh quan trận, khẳng định lớn có nguyên nhân. Chương 679, Tuyên Minh chân quân cùng Uy Linh lão ma Liễu Chính dẫn lính ba vị khách nhân đi tới cung điện trước đó, lấy ra một mặt tiểu xảo ngọc bài, đối cung điện cửa chính dơ lên, ngọc bài bên trong thả ra một cỗ vô hình linh lực, lập tức liền cùng trong cung điện linh quan trận lên cộng minh, cửa chính kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Ba vị đạo hữu mời một nhóm bốn người tiến vào cung điện, kia tên đệ tử chấp sự dựa theo liễu chính phân phó, liền ở ngoài cửa chờ đợi, không có liễu chính cho phép, bất kỳ người nào đều không được đi vào tòa này linh quan điện cung điện không lớn, chính giữa thờ phụng một tôn kim nón trụ kim giáp, hồng mi dâu đỏ, tam mục nhìn hầm hầm, dơ cao roi lôi điện thần chỉ tượng nặn, chính là vương linh quan. Liễu chính bước nhanh tiến lên, tại vương linh quan trước tượng thần xá dài tới đất, kính cẩn thăm viếng. Tiêu phàm sư huynh muội ba người cũng không dám thất lễ, tiến lên bái qua vị này đạo giáo hộ pháp đại thần. Chỉ thấy vương linh quan dung mạo uy nghiêm, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, nhất là tay phải dơ cao đầu kia roi lôi điện, Cùng kim chói linh quan kim thân có chút khác biệt, mà là một loại ám kim sắc, lộ ra có chút cổ xưa, thế mà cũng không phải là cùng pho tượng đúc kim loại cùng một chỗ, mà là một kiện độc lập binh khí. Tiêu Phàm thậm chí ẩn ẩn từ đầu này roi lôi điện bên trong cảm nhận được linh lực ba động. Đầu này roi lôi điện, vậy mà thật là một kiện bảo vật. Thấy Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chăm chú tại roi lôi điện phía trên, liễu chính mỉm cười, nói: "Tiêu chân nhân, đầu này roi lôi điện" chính là Tam Mao Sơn tiền bối tổ sư tuyên minh chân quân đã từng sử dụng qua binh khí. Một ngực cung phụng đến nay, có hơn một ngàn năm. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, cái này roi lôi điện quả nhiên là ngàn năm trước tu tù sĩ tùy thân pháp bảo, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không người thúc đẩy, pháp bảo này linh tính đã cơ bản ẩn liếm không gặp. Tòa này linh quan điện mặc dù không lớn, lại chia làm trên dưới hai tầng, tại một chỗ không đáng chú ý bình phong về sau, giấu giếm một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Liễu Chính dẫn bốn người tới cái thông đạo này trước, một cỗ âm hàn chi cực khí tức, lập tức đập vào mặt. Tiêu phàm tu vi cao thâm, tất nhiên là bình thản ung dung, văn thiên vận công chống cự. Đàm Hiên thậm chí run lên vì lạnh, bởi vậy có thể thấy được cỗ này âm hàn khí hơi thở lợi hại. Tiêu phàm hỏi, Liễu chân Nhân, quý phái vị kia tiền bối tổ sư, chính là tại cái này cung điện dưới đất bên trong A. Liễu Chính đã từng nói, Mao Sơn vị này tiền bối tổ sư, là lấy linh thân hình thức tồn tại, chỉ cần một âm hồn, tại linh quan trận trấn áp phía dưới. Thế mà còn là dạng này âm hàn đến cực điểm, đủ thấy vị này tiền bối tổ sư linh thân cường đại. Đúng vậy, tiêu chân nhân, vị kia tiền bối tổ sư, chính là tuyên minh chân quân. Năm đó ghét ác như cừu, lấy thần lôi đại pháp văn danh thiên hạ, roi lôi điện phía dưới. Chấn sát vô số yêu ma quỷ quái, là chúng ta phái mau sơn nổi danh thần lôi tổ sư. Liễu chính nói tới chỗ này, thần sắc có chút ngạo nghễ. Tiêu Phàm gật đầu nói phải. Liễu Chính mở ra thông đạo dưới lòng đất cấm chế, âm hàn khí hơi thở càng là phun ra ngoài, Tiêu Phàm trước người một cái màu ngà sữa hộ thể lồng ánh sáng nổi lên, lập tức liền đem khí âm hàn che đậy bên ngoài, Liễu Chính đám ba người thể đồng hồ cũng nhao nhao hiện ra hộ thể lồng ánh sáng. Che đậy hàn khí, dưới mặt đất cung điện cũng không rất sâu, ngay tại Vương Linh Quan pho tượng chính phía dưới, bốn phía tất cả đều là gạch xanh xây thành vách tường, âm trầm trầm, khiến người lông mao dựng đứng. Chính giữa cung điện bốn phía, có tám tòa chân nhân chiều cao linh quan tượng nặng đứng sừng sững ở tám cái trên bệ đá, dơ cao roi lôi điện. Tay cầm phong hỏa luân, tam mục nhìn chằm chằm, chính đối trung ương một cái bệ đá. Cái này bệ đá không nhỏ, thành hình bát giác, mỗi một cái sừng đều chính đối một cái linh quan pho tượng, bệ đá bốn phía, âm khí âm u. Sương mù lượn lờ, cứ việc cái này cung điện dưới đất trang 10 điểm ánh đèn sáng ngời, nhưng như cũ lộ ra âm u vô so, hàn khí tập kích người. Văn Thiên thấp giọng nói, đây là Linh Quan Phục Ma đại trận. Đàm Hiên Song Nghi đã nhào lên, có chút kinh ngạc lặp lại một câu, Linh Quan Phục Ma đại trận. Cũng không trách Đàm Hiên kinh ngạc, đã cái này dưới đất cung điện tiền bối tổ sư, là Mao Sơn Tuyên Minh chân quân, khi còn sống ghét ác như cừu, chính là có đạo đại đức, nhưng vì sao muốn dùng Linh Quan Phục Ma đại trận đến trấn áp hắn âm linh. Tiêu Phàm ánh mắt chỉ ở Linh Quan Phục Ma phía trên đại trận thoảng qua quét qua, liền là tiếp cận trung tâm nhất cái kia bệ đá. Liên tại cái kia trung ương trên bệ đá, gác lại lấy một cái bình bát, đen như mực, âm hàn đến cực điểm khí tức, chính là từ cái này đen nhánh bình bát bên trong tản ra. Tiêu phàm thần niệm nhô ra, dự định tìm tòi bình bát đến tột cùng. Ai ngờ vừa vừa mới tiếp xúc đến linh quan phục ma đại trận biên giới, liền là bị một cỗ vô hình cấm chế ngăn tại bên ngoài. Tiêu phàm nhẹ nhàng một hư, lập tức tăng lớn thần niệm chi lực, ngạnh sinh sinh đột phá đại trận cấm chế quấy nhiễu, hướng cái này đen như mực bình bát che che xuống. Cái này linh quan phục ma đại trận cấm chế cố nhiên lợi hại, nhưng bây giờ Tiêu Phàm tu vi đã đến trong Kim đan kỳ, thần niệm chi lực đại trướng, mà lại linh quan phục ma đại trận chủ yếu là trấn áp yêu ma, đối với thần niệm chi lực ngăn cách cũng không quá am hiểu. Nhưng cỗ này thần niệm chi lực vừa chạm đến bình bát biên giới, bỗng nhiên siêu một tiếng, cấp tốc hướng bình bát bên trong hút đi, cơ hồ thế không thể đỡ. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, vội vàng vận công, đem thần niệm chi lực cấp tốc thu hồi lại nếu là hơi chậm một chút chỉ sợ cái này sợi thần niệm chi lực liền muốn bị bình bát thôn vệ hết mặc dù tổn thất như thế một sợi thần niệm vấn đề không lớn nhưng cũng làm cho người không lớn dễ chịu cái này bình bát bên trong âm linh còn thật có chút cổ quái ngay sau đó bên người văn thiên cùng đàm hiên đều rên khẽ một tiếng đàm hiên càng là lui về sau một bước sắc mặt biến hóa hiển nhiên bất ngờ không đề phòng ăn thiệt thòi nhỏ văn thiên tu vi so đàm hiên tinh thâm tình huống cũng liền hơi tốt một chút a à, thần niệm chi lực rất cường đại nha phản ứng cũng rất nhanh tiểu hiếu người là môn nào phái nào đệ tử bỗng nhiên ở giữa bình bát bên trong vang lên một cái thanh âm kinh ngạc nghe vào là một người trung niên nam tử thanh âm cũng không thế nào giả nua. không đợi tiêu phàm trả lời liễu chính liền tức giận quát yêu ma lại muốn hại người trung niên nam tử kia lại lơ đánh cười ha ha một tiếng nói liễu chính người niên kỳ cũng không tiểu Hỏa khí sao còn là lớn như vậy Ngày qua ngày, năm qua năm Đều không có cái gì dài tiến vào A à. Chật chật, xem ra người cả đời này Là mơ tưởng ngưng kết kim đan Cho ăn bể bụng cũng chính là cái chút cơ kỳ tiểu bối Trong giọng nói, mang theo ý nhạo báng Tựa hồ cùng liễu chính rất quen thuộc dáng vẻ Tiêu phàm sư huynh muội ba người lại hai mặt nhìn nhau Có chút kinh ngạc Nghe giọng điệu này, vị này vô luận như thế nào Cũng không thể là mau sơn tiền bối tổ sư nếu không liễu chính như thế nào nghiêm nghị trách cứ nó là yêu ma khẳng định là nơi nào gây ra rủi ro liễu chính cười lạnh một tiếng nói yêu ma ta có thể hay không ngưng kết kim đan không nhọc ngươi nhọc lòng nói thật cho ngươi biết lần này ta chuyên mời vô cực môn đương đại trưởng giáo tiêu phàm tiêu chân nhân cùng hắn hai vị đồng môn sư huynh sư tỷ tới thu thập ngươi ngày tận thế của ngươi liền muốn đến vô cực môn trung niên nam tử kia thanh âm lập tức trở nên bén nhọn tựa hồ hơi có chút tức giận lại ẩn ẩn mang theo hoảng sợ chi ý. Vô cực môn đương đại trưởng giáo, khó trách thần niệm chi lực có chút mạnh đại. Đúng lúc này, đen như mực bình bát bên trong, lại vang lên khác thanh âm của một nam tử, nghe vào, sau lúc trước trung niên nam tử thanh âm muốn giả nua mấy phân, cũng muốn trầm thấp mấy phân, mang theo nói không nên lời uy áp cảm giác, tựa hồ người này khi còn sống, là một vị nhân vật nắm quyền lớn. Liễu chính lập tức khẽ khom người, đổi một loại ngữ khí, kính thần nói, đúng vậy, tổ sư, vị này chính là vô cực môn đương đại trưởng giáo tiêu phàm tiêu chân nhân là đệ tử chuyên mời đến giúp đỡ đối phó yêu ma hợp lấy cái này bình bát bên trong lại có hai cái khác biệt âm linh đằng sau cái này một thanh âm tương đối giả nua mới là tuyên minh chân quân tiêu phàm bọn người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc chỉ là một cái nho nhỏ bát phu lý diện đồng thời dung nạp hai cái linh thân chuyện như vậy trước kia bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy 10 điểm mới lạ. Hừ hừ, bằng cái này kim đan kỳ tiểu bối, liền muốn đối phó tạo uy linh thượng nhân, các ngươi là đang nằm mơ sao. Lúc trước kia cái trung niên nam tử thanh âm, 10 điểm tức giận quát, lại là không có vừa rồi kia cỗ trấn định tự nhiên khí độ. Tuyên minh Trần quân lại cười ha ha một tiếng, nói uy linh lão ma, nếu là tại năm đó, thân thể ngươi chưa hủy, thần thông thời điểm cực thịnh, một tên kim đan kỳ vãn bối, ở trước mặt ngươi, cố nhiên không thể chống đỡ một chút nào nhưng bây giờ còn là năm đó a người bây giờ bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi tại cái này tụ hồn bát bên trong kéo dài hơi tàn lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt thế mà còn ở nơi này hồ suy đại khí thật không biết xấu hổ được xưng là uy linh lão ma nam tử trung niên thanh âm càng là giận tím mặt cười lạnh nói đạo sĩ thúi ta là một sợi tàn hồn ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì còn không phải giống như ta tại cái này tụ hồn bát bên trong kéo dài hơi tàn hơn một ngàn năm ngươi nhưng từng chiếm được nửa điểm thượng phong tuyên minh chân quân lại không nổi giận vừa cười vừa nói uy linh lão ma ta là không có chiếm được nửa điểm thượng phong nhưng ta có hậu bối truyền nhân ngay tại tìm kiếm nghĩ cách cứu ta ra ngoài ngươi đây người mà tẻ tử ở nơi nào chỉ sợ sớm đã bị chúng ta tu sĩ chính đạo diệt giết không còn một mống đi còn lại ngươi như thế một cái người cô đơn còn ở nơi này phát uy ta thật sự là thay ngươi đáng thương uy linh lão ma không ngừng cười lạnh nói, đạo sĩ thúi, không nên ở chỗ này mình hống lửa gạt mình. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi những này ngay cả kim đan đều ngưng kết không dậy đồ tử đồ tôn, tu vi như vậy dưới đáy trúc cơ kỳ tiểu bối, là có thể đem hai chúng ta nguyên anh tu sĩ nguyên thần tách ra. Đừng nằm mơ, hai chúng ta đã sớm chú nhất định phải trở thành một đôi hoạn nạn huynh đệ, cùng một chỗ sinh cùng chết. Đem người đơn độc cứu ra ngoài, uổng cho người cảm tưởng. Một mực lẳng lặng nghe lấy bọn hắn đối thoại tiêu phàm, bỗng nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói uy linh tiền bối mặc dù chúng ta trước kia xác thực chưa từng thấy qua loại tình hình này nhưng ngươi lại sao có thể xác định chúng ta nhất định nghĩ không ra biện pháp tốt đến uy linh lão ma khẽ giật mình lập tức lại cười ha hả rất khinh thường nói hậu sinh nếu như là lý thái hưng kia lão bất tử ở đây hắn nói lời nói này ta liền tin ngươi lại tính là thứ gì ngươi là hắn bao nhiêu đời đồ tử đồ tôn rồi văn thiên cùng đàm hiên đều đều biến sắc uy linh lão ma miệng bên trong Lý Thái Hưng, đối bọn hắn mà nói, kia là như sấm bên tai. Chính là vô cực môn thứ 33 thay mặt trưởng giáo chân nhân, vô cực môn hậu bối đệ tử, tôn xưng là Thái Hưng Tổ Sư. Nghe vào, cái này uy linh thượng nhân vậy mà cùng Thái Hưng Tổ Sư là đồng thời thay mặt tu sĩ. Quả thật tính được là ngàn năm lão ma. chương 680, triệu lôi thuật. Tiêu phàm lại cũng không tức giận, từ tốn nói tiền bối, Thái Hưng Tổ Sư là ta vô cực môn thứ 33 thay mặt Tổ Sư, truyền đến vãn bối nơi này, đã là đời thứ 64. Đời thứ 64, uy linh lão ma cười lên ha hả, tiếng cười vang vọng, thậm chí chấn động đến linh quan phục ma đại trận bên trong âm vụ từng đợt cuồn cuộn. Xem ra vô cực môn quả nhiên xuống dốc, hơn một ngàn năm thời gian, truyền 30 thay mặt. Uy linh lão ma ngữ khí càng thêm khinh thường, tuyên minh chân quân hừ lạnh một tiếng, nói, lão ma, người không nên đắc ý. Từ khi không gian thông đạo đổ sụp về sau, cái này giao diện đã càng ngày càng không thích hợp tu luyện. Làm phàm nhân, hơn một ngàn năm chỉ truyền 30 thay mặt, hợp đến bốn hơn 10 năm mới truyền một đời, cái này đã vô cùng ghê gớm. Các ngươi linh cảm tông truyền thừa đều đã sớm diệt tuyệt, người có cái gì tốt đắc ý. Hừ hừ, cùng nó tại cái này phàm tục thế giới kéo dài hơi tàn, còn không bằng sớm ngày diệt tuyệt, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Uy linh lão ma lại rất là mạnh miệng, lập tức lại trào phúng nói tiểu bối các ngươi vô cực môn hiện tại dựa vào cái gì truyền thừa a à? khẳng định là xem tướng cho người đoán mệnh kiếm miếng cơm ăn đi thật đáng thương ha 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 ha, ha. lại ngửa mặt lên trời cười ha hả bỗng nhiên ở giữa một đạo màu bạc trắng hồ quang điện từ tiêu phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ bắn ra nháy mắt xuyên thấu linh quan phục ma đại trận che đậy cấm chế ầm vang tại đen nhánh bình bát trên không nổ vang ngân sắc hồ quang điện không khách khí chút nào xuất vào bình bát bên trong tiêu chân nhân không nhưng liễu chính vội vàng không kịp chuẩn bị muốn ngăn cản đã tới không kịp không khỏi sắc mặt đại biến chỉ nghe bình bát bên trong đồng thời truyền đến hai tiếng buồn bực hừ lại là tuyên minh chân quân cùng uy linh lão ma đồng loạt phát ra tới triệu lôi thuật tiểu bối ngươi là lôi linh thể tu sĩ sau một khắc uy linh lão ma liền tức giận kêu to lên trong thanh âm lại là tức giận lại là phiền muộn Nghe nói thần thông sấm sét là linh thân âm quỷ loại hình tồn tại trời sinh khắc tinh, tiêu phàm vốn chỉ là thử một lần, không nghĩ tới một kích phía dưới, quả nhiên kiến công. Hai tên ngàn năm âm linh đều không có chút nào kháng cự chi lực. Tuyên Minh Trân Quân lại cười lên ha hả, nói thống khoái, thống khoái, tiêu tiểu hữu lại cho cái này lão ma đến một chút. Vị này lại là gừng quế chi tính, già di cay. Tốt, dù sao hiện tại cái này quỷ bộ dáng, bản tỏa đã sớm phiền thấu họ tiêu tiểu bối, người có gan liền lại đến mấy cái triệu lôi thuật. Nhìn xem là bản tỏa trước hồn phi phách tán hay là tuyên minh lão quỷ trước hôi phi yên diệt. Uy linh lão ma nhưng cũng là cái quật cường tính tình, ngay sau đó liền nổi trận lôi đình, hướng tiêu phàm khiêu chiến. Tiêu chân nhân, liễu chính vội vàng hướng tiêu phàm lắc đầu liên tục, bỗng nhiên lộ ra lúc trước khối kia ngọc bài, hư không nhoáng một cái, một đạo pháp quyết bắn tới. Tám tôn năm hiển linh quan pho tượng đồng thời sáng lên vàng óng ánh quang trạch, linh quan phục ma đại trận uy lực bỗng nhiên tăng cường một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng đem tám tôn pho tượng đều bao phủ ở bên trong lập tức liền ngăn cách trong ngoài đen nhánh bình bát bên trong uy linh lão ma tiếng gầm gừ rốt cuộc nghe không được tiêu chân nhân việc này vội vàng sao động không được cần phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn liễu chính sau nghi nhíu chặt sầu lo nói đàm hiên không chịu được hỏi liễu sư huynh chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao chưa từng có nghe ngươi nói tới qua các người phái Mao Sơn còn có tình hình như vậy. Ngôn từ ở giữa, hơi có chút không vui, tựa hồ cảm thấy lấy hai người bọn họ giao tình, Liễu Chính không nên thanh việc này hướng nàng giấu lâu như vậy. Liễu Chính cười khổ một tiếng, nói, đàm sư muội an tâm chớ vội. Ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, thực tế việc này quá kinh thế hãi tục, ta cũng không dám tùy tiện lan truyền ra ngoài. Như vậy đi, ba vị đạo hữu mời theo ta đến bên trên dâng trà, ta đem việc này tiền căn hậu quả, nói rõ chi tiết cho ba vị biết được. Lập tức ba người từ dưới đất tầng này rời khỏi, đi tới bên trên linh quan điện. Liễu Chính phân phó ngoài cửa đệ tử chấp sự dâng lên trà xanh hoa quả, ngay tại vương linh quan tượng nặn trước, triển khai nói chuyện lâu tư thế. Chuyện này nói rất dài dòng, thanh hư quan lịch sử, còn lâu mới có được mọi người cho rằng ngắn như vậy. Sớm tại mấy trăm năm trước, tòa này đạo quán liền dựng lên. Lúc ấy xem trước còn không phải đập chứa nước, chỉ là một ngụm núi đường. Đương nhiên, thời điểm đó Thanh Hư Quan, chỉ là Mao Sơn đạo giáo một cái dâu rìa biệt viện, cũng không thế nào được coi trọng. Nhưng ở nhiều lần chiến hỏa bên trong, Mao Sơn chủ phong đạo quán thánh địa, bị hủy một lần lại một lần, duy chỉ có rời xa chủ phong tòa này Thanh Hư Quan, lại một mực hoàn hảo không chút tổn hại, chưa hề từng chịu đựng binh lửa tai ương. Nghe đến đó, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói, dạng này phong thủy long huyệt, phổ thông binh lửa tai ương, cơ hồ hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì tuyển như thế thượng giai phong thủy bảo địa, nếu là thanh hư quan còn sẽ phải gánh chịu thảm họa chiến tranh, kia mới gọi quái sự. Trừ phi là đế vương chí tôn, đích thân tới nơi đây, mới có thể đè ép được phong thủy của nơi này long mạch. Nhưng nơi đây như thế vắng vẻ, đế vương trí tôn như thế nào lại đến đến nơi đây? Tiêu phàm hẳn là qua nhiều năm như vậy, duy đạp chân thanh hư quan thiên tử tướng mệnh người. Đang ngồi đám người, đều đều là phong thủy đại sư, tự nhiên đồng loạt gật đầu, đối tiêu phàm lời nói rất tán thành. Bất quá Liễu Chính cũng nói thẳng, hắn cuối cùng quyết định đem phái Mao Sơn Tổng đàn rời đến Thanh Hư Quan, cũng không phải là bởi vì phong thủy của nơi này long huyệt, mà là bởi vì cái kia bị linh quan phục ma đại trận chân áp thụ hồn bát. Liễu Chính sư phụ, chính là tiền nhiệm Thanh Hư Quan chủ trì, cũng là tiền nhiệm Mao Sơn chân quân thụ nghiệp ân sư. Sư phụ cuối cùng đem giữ gìn linh quan phục ma đại trận trách nhiệm, giao cho Liễu Chính. Theo Liễu Chính nói, Sư phụ hắn kỳ thật cũng không biết linh quan phục ma trong đại trận trấn áp sốt cuộc là thứ gì, chỉ biết tụ hồn bát bên trong âm trầm trầm, vẫn luôn nghiêm cấm môn hạ đệ tử tùy ý tới gần Thanh hư quan hậu viện linh quan điện. Cái này linh quan phục ma đại trận, từ Thanh hư quan xây thành bắt đầu, vẫn đều ở nơi đó. Mọi người cũng không biết tụ hồn bát bên trong có cái gì. Đàm Hiên không chịu được tò mò hỏi, "Đúng, chỉ biết nhiều đời truyền thừa, nhất định phải xem trọng cái kia tụ hồn bát." 10 triệu không thể để cho tụ hồn bát rời đi linh quan phục ma đại trận, rời đi thanh hư quan, nếu không liền sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời tới. Ai dám không tuân theo tổ huấn, chính là sư môn phản đồ, sẽ bị triệt để trục xuất phái Mao sơn. Liễu chính gật đầu mạnh một cái, đáp, mặc dù sư phụ như thế trịnh mà trọng chi đem giữ gìn linh quan phục ma đại trận trách nhiệm giao cho hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy, tụ hồn bát bên trong đều yên lặng, không có bất kỳ cái gì dị động, liền như là bên trong cái gì cũng không có như, Liễu Chính cũng cũng không phải là để ý như vậy, cứ việc không đến mức đem tụ hồn bát rời ra linh quan Điệt, nhưng cũng không còn mỗi ngày trông coi, mà là bắt đầu bận bịu mình sự tình. Lúc này mới có an toàn bộ môn 717 văn phòng Liễu chủ nhiệm. Ai ngờ hơn một năm trước, tụ hồn bát bên trong bỗng nhiên phát ra tiếng âm, tự xưng là tuyên minh chân quân nguyên thần, nhưng làm Liễu Chính hù phải sửng sốt một chút. Đợi đến Liễu Chính không ngừng cùng tụ hồn bát bên trong nguyên thần giao lưu, mới rốt cục vững tin, âm thanh giả nua kia cũng không có nói láo, quả thật là tuyên minh chân quân nguyên thần. Ngay sau đó, cái kia uy linh thượng nhân nguyên thần cũng xông ra, không ngừng đang một bên sen vào lắm mồm. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, kia dính đến ngàn năm trước kia tu chân giới đại chiến. Tuyên minh chân quân là chính đạo tu sĩ cấp cao, chúng ta phái mau sơn hộ pháp chân quân, uy linh lão ma thì là ma đạo linh cảm tông trưởng lão. Hai vị này tính là tử đối đầu, lặp đi lặp lại đấu rất nhiều năm người này cũng không thể làm gì được người kia lúc ấy vì tranh đoạt cuối cùng thông qua không gian thông đạo trở về giới diện khác cơ hội hai người ác chiến một trận kết quả đều thân chịu trọng thương uy linh lão ma thân thể hủy ở tuyên minh chân quân roi lôi điện phía dưới bất quá chân quân cũng thụ thương không nhẹ cái này lão ma nhất thấy tình thế không đúng liền là nguyên thần xuất khiếu cùng tuyên minh chân quân tranh đoạt nhục thân Kết quả hai người nguyên thần hay là người này cũng không thể làm gì được người kia, tại Tuyên Minh Chân Quân nhục thân bên trong quấy làm một đoàn. Cuối cùng Tuyên Minh Chân Quân nhục thân cũng không thể bảo trụ, hai người nguyên thần bị thương rất nặng, chỉ có thể trốn vào Uy Linh lão ma tùy thân pháp khí tụ hồn bát bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Liễu Chính đơn giản đem ở trong đó tiền căn hậu quả tự nói một lần. Về phần cái này tụ hồn bát cuối cùng tại sao lại rơi vào Mao Sơn truyền người trong tay? bị Mao Sơn truyền nhân trịnh mà trọng chi dùng linh quan phục ma đại trận trấn áp lại, đủ loại gặp gỡ, liễu chính lại là không rõ ràng lắm. Ngủ say tại tụ hồn bát bên trong hai tên nguyên anh tu sĩ nguyên thần, đối trong lúc này quá trình, cũng là hoàn toàn không biết gì. Đàm Hiên hỏi, kia về sao tại sao lại tỉnh đây? Liễu chính đáp có thể là bởi vì trung thổ thế giới linh khí bắt đầu khôi phục nguyên nhân đi. Có quan hệ tu chân đại chiến, không gian thông đạo đổ sụp đủ loại khúc chiết, Tiêu Phàm sớm đã thuật lại cho Văn Thiên cùng Đàm Hiên biết được, cho nên Liễu Chính tại miêu tả một đoạn này khúc chiết kinh lịch thời điểm, mọi người ngược lại là ít đi rất nhiều nghi vấn. Liễu chân Nhân, người mời chúng ta tới nơi này, có tính toán gì? Chốc lát, Tiêu Phàm chậm rãi hỏi, không dối gạt Tiêu chân Nhân, ta là hy vọng tuyên minh tổ sư có thể một lần nữa sống tới. A, à, cái này sao có thể? Đàm Hiên giật nảy cả mình, thần sắc trên mặt kinh ngạc vạn phân. Tiêu Phàm lông mày hơi lỏng, trầm giọng nói, đoạt xá. Cái gọi là đoạt xá, chính là người tu chân tại thân thể của mình hủy diệt về sau, có thể một lần nữa cướp đoạt một bộ nhục thể, thôn vệ kỳ nhân thần hồn, phụ thể tân sinh. Tiêu phàm tại cùng thanh dương tổ sư giao lưu bên trong, đối loại này bá đạo mà lại ác độc tu chân pháp thuật, biết sơ lược. Nghe tiêu phàm nói thẳng ra đoạt xá hai chữ, liễu chính cũng có chút giật mình, tiêu phàm đối tu chân giới hiểu rõ, vượt xa khỏi dự liệu của hắn, bất quá liễu chính lập tức lắc đầu, nói tổ sư nguyên thần năm đó ở cùng uy linh lão ma tranh đấu thời điểm, liền đã hao tổn quá nhiều tinh nguyên, lại tại tụ hồn bát bên trong chống cự nhiều năm như vậy, cũng sớm đã vô cùng suy yếu. Đoạt xá đã không có khả năng, tiêu phàm nhíu mày nói, trừ này mà bên ngoài, còn có biện pháp nào để nguyên thần đạt được nhục thân đến thu hoạch được trùng sinh. Kỳ thật đối với đoạt xá loại này hành vi, tiêu phàm 10 điểm phản cảm. Nếu như Liễu Chính thật sự là muốn hắn trợ giúp tuyên minh chân quân nguyên thần đoạt xá, hắn sẽ không chút do dự cho cự tuyệt. Lúc trước đại tuyết sơn chỗ sâu, bị gió ngây thơ đoạt xá lạc các đại thượng sư cuối cùng thê lương hạ tràng, khiến tiêu phàm cho tới nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Liễu chính nhìn hắn một chút, sắc mặt trở nên 10 điểm ngưng trọng lên, trầm giọng nói, tiêu chân nhân, chúng ta mau sơn trong pháp thuật, có một loại hoàn hồn thuật. Có thể để nguyên thần linh thân, mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn, tiêu phàm sư huynh muội ba người đồng loạt thốt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chương 681, chân nhân pháp thể. Mượn xác hoàn hồn là đạo ra một loại cực kỳ thần bí pháp thuật, từ trước chỉ tồn tại ở truyền thuyết chi. Hoàn hồn thuật cùng đoạt xá có chỗ khác biệt, đoạt xá là tu sĩ nguyên thần, chủ động tiến vào tu sĩ khác thân thể, thôn vệ thân thể lúc trước nguyên thần, chiếm cứ thân thể. Mượn xác hoàn hồn thì là để một người nguyên thần cũng chính là linh hồn, tiến vào một cỗ thi thể chi, một lần nữa sông tới. Đạo gia còn có một loại cùng loại pháp thuật, gọi về dương thuật chính là để mới chết không lâu người, linh hồn một lần nữa trở lại thân thể của mình chi, thu hoạch được tân sinh. Cái này ba loại pháp thuật, về dương thuật tương đối mà nói dễ dàng nhất, cũng không có cái gì di chứng. Bởi vì linh hồn hay là trước kia kia cái linh hồn, thân thể cũng vẫn là trước kia kia thân thể, thật giống như trị bệnh cứu người đồng dạng, trên cơ bản là sẽ không nhận lên án. Mà mượn xác hoàn hồn, liền phiền phức phải nhiều, có không ít cấm kỵ. Đương nhiên tương đối càng thêm huyết tinh ngang ngược đoạt xá, hoàn hồn thuật vẫn tương đối có thể bị tiêu phàm tiếp nhận. Trên thực tế, hoàn hồn thuật chỉ là mượn dùng những người khác thể xác, lại không cần ngạnh sinh sinh thôn vệ sống người linh hồn. Liễu Chính giải thích nói, hoàn hồn thuật một mực là mao sơn thuật pháp một loại, chỉ là có rất ít người có thể thi triển. Công lực không đủ người, tùy tiện thi triển hoàn hồn thuật, một khi đồ pháp lực không kế, chẳng những không thể cứu người, ngược lại sẽ bị pháp thuật phản phệ. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nếu như không phải trí thân hữu ái người, không người sẽ cho người khác thi triển hoàn hồn thuật. Nhưng là, tuyên minh tổ sư là một ngoại lệ, điểm này, ngược lại là không cần làm nhiều giải thích. Tuyên minh chân quân chính là nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao, mặc dù nói mượn xác hoàn hồn về sau, không có khả năng còn duy trì nguyên anh kỳ tu vi, nhưng nguyên anh kỳ kiến thức cùng hắn ngược cất dấu tu luyện công pháp, lại không phải giả. Tỷ như liễu chính nói qua định thân phù cùng chân nguyên phù, mặc kệ loại kia phù lục chế tác thuật, chỉ cần có thể truyền thừa đồng dạng, Vậy liền vô cùng ghê gớm. Lại nói, chỉ cần mượn xác hoàn hồn tìm thể xác tương đối thích hợp, đợi một thời gian, Tuyên Minh Trần Quân lại tu luyện từ đầu đến nguyên anh kỳ cảnh giới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đến lúc đó, phái Mao Sơn thực lực coi như tuyệt không phải dưới mắt nhưng so. Vì những này, đừng bảo là phái Mao Sơn, coi như là xảy ra chuyện như vậy tại vô cực môn, Tiêu Phàm cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đàm Hiên Trần chờ hỏi, Liễu sư huynh coi như không có mượn xác hoàn hồn, kia định thân phù cùng chân nguyên phù phương pháp chế luyện cũng có thể truyền cho các người a. À. Liễu Chính cười cười nói, Đàm sư muội, tuyên minh tổ sư hiện tại dù sao chỉ còn lại có linh thân, đồng thời bị kia tụ hồn bát giam cầm, thần thức rất khó nhô ra bát bên ngoài. Loại này cao thâm pháp môn, không có tổ sư tự mình chỉ điểm, không ngừng uốn nắn sai lầm, chỉ dựa vào lấy một chút pháp quyết muốn luyện thành, nói nghe thì dễ, lại nói chúng ta làm đệ há có thể trơ mắt nhìn tổ sư chịu khổ chẳng quan tâm lại thời thời khắc khắc chỉ ghi nhớ lấy từ tổ sư nơi đó đạt được chỗ tốt bây giờ không có đạo lý như vậy a à. đàm hiên không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên không lại nói cái gì cũng không phải nàng không tin được liễu chính mấu chốt mượn xác hoàn hồn chi thuật nàng trước kia chỉ là nghe nói chưa hề thực sự tiếp xúc qua tâm không chắc vạn nhất cái này nó có cái gì không hề tầm thường cấm kỵ chỗ mình lại không biết tỉnh tỉnh mê mê liền đụng tới chỉ sợ đại đại không ổn. Thật nếu là không có một điểm làm khó chỗ, Liếu Chính cũng không đến nỗi lấy chân quý như vậy thanh quang tê phù bút đem tặng, đồng thời ưng thuận định thân phù cùng chân nguyên phù thần kỳ như thế phù lục vẽ thuật. Trời chậm rãi nói, "Liếu chân nhân, hiện tại không nói trước mượn xác hoàn hồn, vẻn vẹn cái này uy linh lão ma, nên khi xử lý như thế nào?" Sự tình rõ ràng, Tuyên Minh chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần đã quấy hợp lại cùng nhau, muốn mượn xác hoàn hồn lời nói nhất định phải trước đem hai người nguyên thần tách ra đến, không phải không bàn gì nữa. Chẳng lẽ còn có thể để cho hai người nguyên thần dùng chung một bộ thể xác không thành? Coi như có thể thành công, kia sống lại, cũng không biết là cái quái vật gì. Tiêu phàm tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu thật là tuyên minh chân quân nguyên thần cuối cùng thôn vệ hết uy linh thượng nhân nguyên thần, cũng liền thôi. Vạn nhất là uy linh thượng nhân chiến thắng, đoàn người như thế phí hết tâm huyết, lại cứu sống một cái ma đầu, quả thực chính là chuyện cười lớn. Liễu Chính nở nụ cười khổ, nói, đây chính là ta mời ba vị tới mục đích. Nói thật, ta là thật bất lực, kiệu uy linh lão mà nói không sai, tu vi của ta thực tế quá mức dưới đáy, bất quá chúc cơ mà thôi. Muốn tách ra hai vị nguyên anh tu sĩ nguyên thần, cơ bản cũng là si tâm ảo tưởng. Nói, liền hướng tiêu phàm nhìn lại, dù sao bốn người chi, tiêu phàm là duy nhất tu sĩ kim đan, đã đến kim đan kỳ. Mà lại, Tiêu Phàm là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Liễu Chính tất cả trông cậy vào, kỳ thật đều ký thác vào Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm liền trầm ngâm, hỏi, Liễu chân nhân, bỏ qua một bên cái này không nói, người dự định như thế nào thi triển cái này hoàn hồn thuật. Mặc dù nói hoàn hồn thuật mượn dùng chính là thể xác, so đoạt xá muốn tốt một chút, không có như vậy huyết tinh bá đạo, tại Tiêu Phàm cảm nhận, như trước vẫn là mang theo mấy phân tà khí, hắn nhất định phải trước biết rõ ràng lại nói cái khác. Liễu chính tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị, vội vàng nói tiêu chân nhân, hoàn hồn thuật trọng yếu nhất chính là thể xác, thời cơ, người thi pháp công lực sâu cạn, cùng lực lượng nguyên thần lớn tiểu. Cái này nó trọng yếu nhất, thì là tìm tới một bộ thích hợp thể xác. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhấp nháy nhìn qua hắn. Hắn kỳ thật muốn nhất phải hiểu rõ, chính là điểm này. Tiêu chân nhân, sư huynh, đàm sư muội, xin mời đi theo ta. Liễu chính lập tức nói. Tại liễu chính dẫn dắt dưới, ba người lần nữa dưới đến dưới đất thất, linh quan phục ma đại trận lồng ánh sáng vẫn như cú kim quang nóng lánh, ngăn cách lấy trong ngoài hết thảy tin tức. Tiêu phàm lần thứ nhất xuống tới thời điểm, đã sớm chú ý tới, ở phòng hầm một góc, còn có một cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ chậm rãi đẩy ra, một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh tinh khí, phun ra ngoài. Tiêu phàm sư huynh muội ba người, không chịu được liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể từ đối phương mắt thấy đến kinh ngạc thần sắc cửa nhỏ về sau, lại là một đầu uốn lượn hướng phía dưới thông đạo. Bốn người không dên một tiếng, theo cái thông đạo này hướng phía dưới, sinh mệnh tinh khí càng thêm tinh thuần, cơ hồ khiến tiêu phàm lập tức liền nghĩ đến lần thứ nhất tại Ma Cưu Sơn Trang nhìn thấy xích viêm thảo tình hình. Khi đó, xích viêm thảo tán phát sinh mệnh tinh khí, cũng là như vậy tràn chế tinh thuần. Chẳng lẽ cái này dưới đất, cũng có cùng loại ma cưu trang viên cái chủng loại kia linh tuyền. Rất nhanh, một cái tinh xảo pháp trận liền xuất hiện tại mọi người trước mắt tiêu phàm gặp một lần phía dưới, liền bật thốt lên khen, tốt tinh xảo ngũ hành âm dương trưởng xuân trận. Trận pháp chi đạo, tiêu phàm cũng coi như phải tạo nghệ cực cao. Nói đến, vô cực môn tiêu chân nhân, thật đúng là cái tạp ra, chẳng những pháp lực cao cường, mà lại tinh thông y đạo dược đạo, xem bói phong thủy, tướng mệnh suy luận, tại chế đan thuật, chế phù thuật cùng trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ cũng không thấp. Trước mắt cái này ngũ hành âm dương trưởng xuân trận, chính là đạo giáo truyền thừa chi nổi danh một cái tụ linh pháp trận bày trận chi pháp khá phức tạp theo ngũ hành sinh croatia vị thiết lập trận cước lấy âm dương hai cực là trận nhãn tụ tập thiên địa linh lực tên cổ trưởng xuân trận cái này ngũ hành âm dương trưởng xuân trận nhưng đều có thể tiểu lớn trưởng xuân trận pháp trận cấm chế chi lực có thể bao phủ một cả ngọn núi đem chọn cái đạo quán đều vây quanh ở bên trong đem trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa linh khí đều tụ tập tới tiểu nhân trưởng xuân trận thì chỉ bao trùm kính trượng chi địa, tụ tập linh khí, cung cấp một người dùng để tu luyện. Trường Xuân trận bất luận lớn nhỏ, đều có hai cái yêu cầu cơ bản nhất. Thứ nhất, bày trận người, tạo nghệ cao thâm, pháp lực hùng hậu, nếu không quả quyết không cách nào tụ tập linh khí. Thứ hai, nhất định phải tại thiên địa linh khí nơi tụ tập bày trận, đồng thời trận nhãn muốn phân một âm một dương. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, tiêu phàm chỗ chỉ thủy xem, dưới mặt đất linh mạch rất không tệ, linh khí nồng đậm, lại không phải âm dương chi nhãn, chỉ thủy tổ sư lúc trước cái khác bố trí một cái pháp trận, cũng có tụ linh hiệu quả, lại không phải âm dương trường xuân trận. Trời vuốt vuốt dần dần chuyển thành hoa dâm sợi dâu, gật đầu nói, không nghĩ tới này phong thủy long huyệt, là âm dương chi nhãn. Bố trí ở chỗ này trường xuân trận, quả nhiên là cực diệu xảo nghĩ. Liễu chính mỉm cười nói, hai vị không hổ là trận pháp đại gia, liễu chính bội phục. Thời thế hiện nay, đừng bảo là bày trận, có thể nhận ra cái này ngũ hành âm dương trưởng xuân trận người tới cũng không nhiều. Đàm hiên ánh mắt, lại thẳng tắp nhìn chăm chú lên pháp trận tâm khoanh chân ngồi ngay ngắn một tên chừng 40 tuổi niên kỷ nam, giật mình nói, hơn 2 năm chưa từng thấy đến đỗ chân nhân, nguyên lai hắn một mực tại nơi này tính tu. Pháp trận tâm trên bệ đá, nhạt ánh sáng màu vàng không ngừng lấp lánh, ngồi ngay ngắn trên đó niên kỷ nam, mặt như ngọc, thân mặc đạo bào, dưới hàm ba tròm dâu dài, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Cùng Liễu Chính uy nghiêm nặng nề, hoàn toàn khác biệt. Trời hỏi, sư muội nhận biết vị đạo trưởng này, Đàm Hiên nói, đây là Liễu sư huynh đồng môn sư đệ, Đỗ Lâm Minh Đỗ chân nhân, đương đại Mao Sơn chân quân truyền nhân, là hắn cháu ruột. Đỗ chân nhân cùng Liễu sư huynh, là Mao Sơn đương đại mạnh nhất hai vị cao nhân. Kỳ quái là, Liễu Chính nghe Đàm Hiên nói như vậy, cũng không có khiêm tốn, trên mặt ngược lại hiện lên một vòng vẻ ảm đạm, tựa hồ có chút bi thương. Tiêu Phàm ánh mắt nhấp nháy, tiếp cận pháp trận chi ngồi xếp bằng đạo nhân, khe khẽ thở dài, nói, sư tỷ đỗ chân nhân đã tiên thăng, bây giờ cái này trên bệ đá, chỉ là đỗ chân nhân pháp thể mà thôi. Cái gì, đàm hiên giật nảy cả mình, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận năm đó đạo sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Trên đài cao vị này năm đạo sĩ, sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nón, nơi nào có nửa điểm thi thể dạng thật sự chính là một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện công người sống sờ sờ. Liễu Chính thở thật dài một tiếng, trầm giọng nói, "Đàm sư muội, Đỗ sư đệ sớm tại hai năm trước, ngay tại Đông Bình cùng kia phục sinh quỷ vương vật lộn thời điểm gặp độc thủ. Lúc ấy cùng Đỗ sư đệ đồng thời ngộ hại, còn có môn hạ ba tên đệ. Lúc ấy ta liều chết che chở Đỗ sư đệ giết ra, trở lại trong quán không lâu, Đỗ sư đệ đã tỏa hóa rơi. Cái gọi là Đông Bình chính là Đông Nam tòa kia đã từng bị đồ thành, có quỷ vương phục sinh thành thị, mà cái kia quỷ vương, cuối cùng lại chết tại tiêu phàm viêm linh chi nhận dưới, hồi phi yên diệt, không lưu nửa phân vết tích. Liễu chân nhân, đỗ chân nhân cỗ này pháp thể, chính là quý phái định dùng đến thi triển hoàn hồn thuật sao. Chốc lát, tiêu phàm hỏi, đúng vậy, đỗ sư đệ là ta mau sơn dòng chính truyền nhân, cuộc đời ghét ác như cừu, cùng tuyên minh tổ sư là một mạch tương thừa tính cách. Hắn tỏa hóa trước đó, cũng từng chính miệng nói qua, nguyện ý cùng tuyên minh tổ sư hợp làm một thể, quay về nhân thế, hàng yêu diệt ma. Liễu chính cao giọng nói, tiêu phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, quả thật như thế, mau sơn cái này hoàn hồn thuật, ngược lại là có thể. chương 682, 28 gỗ đảo tinh tú. Nhưng hoàn hồn thuật xa xa không chỉ đơn giản như vậy, có một cái thể xác, chỉ là bước đầu tiên, cũng là yêu cầu cơ bản nhất. Mà lại cỗ này thể xác có thích hợp hay không, dưới mắt cũng không thể khẳng định, còn cần đi qua kín đáo suy tính. Liễu chân nhân, đỗ chân nhân ngày sinh tháng đẻ, cùng tuyên minh tổ sư ngày sinh tháng đẻ, chắc hẳn liễu chân nhân đã sớm thôi diễn qua đi. Liễu chính nghiêm nghị nói, ta dù nhưng đã sơ bộ thôi diễn qua, còn muốn mời tiêu chân nhân lại thôi diễn một lần. Nghe qua vô cực môn mệnh lý chi học, có một không hai thiên hạ, còn xin tiêu chân nhân không tiếc chỉ giáo. Lời này, liễu chính chính là là thật tâm thành ý, không có nửa điểm khiêm tốn khách khí hoàn hồn người cùng bị chọn thể xác ở giữa, ngày sinh tháng đẻ nhất định phải xứng đôi, nếu như lẫn nhau xung đột, tại thi thuật quá trình gặp đến khó có thể tưởng tượng cự đại phiền toái, chẳng những sẽ dẫn đến thi thuật thất bại, thậm chí sẽ làm cho thi thuật giả nhận sát khí phản phệ. Chỉ bất quá cái này bắt tự phải trăng xứng đôi, lại tuyệt không phải bình thường thuật sư có thể thôi diễn được đi ra. Nghe tiêu phàm kiểu nói này, liễu chính lập tức tâm sáng như tuyết, tiêu phàm tuyệt đối tinh thông hoàn hồn chi thuật. Không hiểu hoàn hồn thuật thuật sư, coi như lại tinh thông mệnh lý, vì hoàn hồn thuật thôi diễn ra kết quả cũng là không đúng. Phái Mao Sơn là thượng thanh truyền thừa, tinh thông phù lục chi thuật, nhưng ở mệnh lý ý tưởng phương diện lại tự nhận không bằng vô cực môn. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Liễu chân nhân quá khen, không dám nhận. Mời tuyên minh tổ sư cùng đỗ chân nhân ngày sinh tháng đẻ." Trong lúc này, cũng không phải lúc khách khí, nếu Tiêu Phàm suy tính ra tuyên minh tổ sư cùng đỗ chân nhân bắt tự xung đột, không xứng đôi, như vậy liền nhất định phải một lần nữa tìm kiếm thích hợp thể xác. Cái này cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao vô luận phái Mao Sơn hay là vô cực môn, đều không phải tà ma ngoại đạo, không thể trước tìm tới bát tự xứng đôi người, lại đem người này sát hại, lấy thân thể xác dự bị. Đơn thuần dựa vào vận khí lại tìm đến thích hợp thể xác, về thời gian nhưng không dám hứa chắc. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải không tin được Liễu Chính. Mấu chốt cái này hoàn hồn thuật liễu chính chính mình đạo được rõ ràng, công lực không đủ. Cần dựa vào tiêu phàm đám người trợ giúp, lấy tiêu phàm tu vi, tại thi thuật quá trình, nhất định là lấy hắn làm chủ. Đã như vậy, việc này mỗi một cái yếu hại chỗ, liền muốn hoàn toàn trưởng khống tại tiêu phàm tay mình mới được. Quan trọng trước mắt, đem tự thân an nguy giao đến trong tay người khác. Cũng không phải cách làm ổn thỏa, liễu chính biết rõ nó yếu hại, lập tức đem tuyên minh chân quân cùng đỗ lâm minh ngày sinh tháng đẻ đều báo ra. Tiêu Phàm, Trời, Đàm Hiên, gần như đồng thời tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu thôi diễn. Bình thường thuật sư hợp bát tự, cần lật sách lịch thư siếc miệng, lại đem thẩm tra đến nội dung một một ghi chép lại, lại một một đôi so thôi diễn, tìm kiếm trùng sát phạm húy chỗ. Có thể dạng này hợp tốt bát tự tiên sinh, đã coi như là rất có bản lĩnh. Vô cực môn ba vị đại thuật sư, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Tây phương bạch hổ trùng sát, liễu chân nhân, Tuyên Minh Tổ sư cùng Đỗ Chân Nhân bát tự. Không phải 10 điểm tương hợp a? Chốc lát, Tiêu Phàm song mi liền nhau. Đàm Hiên mang theo kinh ngạc, nàng tại sao không có thôi diễn ra hai người bát tự, hướng Bạch Hổ sát. Bất quá, Đàm Hiên chắc chắn sẽ không chất vấn Tiêu Phàm thôi diễn kết quả. Dưới mắt, Tiêu Phàm đã bước vào thiên nhân tướng đệ nhị trọng, chẳng những pháp lực xa so hướng về phía trước hùng hậu. Tại tướng thuật bên trên tạo nghệ, cũng xa hoàn toàn không phải nàng chỗ có thể sánh được liễu chính mặt bên trên lập tức lộ ra cực kỳ bội phục thần sắc, nói tiêu chân nhân thần thuật. Ta mặc dù cũng coi như ra bạch hổ phương vị hơi có không ổn, muốn tinh chuẩn thôi diễn ra bạch hổ trùng sát, lại là tuyệt đối không thể. Tiêu phàm trầm ngâm nói, bạch hổ trùng sát, tứ trụ thiếu nó một, vốn không phải tốt nhất hoàn hồn thể xác. Thi thuật quá trình sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Bất quá, đỗ chân nhân khi còn sống tu vi tinh thâm, hẳn là thân có linh căn, thích hợp chi đạo một khi tuyên minh tổ sư hoàn hồn thành công muốn khôi phục ngày xưa tu vi liệu tất yếu dễ dàng hơn nhiều từ một điểm này bên trên nhìn ngược lại cũng coi là thượng gia chi tuyển liễu chính vội vàng nói chính là ý tứ này lúc trước đỗ sư đệ thành tiên trước đó ta cố ý nâng toàn phái tri lực dựng lên cái này trưởng xuân trận chính là vì dùng cái này âm dương linh nhãn bảo đảm đỗ sư đệ nhục thân bất hủ cũng may mà phái mao sơn chiếm cứ dạng này động thiên phúc địa thanh hư quan dưới mặt đất trùng hợp có như thế âm dương linh nhãn, mới lấy bố trí thành ngũ hành âm dương trưởng xuân trận, nếu không, đỗ lâm minh nhục thân, quả quyết khó mà bảo tồn thời gian dài như vậy. Nếu như lấy hiện đại đóng băng thủ đoạn, đem đỗ lâm minh nhục thân đóng băng, cũng có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài, nhưng bởi như vậy, bộ thân thể này bên trên linh khí, chỉ sợ sớm đã tiết lộ phải không còn một mảnh, tuyên minh tổ sư coi như mượn xác hoàn hồn thành công, muốn khôi phục ngày xưa tu vi, còn không biết là năm nào tháng nào sự tình có lẽ một đời đều không có hy vọng lần nữa ngưng kết nguyên anh đương nhiên giả thiết có thể tìm tới truyền thuyết ngàn năm huyền băng ngược lại là có thể đem nhục thân linh khí cùng một chỗ bảo tồn lại bất quá tiêu phàm nhưng không tin phái mao sơn có thể tại như vậy trùng hợp thời điểm tìm tới chân chính ngàn năm huyền băng mượn xác hoàn hồn thuật pháp như vậy có thể xưng chân chính nghịch thiên hành sự nguyên vốn sẽ phải giảng cứu cái cơ duyên xảo hợp thanh hư quan có âm dương linh nhãn có thể bảo vệ đỗ lâm minh nhục thân bất hủ chưa hẳn cũng không phải là tuyên minh tổ sư cơ duyên. Trời nhíu mày nói, sư đệ, bạch hổ trùng sát, tứ trụ thiếu một, cưỡng ép thi triển hoàn hồn thuật, nếu như sát khí phản phệ, có thể làm gì? Tiêu phàm nói, cho nên còn muốn trước chuẩn bị một chút cần thiết ép sát chi vật. Chắc hẳn liễu chân nhân hẳn là đã sớm chuẩn bị đi. Chân áp hung thần, ngược lại là mau sơn truyền thừa cường hạng. Liễu chính bận biểu tức gật đầu nói, ngược lại là chuẩn bị một chút, tiêu chân nhân nếu như có cái gì đặc biệt yêu cầu, cứ việc phân phó. Tiêu phàm trầm ngâm nói, khác cũng coi như, mời liễu chân nhân lập tức chuẩn bị 28 cái gỗ đào tinh tú, lấy linh huyết ngâm 774 10 canh giờ dự bị. Trời cả kinh nói, sư đệ muốn vải 28 tinh tú đại trận A. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, nói, xác thực có ý này. Mặc dù nói bạch hổ trùng sát, không nhất định phải lấy 28 tinh tú cùng chấn chi, nhưng việc này liên lụy tới tuyên minh tổ sư, chính là bên trên cổ nguyên anh kỳ cao nhân, cẩn thận một chút, sẽ không sai. Trời có chút lo lắng nói, vải 28 tinh tú đại trận, quá hao phí chân nguyên linh lực. Đến lúc đó còn muốn thi triển hoàn hồn thuật, linh lực tiêu hao lớn hơn. Hai bên bên trong một góp, dù coi như tiêu phàm bây giờ pháp lực thâm hậu, chỉ sợ cũng không tha sử dụng. Huống chi, đang thi triển hoàn hồn thuật trước đó, còn có một cái phiền phức ngập trời, cần trước giải quyết. Tiêu phàm khoát tay áo, nói, sư huynh không cần phải lo lắng, dạng này sự tình, Muốn nửa điểm phong hiểm đều không bốc lên cũng không thực tế. Trời tưởng tượng cũng là đạo lý này, nếu thật là nửa điểm phong hiểm đều không có, người ta phái Mao Sơn định thân phù chân nguyên phù dạng này nghịch thiên thần phù, dựa vào cái gì truyền thụ cho ngoại nhân? Phú Quý hiểm cầu, cổ có minh huấn." Đàm Hiên nói, hiện tại xem ra, phương diện khác đã không có vấn đề quá lớn, nhưng uy linh lão ma, nên như thế nào giải quyết? Vẻ mặt của mọi người một chút trở nên nghiêm túc lên đây mới là đầu tiên nhất định phải giải quyết nếu không cái khác chuẩn bị đều làm không tiêu phàm trầm giọng nói uy linh lão ma cùng tuyên minh tổ sư đồng dạng đều là bên trên cổ nguyên anh tu sĩ nói thật dạng này cảnh giới đại năng giả chúng ta trước kia ai cũng chưa có tiếp xúc qua thậm chí đều không cách nào tưởng tượng ta cũng không có biện pháp tốt chỉ có thể trước thử một chút lại nói nhìn xem có thể hay không tìm ra có thể thực hiện chi nói tới tiêu phàm lời này cũng không phải khiêm tốn chiếu thanh dương tổ sư thuyết pháp, trên con đường tu chân, mỗi một cái đẳng cấp tăng lên, đều sẽ thể hiện ra hoàn toàn khác biệt pháp lực cùng thần thông. Cùng giai cảnh giới tăng lên, loại biến hóa này có lẽ còn không rõ ràng lắm, một khi tăng lên một cái đại cảnh giới, tình hình liền hoàn toàn không giống. Kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ khác biệt, tuyệt không phải kim đan kỳ cùng hậu kỳ khác biệt có thể so. Điểm này, từ tiêu phàm tự thân cảnh giới biến hóa liền có thể xem xét biết quả nhiên chưa từng bước vào thiên nhân cảnh trước cùng bước vào thiên nhân cảnh về sau, vô luận pháp lực hay là thần thông hoặc là thuật pháp cảnh giới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lấy hắn tu vi hiện tại thần thông, đánh bại ma cưu đại quốc sư, mặc dù không nói là một cái nhấc tay, xác thực cũng không cần tốn hao khí lực lớn đến đâu. Dù coi như ma cưu đại quốc sư hóa thành linh thân chi thân, cũng vẫn là có thể tùy tiện diệt sát. Mặc dù tuyên minh chân quân cùng uy linh lão ma đều tại tụ hồn bát bên trong bị phong trấn ngàn năm lâu, đồng thời chỉ có nguyên thần không có thân thể, thần thông lớn bị hạn chế, theo lý sẽ không đối tiêu phàm tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng ở linh quan phục ma đại trận nơi đó, mình thần niệm kém chút bị tụ hồn bát thôn vệ một màn kia, tiêu phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối hai cái này ngàn năm lão quái vật, không dám có chút chủ quan chi tâm. Tốt, tiêu chân nhân mời. Đối với cái này khó giải quyết nhất nan đề, liễu chính đã sớm đem hy vọng đều ký thác vào tiêu phàm trên thân. Một nhóm bốn người, lại từ dưới đất tầng 2 lên tới một tầng. Linh quan phục ma đại trận lấp lánh kim quang, đã bắt đầu trở nên trở nên ảm đạm, liễu chính ngọc bài, chỉ có thể kích phát trận này số ít phân uy năng, cũng không thể duy trì quá lâu thời gian. Liễu chân nhân, mượn ngọc bài dùng một lát, lấy tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ cùng hắn giờ phút này thiên nhân tướng đệ nhị trọng tu vi, muốn mạnh mẽ đột phá cái này linh quan phục ma đại trận, cũng không khó khăn lắm. Nhưng muốn điều khiển đại trận để bản thân sử dụng, tự nhiên còn muốn mở ra đại trận pháp khí. Được, Liễu Chính không chút do dự, móc ra ngọc bài, giao cho tiêu phàm. Tiêu phàm nhấc tay một dương, linh lực rót vào ngọc bài chi, một đạo pháp quyết đánh ra, nguyên bản ảm đạm kim quang, một trận lấp lánh, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu tiểu Hữu người lại tới, có phải là đã đã tìm được đối phó lão phu biện pháp tốt ha? Ha ha, ha ha ha, phục ma đại trận cách ly lồng ánh sáng vừa rút lui rơi, Tụ hồn bát bên trong lập tức truyền đến uy linh lão ma mỉa mai tiếng cười. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Uy linh tiền bối, biện pháp đều là nghĩ ra được, người cũng không cần gấp tại nhất thời." Tiền bối lúc trước coi như thần thông cái thế, hiện tại cũng bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi. Vãn bối tin tưởng, muốn tiêu diệt ngươi, chắc chắn sẽ không quá khó. "Nói hay lắm, ha ha, uy linh lão ma, người ước chừng một đời cũng không có bị người như thế tu nhục nhã qua a." Thông khoái thông khoái, hắc hắc, tuyên minh lão quỷ, người đắc ý cái gì? Người ta hiện tại hoàn toàn hợp làm một thể, tiểu bối này nghĩ muốn giết ta, nhất định phải ngay cả ngươi cũng một khối giết chết. Lão phu liền xem như hồi phi yên diệt, cũng có cái đệm lưng, có cái gì tốt sợ. Hừ hừ, tiêu tiểu hiếu, người không cần quản ta, lập tức thi triển triệu lôi thuật, đem cái này lão ma diệt giết sạch sành xanh. Có thể nhìn thấy lão quái này vật hồn phi phách tán, ta coi như cùng hắn cùng chết, đó cũng là thống khoái vô so. Ha ha, tuyên minh chân quân cười to không thôi. chương 683, tụ hồn bát. Tiêu phàm bình tĩnh nói, tuyên minh tiền bối, nếu như chúng ta không có cách nào đưa người cùng uy linh tiền bối nguyên thần tách ra, để cho an toàn, chúng ta xác thực có khả năng ngọc thạch câu phần. Hay lắm hay lắm, ta muốn chính là câu nói này. Tiêu tiểu Hữu không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, thái hưng chân nhân dòng chính truyền nhân, sát phạt quả đoán tuyên minh chân quân chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hả, tựa hồ thật thập phần vui vẻ. Uy Linh lão ma lạnh hừ một tiếng, lại không nói gì nữa. Xem ra hắn đối với mình vị này dây dưa hơn nghìn năm đối thủ 10 điểm hiểu rõ, lấy tuyên minh chân quân ghét ác như cửu tính cách, xác thực sẽ không để ý cùng hắn đồng quy vô tận, ngọc thạch câu phần. Gặp tình hình như vậy, tiếp tục chọc giận tiêu phàm, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Tiêu phàm phiêu nhiên nhi khởi, tiến vào linh quan phục ma đại trận bên trong, tay phải vừa nhấc, một đạo sáng như bạc hồ quang điện tại ngón tay hắn ở giữa phơi bày ra, không ngừng nhảy vọt. Liễu Chính thấy thế, biết hắn muốn lấy lôi điện chi thuật đối phó hai tên âm linh, trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Dù sao nếu thật là Ngọc Thái Câu phần lời nói, thua thiệt chung quy là bọn hắn phái Mao Sơn, định thân phù cùng chân nguyên phù phương pháp chế luyện, liền bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ là trong lúc này, hắn cũng không tốt lại khuyên can Tiêu Phàm, Tiêu phàm là hắn tự mình mời đến tương trợ, nếu như hắn nhiều lần từ bên cạnh cản tay, tiêu phàm chỉ sợ sẽ dưới cơn nóng giận, phải tay áo bỏ đi. Xuy một tiếng vang nhỏ, tiêu phàm rốt cuộc xuất thủ, giữa ngón tay hồ quang điện bắn ra, lại không phải bắn vào bình bát bên trong, mà là thẳng tắp đánh vào đen nhánh tụ hồn bát bên trên. Quanh một tiếng, hồ quang điện gần người nháy mắt, tụ hồn bát bên trên bỗng nhiên dâng lên một cỗ đen như mực sương mù, trong khoảnh khắc liền đem tinh xảo hồ quang điện bao phủ cắn nuốt không còn một mảnh. Hắc hắc, tiểu bối, người không biết từ nơi nào học được một điểm triệu lôi thuật ra mau, liền vọng muốn đối phó ta tụ hồn bát, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tụ hồn bát bên trong, truyền đến uy linh lão ma cười lạnh thanh âm, cũng không trách uy linh lão ma một bộ vẻ không có gì sợ, cái này tụ hồn bát, cứ việc không phải uy linh lão ma bản mệnh pháp bảo. Nhưng cũng là một kiện không thể coi thường ma đạo chí bảo, mà đạo linh cảm tông trọng yếu nhất mấy món bảo vật một trong, uy linh lão ma ma công đại thành về sau, vẫn mang theo trên người. Lấy bản mệnh chân nguyên tiến hành tẩm bổ, lại hấp thu vô số tu sĩ sinh hồn, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt âm sát khí. Mặc dù nói, lôi điện chi thuật là ma đạo quỷ tu khắc tinh, nhưng cũng phải nhìn song phương đẳng cấp khác biệt. Lôi điện chi lực quá yếu, muốn áp chế tụ hồn bát âm sát chi lực. Tự nhiên khả năng không lớn, bất quá tiêu phàm vừa rồi rõ ràng chỉ là thăm dò, kia ngân rực lôi bằng nội đan, hắn cứ việc chỉ luyện hóa cực ít một bộ phân, triệu lôi thuật cũng chỉ nắm giữ một chút thô thiển ra mau, nhưng ngân dực lôi bằng chính là trời sinh thánh linh, lôi điện chi lực uy chấn thương khung, tiêu phàm coi như chỉ học đến một điểm ra mau. Uy lực cũng xa xa không chỉ tại đây, sau một khắc, tiêu phàm sầm mặt lại, thân thể đằng không mà lên, xuôi hai tay, bàn tay nghiêng nghiêng hướng lên, từng đạo trắng lóa hồ quang điện, tại hắn mười ngón ở giữa dần dần lấp lánh mà ra. Cứ việc hồ quang điện vẫn như cũ chưa nói tới 10 điểm tráng kiện lại cực kỳ rõ ràng. Liễu Chính, Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hay là bọn hắn lần đầu như thế thấy rõ lôi điện chi lực gần trong gang tắc lấp lánh, ẩn ẩn từ đó cảm thấy một cỗ khó tạo uy áp chi ý, phảng phất một đầu đến từ tại cửu thiên chi thượng yêu linh, liền muốn hiện thân mà ra. Liễu Chính nhìn bên người Văn Thiên một chút, nhẹ giọng nói, Văn Sư Huynh, cái này triệu lôi thuật, chẳng lẽ cũng là quý phái truyền thừa. Vô cực môn mặc dù bác đại tinh thâm, Liễu Chính nhưng lại chưa bao giờ nghe Đàm Hiên đề cập tới, trong môn còn có triệu lôi thuật loại này nghịch thiên pháp quyết. Lôi điện chi lực, không những đối với ma đạo quỷ tu là trời sinh khắc tinh, đối đại đa số tu sĩ, đều có uy hiếp chí mạng. Trong truyền thuyết thiên kiếp, cường đại nhất chính là lôi kiếp. Man hoang chi khí, người đây không phải vô cực môn truyền thừa, là yêu thuật. Nguyên bản rất khinh thường uy linh lão ma, bỗng nhiên kinh hô lên. Hắn cùng tuyên minh chân quân nguyên thần ẩn thân cái này tụ hồn bát, chẳng những có thể tẩm bổ tam hồn thất phách, mà lại có cường đại ngăn cách chi lực. Chẳng những có thể lấy ngăn cách ngoại giới đối thương tổn của bọn họ, cũng có thể ngăn cách bọn hắn thần niệm chi lực ra bên ngoài điều tra. Tiêu phàm trước đó không lâu thả ra thần niệm chi lực muốn điều tra bình bát bên trong tình hình, lập tức liền lọt vào tụ hồn bát thôn phệ. Nhưng bây giờ, tiêu phàm toàn thân phóng thích ra kia cỗ man hoang khí tức, ngay cả tụ hồn bát đều khó mà hoàn toàn ngăn cách, uy linh lão ma lập tức liền cảm nhận được thậm chí ngay cả tuyên minh chân quân đều giật mình nói, tiêu tiểu hữu người cái này triệu lôi chi thuật, là từ đâu học được, nặng như vậy bạo ngược chi khí. Ta cùng quý môn thái hưng chân nhân tương giao nhiều năm, cho tới bây giờ không nghe hắn đề cập tới, vô cực trong truyền thừa có man hoang triệu lôi thuật. Tại tuyên minh chân quân trong nhận thức biết, vô cực môn tu sĩ cấp cao, từng cái cẩn thận đoan chính, uy nghiêm nặng nề, sở tu công pháp, vô không quang minh chính đại, từ trong ra ngoài, không mang nửa phân tà mị chi khí. Thứ 33 thay mặt trưởng giáo Thái Hưng chân Nhân càng là chính đạo lãnh tụ, vọng trọng tu chân giới, ngay cả tuyên minh chân quân đều 10 điểm bội phục. Làm sao truyền thừa ngàn năm về sau, vô cực môn hậu đại trưởng giáo, lại học xong như thế bạo ngược yêu tà triệu lôi chi thuật. Chẳng lẽ trước mắt họ tiêu này người trẻ tuổi, là giả mạo vô cực trưởng giáo? Tiêu phàm chậm rãi nói, tuyên minh tiền bối, cái này triệu lôi thuật, là vãn bối có kỳ ngộ khác học được, cùng vô cực truyền thừa không quan hệ. Bất quá dưới mắt, dùng tới đối phó cái này tụ hồn bát, ngược lại vừa vặn phù hợp. Nói, mười ngón ở giữa trắng lóa hồ quang điện, trở nên ích phát sáng lên, so sánh với lúc trước, cũng thô to mấy phân, uy thế càng thêm kinh người. Hừ hừ, tiểu bối, người hãy nằm mơ đi, nếu như là chính đạo thái ất môn thái ất thần lôi, hoặc là thái hạo cửa hạo dương thần lôi, ta còn né tránh ba phân. Người cái này yêu tà nhất tộc triệu lôi thuật, đối ta linh cảm tông trí bảo, có thể có cái gì khắc chế chi lực uy linh lão ma lập tức cười lạnh, lại khôi phục loại kia khinh thường ngữ khí. Cái này lão ma nói tới thái ất thần lôi cùng hảo dương thần lôi, đều là chính đạo tiếng tăm lừng lấy triệu lôi thuật. Thái ất thần lôi là hỏa thuộc tính bính hỏa thần lôi, hạo dương thần lôi thì là phong thuộc tính thiên phong thần lôi. Đối ma đạo quỷ tu khắc chế công hiệu, đặc biệt rõ ràng. Cái khác lôi điện chi thuật, khắc chế chi lực liền muốn càng ngày càng xa sút Về phần ma đạo tu sĩ tu luyện một chút triệu lôi thuật, thì chẳng những không có khắc chế chi lực, ngược lại sẽ càng thêm cổ vũ công pháp ma đạo uy lực, biến thành tu sĩ chính đạo thiên địch khắc tinh. Tiêu phàm song nghi cao lại, đối uy linh lão ma khiêu khích chi ngôn hào lờ đi, miệng lẩm bẩm mười ngón ở giữa hồ quang điện dần dần lóa mắt sinh huy, đem trọn ở giữa mật thất dưới đất đều chiếu lên sáng trưng, liễu chính cùng ba người kìm lòng không được thoảng qua lệch bắt đầu sọ, không dám nhìn thẳng. Cảm nhận được tiêu phàm trên thân càng ngày càng là mãnh liệt bạo ngược chi ý, uy linh lão ma cũng ngậm miệng lại. Chớ nhìn hắn miệng thảo luận phải kiên cường, trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng là lo sợ bất an. Thực tế tiêu phàm trên thân cố khí tức này, làm cho người rất gan chiến tâm kinh, cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì yêu tà bạo ngược chi khí đều rất là khác biệt. Mặc dù rõ ràng là yêu linh chi thuộc khí tức, lại ẩn ẩn mang theo mấy phân cao quý chi ý, tuyệt không phải dưới cùng yêu linh có thể phát ra. Ngay cả cái này Nguyên Anh kỳ uy linh lão ma đều cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Quanh một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, mười đạo lóa mắt lóe sáng hồ quang điện, bỗng nhiên hướng tụ hồn bát kích bắn đi. Hồ quang điện vừa vừa mới tiếp xúc đến tụ hồn bát, đen như mực bát thể phía trên, cùng vừa rồi đồng dạng, lập tức dâng lên một cỗ đen nhánh xương mù, cuồn cuộn, đảo mắt liền đem hồ quang điện bao vây lại, mang theo mơ hồ tiếng quỷ khóc. Bất quá lần này lôi điện chi lực, thực tế không thể coi thường, xa không phải lần đầu tiên thăm dò có thể so sánh nhìn qua đồng dạng không cam lòng yếu thế đen nhánh sương mù tại hồ quang điện oanh kích phía dưới trong nháy mắt liền trở nên mỏng manh vô so oanh mắt thấy đen nhánh quỷ vụ liền muốn duy trì không được tụ hồn bát phía trên bỗng nhiên hắc quang đại phóng vô số đen nhánh mặt quỷ nổi lên những ngày mặt quỷ có nam có nữ trẻ có già có từng cái khuôn mặt dữ tợt vặn vẹo thành các loại kỳ quái hình dạng tựa hồ ngay tại chịu đựng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ trông chất chính không biết có bao nhiêu vô số mặt quỷ vặn vẹo lên, im lặng tê minh, hung tợn mở ra miệng rộng, hướng về lóe sáng hồ quang điện không khách khí chút nào cắn nuốt. Nguyên bản thô to hồ quang điện, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh co lại nhỏ, bất quá trong chốc lát, liền không cam lòng cuối cùng lóe lên một cái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, tiểu bối, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra, để lão nhân ra ta nhìn xem, đùa cái việc vui. Cái này hơn một ngàn năm, Ngày ngày nhìn thấy đều là tuyên minh lão quỷ tấm mặt mo này, bản tọa đã sớm phiền thấu. Uy linh lão ma cười ha hả, tựa hồ đối với bảo vật của mình hết sức hài lòng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong đan điền, kim đan bỗng nhiên tránh sáng lên, một cỗ xương mù màu đen, xa hơn so bình thường nhanh hơn nhiều tốc độ, từ lôi bằng trong nội đan liên tục không ngừng mà tràn vào kim đan bên trong. Từng đạo hồ quang điện, xuất hiện lần nữa tại tiêu phàm 10 ngón ở giữa, cũng lấy so vừa rồi nhanh hơn nhiều tốc độ nhanh chóng trở nên thô to vô so. Một tiếng cao vút huyết dài, bỗng nhiên bên trong tại bên trong mật thất vang vọng, một đầu ngân quang lóng lánh lôi bằng hư ảnh, từ tiêu phàm thể nội sôi nổi mà ra, sắt mỏ lợi chảo, hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, tựa như hướng về cực cao cực xa thương khung thẳng bắn đi. Đây là cái gì? Ngân xí điêu, huy linh lão ma kinh hãi, bật thốt lên kinh hô. Cũng không trách huy linh lão ma mắt phụng về, thực tế ngân dược lôi bằng loại này trời sinh thánh linh, không nên ra như bây giờ dưới cùng giao diện coi như chỉ mang theo một điểm ngân dược lôi bằng huyết mạch ngân xí điêu tại cái này một giới cũng là cực kỳ hiếm thấy linh cầm yêu thú trưởng thành ngân xí điêu nó thần thông mảy may cũng không tại nguyên anh tu sĩ phía dưới ngân xí điêu pháp tướng hư ảnh làm sao lại tại tiêu phàm thể nội xuất hiện khó trách cái này hậu sinh tiểu bối triệu lôi thuật mang theo rõ ràng như vậy bạo ngược chi khí màn hoang yêu thú khí tức như thế nồng hậu dày đặc quả nhiên cùng linh cầm yêu thú tương quan. Còn không có cùng uy linh lão mà nghĩ được rõ ràng, tiêu phàm quát to một tiếng, hai tay bỗng nhiên một dương, sớm đã tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành hai đoàn lập lè tỏa sáng viên cầu lôi hồ, nhanh như chấp giật hướng trên bệ đá tụ hồn bát mãnh kích mà đi. Tất cả mọi người đồng loạt ngừng thở, ánh mắt sáng ngời, tiếp cận kia hai đạo thô to lôi hồ. Tại dạng này cuồng bạo lôi điện chi lực mãnh kích phía dưới, coi như kia tụ hồn bát lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi a. À. Chương 684, Nguyên thần quái tướng. Lôi cầu chưa đánh chúng tụ hồn bát, tụ hồn bát bên trên liền đen sáng lóng lánh, những cái kia có thể thôn vệ lôi điện mặt quỷ liền lần nữa tránh hiện ra, số lượng nhiều, xa không phải vừa rồi có thể so sánh, từng cái hướng về phía đánh tới hồ quang điện khản giọng kêu to, nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Oanh thô to lôi cầu không trở ngại chút nào, hung hăng đánh vào tụ hồn bát bên trên hồ quang điện xé rách, hắc vụ bốc lên, vô số mặt quỷ tại trói mắt hồ quang điện phía dưới, không ngừng vặn vẹo, biến hình, hóa thành điểm điểm hắc khí, tán loạn ở vô hình. Bất quá trong nháy mắt, tụ hồn bát liền gào thét một tiếng, hắc vụ tiêu tán phải sạch sẽ, vô số mặt quỷ cũng không thấy tung tích. Đứng tại linh quan phục ma đại trận bên ngoài liễu chính đám ba người, chỉ cảm thấy trong phòng kia cố kỳ hàn vô so âm khí, bỗng nhiên tan biến. Thậm chí trong tầng hầm ngầm vẻ lo lắng, tựa hồ cũng tan thành mây khói, ánh đèn lập tức trở nên sáng lên. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở một hơi, cái này tụ hồn bát quả nhiên không hổ là linh cảm tông trí bảo một trong, thực tế khó đối phó. Một kiện không người trưởng khống tử vật, thế mà cũng cần hắn đem lôi điện chi lực kích phát đến 12 thành, mới có thể tạm thời áp chế xuống. Giả sử món bảo vật này có người vận dụng, dù là đối phương cũng không phải là nguyên anh tu sĩ, chỉ là giống như hắn kim đan kỳ tu vi, cái này khu khu triệu lôi thuật ra mau, phải chăng có thể khắc kềm chế được tụ hồn bát âm khí, thật đúng là khó mà nói. Bây giờ tụ hồn bát hộ thể chi lực bị áp chế, ứng nên sẽ không còn có thôn phệ thần niệm năng lực. Tiêu Phàm sắc mặt ngưng lại, liền muốn đem thần niệm chi lực nhô ra, chỉ nghe siêu một tiếng, một đoàn bóng đen bỗng nhiên từ tụ hồn bát bên trong bắn ra. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, không cần suy nghĩ, tay phải hư không một dương, một đạo mảnh khảnh hồ quang biện bỗng nhiên hướng na đoàn bóng đen thẳng bắn đi. Từ tụ hồn bát bên trong bay ra bóng đen, mặc kệ là cái gì, đều là vô cùng nguy hiểm, Tiêu Phàm tuyệt không dám xem thường. Chỉ là thể nội cơ hồ toàn bộ lôi điện chi lực đều đã tại vừa rồi kinh thiên nhất kích bên trong tiêu hao sạch sẽ. Cái này một đạo vội vàng ở giữa phóng xuất hồ quang điện, bây giờ không có bao lớn uy lực. Thả ra hồ quang điện đồng thời, Tiêu Phàm thân thể lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, vậy mà thi triển ra phong độn thuật bên trong di hình hoán ảnh chi thuật trong nháy mắt, liền thuấn di đến linh quan phục ma đại trận bên ngoài. Trong tay ngọc bài dơ lên, tùy thời chuẩn bị khởi động đại trận cấm chế chi lực. Điện quang thạch hỏa nháy mắt, cái này liên tiếp động tác liền đã hoàn thành. Bên kia toa, bóng đen né tránh không kịp, đã bị điện giật cung đánh trúng, lập tức liền truyền ra uy linh lão ma gào thét như sấm tiếng giống giận dữ. Tiểu bối, ngươi dám, tiêu chân nhân, chậm đã. Cùng lúc đó, liễu chính cũng gấp vội kêu lên. Kỳ thật khỏi phải liễu chính nhắc nhở, tiêu phàm cũng đã thấy rõ ràng, đoàn kia từ tụ hồn bát bên trong xuất hiện bóng đen, tựa hồ động tác cũng không thế nào nhanh nhẹn, liền như vậy một đạo mảnh khảnh hồ quang điện đều trốn không thoát. Bị kích vừa vặn, lại nhìn kỹ lại, rõ ràng là một thân ảnh, chỉ bất quá đạo nhân ảnh này bộ dáng, biết bao quỷ dị. Lại có hai cái đầu, bốn cánh tay, cũng chỉ có một kẻ thân thể, hai cái đùi. Phảng phất là một cái phát dục chưa từng hoàn toàn liên thể quái thai giờ phút này bóng đen bên phải gương mặt kia, tràn đầy nổi giận chi ý, bên trái khuôn mặt. Thì giống như cười mà không phải cười, ẩn ẩn mang theo vẻ trào phúng, cười hắc hắc, nói, uy linh lão ma, lần này nếm đến lợi hại đi. Nghe thanh âm, quả nhiên là tuyên minh chân quân, tiêu phàm cơ hồ lập tức liền hiểu được, cái này đoàn bóng đen. Hẳn là tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần, ở tại tụ hồn bát bên trong hơn nghìn năm, hai người nguyên thần chém giết lẫn nhau, sớm đã xoắn suýt làm một thể lại cũng khó có thể tách ra, lập tức Tiêu Phàm Tâm Thần ngưng lại, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy bóng đen này cùng người bình thường dáng người chiều cao không sai biệt lắm, đen như mực, tựa như ngưng kết. Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây là bởi vì hai người nguyên thần đều đặc biệt cường đại, mặc dù đã tại tụ hồn bát bên trong trải qua ngàn năm tiêu hao, vẫn như cũ so với người bình thường âm hồn muốn ngưng kết rắn chắc được nhiều. Nguyên anh tu sĩ nguyên anh thân thể, cùng phổ thông người linh hồn, tự nhiên là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau tiểu bối, người một cái kim đan kỳ tiểu tiểu tu sĩ, dám dùng lôi điện chi thuật đối phó bổn thượng nhân, lá gan coi là thật không tiểu. Uy linh lão ma vẫn như cú gào thét như sấm, hiển nhiên vừa rồi kia một đạo nho nhỏ hồ quang điện, mặc dù không đủ để đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương, nhưng cũng để hắn rất khó chịu. Chỉ thấy cái này lão ma nguyên thần dáng dấp cũng tịnh không khó coi, mặc dù là linh thân chi thể, nhìn không rõ lắm, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra đến, là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mày rậm mắt to, rất có uy nghiêm. Một bên tuyên minh chân quân, thì là một tên sáu bảy mươi tuổi lão niên đạo sĩ cách ăn mặc, đồng dạng tướng mạo uy mãnh khí thế khinh người. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, uy linh tiền bối, bất kể nói thế nào, người cũng là sống hơn ngàn năm lão nhân gia. Ta cho rằng, tối thiểu nhất hẳn là có thể nhận rõ ràng tình thế. Dưới mắt như thế cái hiện thực cục diện bày ở trước mặt của ngươi, chẳng lẽ đơn chỉ bằng nguyên anh tu sĩ như thế một khối hàng hiệu tử, liền có thể tránh thoát người đứng trước tai họa ngập đầu ha. Tai họa ngập đầu, hắc hắc, tiểu bối, miệng ngươi khí không tiểu. Ngươi cho rằng, dựa vào ngươi điểm kia triệu lôi thuật, tạm thời ngăn chặn tụ hồn bát, liền thật sự có diệt sát nguyên anh tu sĩ nguyên thần năng lực rồi sao? Uy linh thượng nhân lạnh lùng hỏi, tiêu phàm từ tốn nói, nếu như tiền bối là vừa vặn nguyên anh xuất khiếu, lấy nguyên anh tu sĩ đại thần thông, vãn bối đương nhiên không có khả năng kia có thể diệt sát ngươi nguyên thần. Bất quá bây giờ nha, trải qua cái này hơn nghìn năm tiêu hao, tiền bối tự nhận nguyên anh chi lực còn thừa lại bao nhiêu. Uy linh lão ma hừ một tiếng, hung tợn tiếp cận tiêu phàm, lại không nói thêm gì nữa. Tuyên minh chân quân nhiều hứng thú đánh giá tiêu phàm, cười ha hả nói, tiêu tiểu hiếu, người không sai, thật sự không tệ, có năm đó thái hưng chân nhân phong thái. Đồng dạng nhã nhận nho nhã, đồng dạng nặng nề đoan chính, bất quá ngươi so hắn nhiều mấy phân sát phạt chi khí, càng đối lão nhân ra ta khẩu vị đối vị này Mao Sơn Tổ Sư, tiêu phàm từ không dám thất lễ, vội vàng khẽ không người, kính cẩn nói, tuyên minh tiền bối quá khen, lấy Tổ Sư bản môn tướng so, tiêu phàm tuyệt không dám nhận. Một mực giữ im lặng đàm hiên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tuyên minh tiền bối, ngày gặp qua chúng ta Thái Hưng Tổ Sư. Lão nhân ra ông ta được chứ? Tuyên minh trần quân không khỏi sững sờ, nhìn đàm hiên một chút, nói tiểu nha đầu, lời này của ngươi có thể hỏi ngược lại lão nhân ra ta. Thái Hưng chân nhân năm đó thật là tốt, vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chính đạo lãnh tụ, nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, hãn hiếu địch thủ. Chỉ bất quá dưới mắt đã qua hơn nghìn năm, cũng không biết hắn có phải là tiến gia hiểu linh kỳ. Còn lại lời nói, tuyên minh chân quân còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Tu sĩ không có đặt chân ngộ linh cảnh giới thời điểm, thọ nguyên đều là có hạn, nguyên anh kỳ tu sĩ thọ nguyên dài đến ngàn năm, đã cực kỳ hiếm thấy nhưng chỉ cần không thể tiến vào mộ linh kỳ, kết quả là rốt cục vẫn là hóa thành bụi đất. Thái Hưng chân nhân năm đó đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, coi như thiên phú lại cao, chỉ ít cũng là 3400 tuổi, bây giờ hơn 1000 năm quá khứ, nếu như chưa thể cố gắng tiến lên một bước lời nói, chỉ sợ cũng đã hóa thành bụi đất. Hắc hắc, Tuyên Minh lão quỷ, ngươi liền lừa gạt tiểu hài tử chơi đi. Năm đó không gian thông đạo sụp đổ thời điểm, Lý Thái Hưng lão già kia ra hỏa, thế nhưng là mang lấy bọn hắn vô cực môn một đám lớn người cho liên minh chính đạo những cái kia ngụy quân tử đoạn hậu. Hai ta thấy thanh thanh sở sở, vô cực môn đám người kia, tiến vào nhập không gian thông đạo không lâu, thông đạo liền triệt để sụp đổ. Không gian thông đạo đáng sợ, không cần đến ta nói với người A. À. Đừng bảo là Lý Thái Hưng kia lão bất tử còn không phải ngộ linh tu sĩ, coi như hắn đã đặt chân ngộ linh kỳ, khi không gian thông đạo sụp đổ thời điểm, hắn cũng tuyệt không có khả năng sống được xuống tới uy linh thượng nhân ở một bên rất khinh thường nói, cái gì, đến lúc này, tiêu phàm đám ba người đều đều quá sợ hãi. Tuyên minh tiền bối, đây là sự thực sao? Đàm hiên khẩn cấp hỏi, mặc dù nói, thái hưng chân nhân là hơn nghìn năm trước tiền bối tổ sư, cùng bọn hắn thế hệ này vô cực đệ tử cũng không có trực tiếp liên quan, nhưng ở uy linh thượng nhân miệng bên trong nghe tới dạng này miêu tả, thân là vô cực đệ tử, như trước vẫn là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía tuyên minh chân quân. Tuyên minh chân quân trầm mặc một lát, liền thở dài một tiếng, nói, lại có chuyện như vậy. Bất quá kia không gian thông đạo sụp đổ thời điểm, thái hưng chân nhân bọn hắn đã tiến vào thông đạo một hồi lâu, hẳn là an toàn không việc gì. Bình yên vô sự cái rắm kia không gian thông đạo, người ta lại không phải là không có đi vào qua, cái kia một lần truyền tống, không phải cần gần nửa canh giờ. Bọn hắn mới đi vào không đến 30 phút sau, không gian thông đạo liền sụp đổ, trừ phi là thiên giới đại la kim tiên mới có thể sống phải xuống tới. Uy linh lão ma hung tận nói, tiêu phàm trầm mặc nửa ngày, trầm giọng hỏi, tuyên minh tiền bối, năm đó các ngươi vì cái gì không đi. Tuyên minh chân quân cười khổ nói, ta ngược lại là muốn đi tới, không phải bị gia hỏa này cuốn lấy sao. Tất cả mọi người nghĩ đuổi tại không gian thông đạo sụp đổ trước đó rời đi trung thổ thế giới, tiến về toa ma giới tị nạn. Cái này lão ma dây dưa không ngớt, kết quả ai cũng đi không nổi. Phi, uy linh lão ma trùng điệp gắt một cái, đầy ngập phẫn nộ chi ý. Dạng này đổi trắng thay đen sự tình, thua thiệt ngươi nói ra được. Năm đó lão tử rõ ràng có cơ hội đi được rơi, đều là ngươi cái lão quỷ này kéo chặt lấy bản tọa. Ngươi năm đó nếu là không nổi điên, hai ta bây giờ nói không chừng còn sống được thật tốt, thời gian tưới nhuần cực kỳ. Hắc hắc, uy linh lão ma, ngươi là ma tu, trừ ma vệ đạo là ta phái mau sơn giáo quy, bản chân quân đương nhiên muốn cuốn lấy ngươi. Chẳng lẽ để ngươi yêu tai du tai chạy mất, lại đi toa ma giới tai họa người khác? Tuyên minh chân quân đối uy linh lão ma chỉ trích cũng tịnh không phủ nhận, cười hắc hắc, liền thừa nhận xuống tới. Lại nói, lão ma đầu, năm đó nếu không phải ta đem ngươi lưu tại cái này tụ hồn bát bên trong, cái này hơn một ngàn năm quá khứ, ngươi đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Hẳn là lấy tư chất của ngươi, ngươi còn muốn tiến giai ngộ linh kỳ không thành. Nói đến, Người còn muốn hảo hảo tạ ơn bản chân quân mới là. Vị này tuyên minh chân quân, xem ra là cái nhà thiên phái, cứ việc dưới mắt thế cục đã hỏng bét thành bộ dáng như vậy, lại không chút phật lòng, thậm chí còn trêu chọc uy linh lão ma một thanh. Người cái này tặc tư điểu, uy linh lão ma tức giận đến nổi trận lôi đình, mở ra miệng rộng, bỗng nhiên hướng tuyên minh chân quân táp tới. Tuyên minh chân quân cũng không yếu thế, há mồm liền cắn. Hai vị nguyên anh kỳ cao nhân nguyên thần cứ như vậy hào chướng tai gai mắt đại chiến, lập tức khắc vụ cuồn cuộn, loạn cả một đoàn. chương 685, roi lôi điện. Tiêu phàm bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có chút không biết làm sao. Dù sao tình hình như vậy, bọn hắn trước kia đừng bảo là chưa bao giờ thấy qua, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua. Tuyên minh chân quân cùng uy linh lão ma nguyên thần quấn quyết lấy nhau, tiêu phàm triệu lôi thuật, cũng không dám vì tiện xuất thủ. Bất quá trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền lập tức ý thức được, đây cũng là một cái quan sát bọn hắn cơ hội thật tốt. Vừa rồi Tiêu Phàm hao hết lôi điện chi lực đem tụ hồn bát ngăn chặn, liền là muốn lấy thần niệm hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem hai vị này nguyên thần, đến cùng là ở vào một cái dạng gì tình huống, có biện pháp hay không đem bọn hắn tách ra. Trở ngại tụ hồn bát có thôn phệ thần niệm năng lực, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện đem thần niệm chi lực dò xét tiến vào bát bên trong đi. Lập tức Tiêu Phàm sắc mặt ngưng lại, thần niệm chi lực lặng yên không một tiếng động dò xét ra ngoài. Tại thần niệm dò xét phía dưới, mắt tình hình trước mắt lập tức biến đổi. Tại đoàn người xem ra hai đoàn bóng đen hỗn chiến, lập tức trở nên phân biệt rõ ràng, là một đoàn kim quang cùng một đoàn lục mang kịch liệt giao chiến. Kim quang là tuyên minh chân quân nguyên thần phát ra, mà lục mang thì phát ra từ uy linh lão ma, cả hai chẳng những màu sắc khác nhau, mà lại khí tức đoạn không tướng hỗn. Tiêu phàm âm thầm thở phào một cái, chỉ nếu là như vậy, đem hắn hai nguyên thần tách ra hay là có cơ hội bất quá thần niệm lại hướng xuống tìm tòi tiêu phàm lại hít một hơi hơi lạnh từ phần eo trở xuống kim quang cùng lục mang liền hoàn toàn xoắn suýt cùng một chỗ trong người có ta trong ta có ngươi rất khó phân rõ ràng hừ hừ tiểu bối nhìn đủ rồi chưa có bản lĩnh người đem chúng ta tách ra thanh lão bất tử này tặc tư điều cứu ra ngoài đang lúc tiêu phàm ngưng thần nhìn kỹ thời khắc uy linh lão ma tiếng cười lạnh vang lên lần nữa nguyên bản cắn xé thành một đoàn hai nhân nguyên thần cũng đã tách ra uy linh lão ma nguyên thần biến thành nam tử trung niên lạnh lùng nhìn qua tiêu phàm mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường chi ý muốn nói lấy tiêu phàm vừa bước vào trong kim đan kỳ tu vi ngay cả cảnh giới đều chưa từng vững chắc muốn giết bọn họ sớm đã vô cùng suy yếu nguyên thần ngược lại cũng không phải quá khó nhưng muốn đem bọn hắn xoắn suýt cùng một chỗ nguyên thần tách ra chỉ diệt sát hắn uy linh lão ma không thương tổn tuyên minh chân quân mảy may, uy linh thượng nhân nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Kia tuyệt không có khả năng, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ ở đây, sợ cũng không có bản sự này. Tiêu phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hướng về một bên tuyên minh chân quân nhẹ nhàng khẽ không người, cao giọng nói tuyên minh tiền bối, vãn bối nghĩ thử một lần. Nhưng không dối gạt tiền bối nói, vãn bối xác thực không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tuyên minh chân quân cười ha ha một tiếng, nói, không sao, người cứ việc thử. Năm đó ta ngăn lại cái này lão ma, đã sớm tồn cùng hắn đồng quy vô tận tâm tư. Bây giờ nguyên thần sống lâu hơn một ngàn năm, kia là kiếm được. Lớn không được hay là cùng hắn đồng quy vô tận, có cái gì tốt sợ. Tuyên minh chân quân quả nhiên là anh hùng khí khái. Lão quỷ, người điên rồi sao? Thật nghĩ hồi phi yên diệt, uy linh thượng nhân không chịu được giống giận. Mặt mũi tràn đầy chán nản chi sắc. Người phải biết, bây giờ trung thổ thế giới, linh khí đã dần dần khôi phục. Tiếp qua chút năm, những cái kia ẩn nấp không ra tu sĩ cấp cao, đều sẽ nhau nhau xuất hiện. Chỉ cần chúng ta những cái kia ngày xưa cùng giai hảo hiếu, trùng hợp còn có một cái còn sống. Liền có biện pháp đem chúng ta tách ra, đến lúc đó ngươi là người ta là ta, đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông, chẳng phải là so đồng quy vu tận tốt. Hiển nhiên tiêu phàm thật dự định liều lính động thủ, tuyên minh chân quân cũng một bộ vui vẻ chịu đựng dáng vẻ, cái này lão ma giả bộ không được nữa thẹn quá thành giận kêu to lên. Hắc hắc, lão ma, sợ rồi sao, ta cũng không như ngươi vậy sợ chết. Tại kia tối om tụ hồn bát bên trong đợi hơn một ngàn năm, bản chân quân đã sớm nhàm chán. Lôi kéo ngươi cùng một chỗ, cho dù chết cũng có cái đệm lưng. Hừ hừ, lão quỷ, người coi như không vì mình suy nghĩ, cũng vì những này hậu bối nghĩ nghĩ. Cái này hậu bối, là các ngươi mau sơn mạnh nhất đệ tử đi. Nói, Uy Linh lão ma hướng liếu chính nhìn lại, ngươi xem một chút. Hắn mới bất quá là cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, cùng họ tiêu này vô cực môn truyền nhân, kém cách xa vạn dặm, ngươi liền không muốn đem ngươi kia một thân bản sự đều truyền xuống. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta câu nói này, ta liền không ngăn cản ngươi hướng bọn hắn truyền thụ bản sự. Uy Linh lão ma xem ra là thật gấp mắt, bắt đầu châm ngòi ly gián. Tiêu phàm bọn hắn lại hiểu được, vì cái gì tuyên minh chân quân không có thể đem định thân phù cùng chân nguyên phù dạng này tuyệt học truyền cho liễu chính, hợp lấy vẫn luôn là uy linh lão ma đang quấy rối Mặc dù không biết cái này lão ma là như thế nào quấy rối nhưng hai người bọn họ nguyên thần hòa làm một thể, uy linh lão ma có chủ tâm muốn trở ngại tuyên minh chân quân truyền pháp, chắc hẳn từ có biện pháp. Tuyên minh chân quân cười ha ha một tiếng, nói, lão ma, như thế ngây thơ châm ngòi ly rán, người cũng không cảm thấy ngại thi triển đi ra. Quả nhiên là xem thường anh hùng thiên hạ, Tiêu Tiểu Hữu, không cần quản hắn, cứ việc thử. Lão quỷ, a, à, Uy Linh lão ma còn muốn nói gì nữa? Trước mắt hồ quang điện lóe lên, không khỏi khàn giọng kêu to lên. Tiêu Phàm đã lần nữa tế lên triệu lôi thuật, không khách khí chút nào cho hắn một ra hỏa, mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện, chuẩn xác vô cùng đánh chúng Uy Linh lão ma đầu, lão ma nhất khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, hắc khí cuồn cuộn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cùng lúc đó, Tuyên Minh Trần Quân cũng là một tiếng buồn bực hư, nửa người trên cùng uy linh lão ma đồng dạng, vặn vẹo không thôi, mặt mũi tràn đầy thống khổ chi ý. Tiêu Phàm thả ra hồ quang điện thời điểm, sớm đã vận khởi thiên nhãn thần thông, thiên nhãn thần thông nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hồ quang điện mặc dù đánh chúng chính là uy linh lão ma đầu, lại nhanh chóng vô cùng thông qua hai người phần eo trở xuống quấn quyết lấy nhau bộ vị, truyền đến Tuyên Minh Trần Quân linh thân phía trên. Nhìn qua, Tuyên Minh Trần Quân thần sắc Tựa hồ sau uy linh lão ma còn muốn thống khổ. Tiêu Phàm ngón tay vừa thu lại, cắt cúp điện cung. Chốc lát, Tuyên Minh Trần Quân mới lên tiếng, "Tiêu tiểu hiếu, người cái này triệu lôi thuật, hẳn không phải là vô cực truyền thừa a?" À. Tựa hồ mang theo không kém man hoang khí tức, Tiêu Phàm vội vàng đáp, "Tuyên Minh tiền bối mắt sáng như đuốc, đây quả thật là không phải vô cực truyền thừa, mà là vãn bối bởi vì cơ duyên xảo hợp, được từ yêu linh chi lực." Yêu linh chi lực? Ha 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 ha. Tuyên Minh Trần Quân chưa trả lời, Uy Linh lão ma đã cười ha hả, tựa hồ thở phào một hơi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Hắn là ma tu, khó trách cái này cần từ yêu linh chi lực triệu lôi thuật, đối Tuyên Minh Trần Quân tạo thành tổn thương còn ở trên hắn. Chỉ cần Tiêu Phàm sợ ném chuột vỡ bình, chỉ ít hắn tạm thời chính là an toàn. Về phần ngày sau như thế nào, hắn hiện nay đều đã rơi xuống tình cảnh như vậy, lại chỗ nào có thể suy nghĩ phải xa như vậy. Thì ra là thế, khó trách, nếu như là thái ất thần lôi hoặc là hạo dương thần lôi, cái này lão ma liền cười không nổi. Tiêu phàm mắt sáng lên, hỏi tuyên minh tiền bối, có phải là có trí dương lôi điện, liền có thể trọng thương ma tu, đem tiền bối cùng uy linh thượng nhân nguyên thần tách ra đến. Tuyên minh chân quân nói, trên lý luận là chuyện như vậy, nhưng cái này cũng phải nhìn thi thuật giả công lực như thế nào. Nếu như tiêu tiểu hữu là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại có thể ngưng tụ trí dương lôi điện chi lực, như vậy xác thực có thể đem hai người chúng ta nguyên thần tách ra uy linh lão ma cười lạnh liên tục nói nghe tới sao tiểu bối ngươi hay là về trước đi tu luyện mấy trăm năm lại nói chờ ngươi có nguyên anh kỳ tu vi lại tới nơi này diễu võ dương oai đi tiêu phàm nhìn hắn một chút bình tĩnh nói uy linh tiền bối chỉ sợ ngươi cao hứng phải quá sớm một chút nói nâng tay khẽ vẫy ầm vang một tiếng thật lớn tầng hầm đỉnh chóp bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn một đạo kim sắc thiểm điện kích xạ mà xuống trùng điệp đánh vào uy linh lão ma đỉnh đầu. Uy linh lão ma kêu thảm một tiếng, linh thân hắc vụ bốc lên, lại có từng tia từng sợi xương mù tại theo kim sắc thiểm điện mà biến mất không còn tâm tích. Tiểu bối, đây là vật gì? Roi lôi điện, tuyên minh lão quỷ roi lôi điện, cái này sao có thể? Lập tức, uy linh lão ma kêu to lên, thanh âm khàn giọng, tràn đầy không dám tin chi ý. Kia nói kim sắc thiểm điện, giờ phút này đã biến trở về thành một đầu kim quang lóng lánh roi lôi điện, lơ lửng tại hai người nguyên thần thân thể đỉnh đầu, xoay chậm chậm, tản ra cực kỳ cường đại uy áp. Nhìn xem đầu này roi lôi điện, tuyên minh chân quân mình cũng có chút chố mắt, chốc lát, mới vừa cười vừa nói, cái này roi lôi điện đúng là năm đó ta sử dụng binh khí, đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiêu tiểu hữu người ở đâu tìm tới? Tiêu phàm mỉm cười, nói, đầu này roi lôi điện liền ở bên trên vương linh quan tượng nặn trong tay. Linh quan phục ma đại trận trấn áp chi lực, có một bộ phân liền đến từ tiền bối năm đó cái này thần binh. Đã tiền bối nói, thái ất thần lôi cùng hảo dương thần lôi loại hình đến dương thần lôi, có thể càn quét ma đạo quỷ tu, vãn bối liền muốn đem cái này roi lôi điện mượn dùng một chút. Cái này roi lôi điện là tiền bối năm đó binh khí, vãn bối cho rằng, thần binh thông linh, cái này roi lôi điện lôi điện chi lực, chắc hẳn sẽ không tổn thương đến tiền bối tự thân. Nói, liền liếc huy linh lão ma linh thân một chút. Mặc dù là nguyên thần thân thể, uy linh lão ma giờ phút này cũng đã lộ ra sợ hãi đến cực điểm thần sắc, gắt gao chằm chằm chùm đầu đỉnh kim quang lóng lánh roi lôi điện, toàn thân hắc vụ không ngừng lăn lộn, cho thấy phải 10 điểm sợ hãi. Liễu chính lại là vừa mừng vừa sợ, lại có chút hổ thẹn, vội vàng hỏi, tổ sư, cái này roi lôi điện thật có thể phân biệt địch ta ha. À? Tha thứ đệ tử ngu dốt, lúc trước vậy mà không rõ ảo diệu bên trong. Cái này roi lôi điện an trí tại thanh hư quan linh quan điện đã hơn mấy trăm năm, Liễu Chính nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái này roi lôi điện mới là đối phó uy linh lão ma mấu chốt. Tuyên Minh Trần Quân cười cười, nói, Liễu Chính, ngươi cũng đừng ảo não, ngươi công lực không đủ, coi như biết chuyện này, cũng khu động không được roi lôi điện. Không phá nổi tụ hồn bát phòng hộ, ngươi cũng không biết ta cùng uy linh lão ma ở giữa, đến cùng là như thế nào một loại tình hình. Tu chân thế giới, thực lực phi tôn, điểm này, thế nhưng là nửa phân đều không qua loa được. Vâng, đệ tử cần thụ giáo liễu chính thật sâu khom người chào kính cẩn vô cùng nói tuyên minh chân quân cười ha ha một tiếng đối tiêu phàm nói tiêu tiểu hữu người động thủ đi trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực mặc dù mang theo yêu linh khí tức nhưng trải qua ta cái này do lôi điện chuyển hóa hẳn là đối ta không có cái gì trở ngại mặc dù còn không có thể bảo chứng vạn vô nhất thất nhưng cũng hoàn toàn đáng giá thử một lần vâng vãn bối tuân mệnh tiêu phàm cũng là khẽ khom người cung kính thanh âm tiêu chân nhân chậm đã. Ngay tại tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc, liền muốn đem lôi điện chi lực rót vào đỉnh đầu roi lôi điện bên trong, uy linh lão ma rốt cục lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng kêu to một tiếng. Mắt thấy vẫn lạc chi hỏa đang ở trước mắt, cái này lão ma rốt cục đem tất cả ngạo khí đều thu vào. Lúc trước luôn mồm tiểu bối, trong nháy mắt, liền biến thành tiêu chân nhân. chương 686, Bảo mệnh giao dịch. Tiêu phàm tạm thời đem động tác ngừng lại, mười ngón ở giữa lôi hồ lập lòe, ngân quang lóa mắt. Uy linh lão ma thoảng qua nghiêng đi đầu, không dám nhìn thẳng kia trói mắt hồ quang điện, hoặc là, đây cũng là lão ma một loại nào đó tư thái, không nhìn thẳng vào hồ quang điện kỳ thật chính là không nhìn thẳng vào tiêu phàm, là một loại chủ động yếu thế thái độ. Sống ngàn năm lão yêu quái, những ân tình này lõi đời đã sớm thành tinh. Bọn hắn cuồng ngạo, đa số thời điểm là một loại thực lực tuyệt đối biểu hiện thử nghĩ một người có nghiền ép việt đại bộ phân sinh linh thực lực, chân chính có thể làm đến tận lực điệu thấp, thật đúng là không có mấy cái. Dù coi như là tiêu chân nhân dạng này ung dung thủ lễ người, đối một chút không quen nhìn sự vật, cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì mặt ngoài khách khí thôi, nên động thủ thời điểm tuyệt nghiêm túc. So như bây giờ đối uy linh lão ma, liền mảy may cũng không có bởi vì đối phương nguyên anh tu sĩ thân phận mà có nửa phân lo lắng cùng trần chờ Uy linh lão ma cũng chính là phát hiện điểm này, lúc này mới cấp tốc cải biến thái độ hướng tiêu phàm chịu thua thực lực không bằng lại không có dựa vào không chịu thua muốn muốn như nào tiêu chân nhân vô cực môn cùng phái mao sơn cùng là chính đạo tông môn người muốn giúp tuyên minh đạo hiếu kia là đương nhiên các ngươi chính đạo tông môn đồng khí liên tri nghĩa khí ta cũng là bội phục bất quá người giúp tuyên minh đạo hiếu đồng thời cũng không cần thiết nhất định phải cùng ta không qua được uy linh lão ma trầm giọng nói ngữ khí người điểm thành khẩn tiêu chân nhân có lẽ không rõ ràng ngàn năm trước kia chúng ta linh cảm tông cũng coi là trung thổ thế giới tu chân đại phái thanh thế tri thịnh cố nhiên so ra kém vô cực môn so sánh với phái mao sơn cũng không kém bao nhiêu lão hủ thẹn vì linh cảm tông trưởng lão tại tu chân giới cũng là có chút danh tiếng tu luyện mấy trăm năm khác không dám nói ngược lại cũng có chút thân gia chỉ yếu tiêu chân nhân nguyện ý mở một mặt lưới lão hủ nguyện ý đem bình sinh thu thập bảo vật cùng linh thạch toàn bộ dâng tặng cho tiêu chân nhân. Không biết tiêu chân nhân ý như thế nào? Linh thạch, tiêu phàm hỏi ngược một câu. Đúng vậy, chính là linh thạch, tiêu chân nhân, ta biết từ khi không gian thông đạo sụp đổ về sau, trung thổ thế giới dần dần trở nên không thích hợp tu luyện. Cũng liền không có đối với linh thạch nhu cầu, kỳ thật linh thạch tại tu chân giới tác dụng là rất lớn. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ta biết linh thạch đối tu sĩ tác dụng. Thanh Dương Tổ Sư đã từng cùng hắn nói tới qua linh thạch các loại tác dụng, chẳng những có thể lấy dùng để bày trận, khôi phục linh lực, thúc đẩy khôi lỗi, hơn nữa là tu tiên giới thông dụng tiền tệ. Rất nhiều giao dịch đều là lấy linh thạch đến giao dịch. Dưới mắt, trung thổ thế giới tạm thời không có đối linh thạch nhu cầu, liền xem như bày trận pháp khí, cũng là dựa vào bản thân pháp lực làm làm khu động năng lượng nguyên. Nhưng bây giờ không có nhu cầu không có nghĩa là tương lai cũng không có nhu cầu. Một khi không gian thông đạo dần dần mở ra, cùng cái khác tu chân giới mặt liên thông về sau, Đại lượng tu sĩ bắt đầu tràn vào trung thổ thế giới, đối linh thạch nhu cầu khẳng định sẽ một lần nữa tràn đầy. Uy linh lão ma làm một nguyên anh tu sĩ, thân gia nhất định không ít. Coi như Tiêu Phàm hiện tại còn không thể hoàn toàn lý giải linh thạch đối với tu sĩ tầm quan trọng, nhưng uy linh lão ma bảo vật cũng tuyệt đối là hấp dẫn rất lớn. Nguyên anh tu sĩ bảo vật, kia là không như bình thường. Tiêu Phàm mình, trước mắt có viêm linh chi nhận cùng băng phách phi đao, lại thêm phù lục công kích thủ đoạn miễn cưỡng tính có chút, pháp bảo phòng ngự lại trên cơ bản không có, chỉ có thể dựa vào càn khôn đỉnh đến hấp thụ địch nhân một chút âm khí huyết vụ loại hình đồ vật, dù sao không phải đứng đắn phòng ngự bảo vật. Lực phòng ngự dưới đáy, đang lúc tranh đấu thế nhưng là rất không tiện, 10 điểm lực công kích cũng biến thành chỉ còn lại có 5 phân. Liên tốt sau chơi cờ tướng, một khi sĩ tướng bị phá mất, dù coi như xe ngựa pháo đầy đủ. Dưới cũng là vướng trái vướng phải, trăm ngàn chỗ hở. Về phần tân lâm, huyền thiên thiên bọn người, cho tới nay không có thích hợp bảo vật phòng thân. Có thể nói, tiêu chân nhân hiện tại đối pháp bảo pháp khí khao khát, thực tế là bức thiết cực kỳ. Tiêu chân nhân biết linh thạch tác dụng, vậy thì càng tốt. Tiêu chân nhân, từ mắt tình hình trước mắt đến xem, từ khi thái hưng chân nhân bọn hắn rời đi chung thổ giới về sau, chỉ sợ vô cực truyền thừa cũng không bằng lấy trước như vậy hưng thịnh đi. Mặc dù chúng ta linh cảm tông tu luyện là công pháp ma đạo, nhưng ở bảo tàng của ta bên trong, cũng có chút thích hợp chính đạo tông môn tu luyện công pháp tất cả những này ta hết thảy đưa cho tiêu chân nhân chỉ yếu tiêu chân nhân hạ thủ lưu tình uy linh lão ma ngôn từ càng là khẩn thiết tư thái thả rất thấp tiêu phàm ánh mắt lấp lóe nói uy linh tiền bối coi như ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch ta lại làm sao làm được tha cho ngươi một cái mạng đâu lấy roi lôi điện chi lực đem hai người nguyên thần tách ra nói trắng ra chính là nương tựa theo roi lôi điện nhận chủ năng lực đem lôi điện chi lực tất cả đều khuynh tả tại uy linh lão ma trên đầu, tránh đi tuyên minh chân quân. Trừ cái đó ra, tiêu phàm thật đúng là không biết muốn thế nào đem bọn hắn tách ra, đồng thời lại làm được hai người nguyên thần đều không làm thương hại. Nghe tiêu phàm ngữ khí buông lỏng, uy linh lão ma không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, cái này kỳ thật cũng không khó khăn lắm, chỉ cần tuyên minh đạo hữu phối hợp, chúng ta lẫn nhau đem nguyên thần chi lực từ đối phương trong nguyên thần một chút xíu rút ra liền có thể. Thật có đơn giản như vậy, uy linh lão ma cứng lại lập tức vừa cười vừa nói đương nhiên cũng có nhất định độ khó dù sao hai ta dây dưa lâu như vậy nguyên thần chi lực có gần một nửa đều hốn cùng một chỗ quan trọng trước mắt hay là yếu tiêu chân nhân hỗ trợ đến lúc đó tiêu chân nhân lấy thần thông sấm xét cưỡng ép đem chúng ta hỗn tạp cùng một chỗ kia bộ phân nguyên thần đánh tan chính là yêu ma không muốn hồ ngôn loạn ngữ liễu chính nghe xong lập tức lớn phẫn nổ quát uy linh lão ma cái này là muốn tiêu phàm hòa cùng đối đãi hắn cùng tuyên minh chân quân nguyên thần liễu chính như thế nào chịu đáp ứng vạn nhất tại tách ra quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liễu chính đương nhiên là hy vọng tiêu phàm toàn lực đối uy linh lão ma xuất thủ bảo đảm tuyên minh chân quân bình an uy linh thượng nhân rất là tức giận chừng liễu chính một chút nếu không phải hiện tại hắn yêu cầu người chỉ sợ sớm đã đối liễu chính nghiêm nghị quát lớn một cái chỉ là chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ lúc nào đặt ở uy linh lão ma trong mắt tiêu phàm chưa mở miệng tuyên minh chân quân cười ha ha một tiếng đoạt tại trước nói tiêu tiểu hữu ta nếu là ngươi ta liền sẽ đáp ứng cái này lão ma điều kiện tổ sư liễu chính kinh hãi kêu lên tiêu phàm mắt nhìn tuyên minh chân quân trầm giọng nói tiền bối vì cái gì rất đơn giản thứ nhất cái này lão ma nói ra điều kiện đủ mê người ngay cả ta đều có chút động tâm có chỗ tốt vì cái gì không muốn thứ hai nếu như cái này lão ma nguyện ý hợp tác, vậy chúng ta lẫn nhau tách ra, xác thực sẽ tương đối thuận lợi một chút. Không phải, dù coi như có roi lôi điện tương trợ, cũng sẽ rất phiền phức. Tuyên minh Trần Quân nhanh mồm nhanh miệng, lập tức giải thích nói. Uy Linh lão ma vừa tức giận vừa buồn cười, kêu lên tuyên minh đạo hiếu, người nếu là sớm như thế thông tình đạt lý, chúng ta cũng không đến nỗi rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy. Tuyên minh Trần Quân cười nói, người nếu không phải rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy, lấy người uy linh lão ma tính tình, người sẽ đưa ra như thế điều kiện tốt đến. Lão ma, tiêu tiểu hữu bọn hắn là hậu sinh vãn bối, rất nhiều chuyện không rõ, nhưng đặt vào ta ở đây, người muốn đầu cơ trục lợi, đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, sớm làm thu lại. Chúng ta chuyện xấu nói trước, người nếu là dám lật lọng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Uy linh lão ma hừ một tiếng, nói tuyên minh đạo hữu người như vậy khôn khéo, ai có thể ở trước mặt người đùa nghịch mưu kế yêu cầu của ta rất đơn giản, nguyên thần sau khi tách ra, ta vẫn là tại tụ hồn bát bên trong an thân. Ta cũng đừng các ngươi vì ta đoạt xá, càng không được các ngươi vì ta mượn xác hoàn hồn. Chờ ta thành đáp ứng bảo vật linh thạch cùng công pháp sao cho các ngươi về sau, các ngươi thả ta nguyên thần tự động rời đi chính là, để ta lại vào lục đạo luân hồi. Lần này, ngay cả tuyên minh chân quân đều có chút không tin tưởng lắm, nhìn chằm chằm hỏi một câu chỉ đơn giản như vậy. Tựa hồ uy linh lão ma lấy dạng này giá cả to lớn, liền đổi được một cái lại nhập cơ hội luân hồi khó tránh khỏi có chút không lớn có lời uy linh lão ma mang theo điểm mỉa mai chi ý nói không đơn giản như vậy người nghĩ muốn thế nào chẳng lẽ giúp ta tìm một bộ thể xác để ta mượn xác hoàn hồn người có hảo tâm như vậy ta còn không thể tin được đâu lão ma đầu ta đối với người thế nhưng là hiểu rất rõ người khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu tuyên minh chân quân lắc đầu liên tục không tin nói uy linh lão ma cả giận nói lão quỷ người cái này cũng không tin cái kia cũng không tin nghĩ muốn như thế nào lão từ cái này gọi hổ xuống đồng bằng bị chó khinh dù sao những cái kia bảo vật linh thạch sau này ta cũng không dùng được các ngươi những này chính đạo gia hỏa chắc chắn sẽ không tùy ý ta đi đoạt xá lại nói ta hiện tại cái dạng này nguyên thần chi lực hao tổn quá nhiều cho dù có thích hợp thể xác bằng ta mình lực lượng cũng đã không có khả năng hoàn thành đoạt xá đã như vậy ta vì cái gì không cầm những này không dùng được đồ vật, đem đổi lấy chuyển thế đầu thai cơ hội. Mặc dù u minh sự tình, không ai nói đến chuẩn, nhưng có một cái cơ hội dù sao cũng tốt hơn không có. Nói thật với ngươi, hôm nay người ta nếu là đổi chỗ mà xử, ngươi cũng sẽ là ý tưởng giống nhau. Sưng một chút, Uy Linh lão ma lại tăng thêm vài câu, uy trấn trung thổ giới Mao Sơn tuyên minh chân quân, lúc nào trở nên dạng này nhát như chuột, nghi thần nghi quỷ rồi. Chẳng lẽ tại cái này linh quan phục ma đại trận trấn áp phía dưới, ta còn có thể chạy trốn được a? À? Những lời này, lập tức liền thuyết phục Tuyên Minh chân quân, bất quá việc này, dù sao không phải hắn có thể làm chủ, liền chuyển hướng Tiêu Phàm, nói Tiêu tiểu hữu, ý của ngươi như nào? Muốn ta nhìn, cái này lão ma đầu cũng đùa nghịch không ra cái gì quỷ kế đến. Tiêu Phàm cười cười, nói, đã Tuyên Minh tiền bối đều nói như vậy, vãn bối tự nhiên là không có bất tuân. Bất quá vạn bối cũng có một cái điều kiện, ngươi nói ngươi nói, uy linh lão ma nghe xong, lập tức luôn miệng nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ước ao. Tiêu phàm lại không để ý tới hắn, chỉ là nhìn qua tuyên minh chân quân, nói tuyên minh tiền bối, về sau đoạt bảo thời điểm, ta hy vọng tiền bối cùng ta đồng hành. Cứ như vậy, vãn bối liền an tâm, tiêu phàm trong lòng tựa như gương sáng, biết đùa nghịch tâm cơ lời nói, mình rất có thể không phải những này ngàn năm lão ma đối thủ liền dốc hết sức đem tuyên minh chân quân kéo xuống nước, có tuyên minh chân quân đồng hành, luôn luôn muốn ổn thỏa được nhiều. Dù là muốn hòa phân huy linh lão ma ưng thuận kia chút chỗ tốt, cũng sẽ không tiếc. Ha ha, người cái này hậu sinh, thật đúng là rất cẩn thận. Tốt, không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tuyên minh chân quân ngược lại là rất sảng khoái, một lời đáp ứng. chương 687, Dưỡng Hồn Hương Thanh hư quan hậu viện linh quan điện một tầng tầng hầm, linh quan phục ma đại trận uy lực toàn bộ mở ra một tầng giống như thực chất màn ánh sáng màu vàng đem tám cỗ linh quan tượng nặn vây quanh phạm vi tất cả đều bao phủ xuống tám cỗ điều khác bên cạnh đều đều khoanh chân ngồi một tên áo bảo sám đạo sĩ hai mắt khép hờ tay trái đưa ngang ngực tay phải bấm quyết đem từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào đến linh quan tượng nặn thể nội duy trì lấy toàn bộ pháp trận vận chuyển cái này tám tên áo bảo sám đạo sĩ cả đám đều có chút cơ kỳ tu vi. Theo Liễu Chính nói, đây đã là phái Mao Sơn mạnh nhất tám tên đệ tử, một người trong đó, thậm chí chính là đương đại Mao Sơn chân quân. Vì tuyên minh tổ sư nguyên thần có thể thuận lợi cùng uy linh lão ma thoát ly, Mao Sơn chân quân cũng liền không lo được thân phận gì mặt mũi, cùng phổ thông Mao Sơn đệ tử, cùng đi khu động đại trận. Liễu Chính, Văn Thiên cùng Đàm Hiên ba người, khắp nơi mật thất một bên, giám thị trong trong ngoài ngoài tình huống, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện. Chân chính nhân vật chính tiêu phàm, thì là tại Linh Quan Phục Ma đại trận bên trong, thân hình trống rỗng lơ lửng, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt đoàn kia bóng đen, kim chói roi lôi điện, vẫn như cũ treo cao tại bóng đen phía trên, xoay chậm chậm, roi trên khuôn mặt, thỉnh thoảng có mảnh khảnh lôi hồ nhẹ nhàng chớp lên một cái, phát ra suy suy tiếng vang. Ở vào Linh Quan Phục Ma đại trận trung ương nhất, thì là đoàn kia bóng đen tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần thân thể. Dạng này như Lâm đại địch đối đãi hai cái suy yếu ngàn năm tàn hồn nguồn gốc từ tiêu phàm kiên trì. Cho tới bây giờ, hắn đối nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông cơ hồ là hoàn toàn không biết gì. Nhưng ở mặc tư bảo dưới mặt đất huyết hải diệt sát tên kia bạch tuộc quái thú, lại làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tên kia huyết hải chi linh huyễn hóa mà thành bạch tuộc quái thú, cũng chính là kim đan hậu kỳ tu vi, vẫn chưa tới nguyên anh cảnh giới. Liền đã như thế khó có thể đối phó, làm cho hắn cương ép kích phát lôi bằng biến thân mới may mắn diệt sát đi. Theo Thanh Dương Tổ Sư nói, Kim Đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chính là mấy tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc thấy là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đối thủ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là chỉ sức chiến đấu, đối cái khác thần thông lĩnh ngộ cùng vận dụng, cũng căn bản liền không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Nhìn Tuyên Minh Trần Quân sắc mặt, tựa hồ là có chút xem thường, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Tuyên Minh Trần Quân đã nhìn ra, vị này trẻ tuổi vô cực môn đương đại trưởng giáo nhìn qua văn tĩnh ung dung, thực chất bên trong đầu nhưng thật ra là một cái phi thường cố chấp người. Cái này cũng khó trách, trẻ tuổi như vậy liền có thể chấp trưởng vô cực môn, lại há có thể là nước chảy bèo trôi. Không có có chủ kiến hạng người, tiêu phàm tình nguyện hiện tại cẩn thận chút, cũng không muốn đối mặt nhất thời sơ xảy tạo thành đại phiền toái. Dưới mắt, cái này hai tên nguyên anh tu sĩ nguyên thần, đối với ngoại giới hết thảy, hoàn toàn làm như không thấy có tai như điếc, chính tại ngưng tụ tàn dư hồn lực, một chút xíu đem lẫn nhau nguyên thần từ đối phương thể nội rút sắp xuất hiện tới. Mặc dù là linh hồn thân thể, nhưng từ song phương sắc mặt bên trên liền có thể nhìn ra được, đây hết thải tiến hành phải gian nan vô so, hai người nguyên thần ngay tại chịu đựng lấy khó mà chịu được dày vào cùng thống khổ. Lúc trước chiến đấu, lẫn nhau đều nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, đem đối phương nguyên thần hoàn toàn thôn phệ. Thủ đoạn chỉ sợ không cay, chiêu số chỉ sợ không hung ác, hơn nghìn năm xuống tới, quả nhiên là dây dưa không rõ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Bây giờ lại muốn tách đi ra, nào có dễ dàng như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy một đoàn nồng đậm bóng đen, tại phục ma đại trận trung tâm chỗ không ngừng lăn lộn vặn vẹo. Hai cái khuôn mặt khi thì thoáng hiện, lộ ra thống khổ dày vò chi sắc. Tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, lại có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy kim quang cùng lục mang ở giữa xoắn suýt vô so dáng vẻ, cùng lẫn nhau ở giữa một chút xíu bóc ra tiến độ, thời gian chậm rãi trôi qua sáu canh giờ trôi qua linh quan phục ma đại trận vàng óng ánh màn sáng trở nên ảm đạm ba phân khu động kích phát đại trận tám tên mao sơn đệ tử từng cái mồ hôi đầm đìa sắc mặt tái nhợt rất rõ ràng pháp lực tiêu hao qua kịch đốt đúng lúc này tiêu phàm hét lớn một tiếng tám tên mao sơn đệ tử đồng thời thân thể chấn động Kim lòng không đặng nhắc lên pháp lực tám đạo mạnh mẽ pháp quyết đánh vào trước người linh quan tượng nặn bên trong nguyên bản ảm đạm ba phân màn sáng lần nữa trở nên vàng óng ánh lóa mắt sinh huy tiêu phàm tay phải năm ngón tay luân chuyển từng đạo màu bạc trắng tinh xảo hồ quang điện kích xạ tiến vào tại bóng đen trên không xoay trầm chậm, chậm roi lôi điện bên trong nguyên bản yên lặng roi lôi điện bỗng nhiên lắc một cái từng đạo kim sắc hồ quang điện bỗng nhiên tại roi trên thân lấp lánh rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đạo thô to kim sắc hồ quang điện mãnh kích mà xuống hung hăng đánh vào không ngừng lăn lộn bóng đen phía trên một tiếng hết thảm cùng kêu đau một tiếng đồng thời vang lên tiêu phàm hai mắt lục mang lập lòe chỉ thấy kim sắc hồ quang điện chuẩn xác vô cùng đánh chúng kim quang cùng lục mang sen lẫn chỗ nguyên bản xoắn suýt cùng một chỗ làm sao đều không thể tách rời kim quang cùng lục mang tại kim sắc hồ quang điện oanh kích phía dưới hóa thành điểm điểm hắc vụ như vậy chôn vùi tuyên minh tổ sư cùng uy linh lão ma gương mặt đồng thời vặn vẹo biến hình tựa hồ kinh lịch khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, hai người nguyên thần khí tức, đồng loạt yếu mấy phân. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói, tuyên minh chân quân khí tức, giống như sau uy linh lão ma muốn hơi tốt một chút. Dù sao roi lôi điện là hắn bản mệnh pháp bảo, hồ quang điện oanh kích phía dưới, đối uy linh lão ma tổn thương càng nặng mấy phân. Bất quá cái này roi lôi điện là từ tiêu phàm thể nội lôi bằng chi lực dẫn phát, trong đó mang theo 10 điểm nồng đậm yêu linh chi khí, đối tuyên minh chân quân tổn thương nhưng cũng không tiểu qua đi tới một khắc đồng hồ, tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân linh thân mới xem như thông thả lại sức. Nguyên thần thân thể, trực tiếp chịu đựng lôi điện oanh kích, cũng muốn hai tên nguyên anh tu sĩ mới dám làm như vậy, đổi một người, chỉ sợ sớm đã tại lôi điện uy năng phía dưới, linh hồn hôi phi yên diệt. Tiêu tiểu hiểu, hay lắm, quả nhiên không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, nắm bắt thời cơ phải vừa vặn, cường độ cũng nắm chắc phải vừa đúng. Nếu là mạnh hơn chút nữa, chúng ta hai cái lão ra hỏa, sợ sẽ hồn phi phách tán. Chốc lát, trong bóng đen vang lên tuyên minh chân quân cởi mở tiếng cười, mặc dù có chút trung khí không đủ, nghe vào cũng rất là vui vẻ. Lần này, uy linh thượng nhân thật không có cùng hắn đấu võ mồm, cũng mở miệng khen, không sai, tiêu chân nhân thời cơ này cùng cường độ đều nắm chắc rất khá, không phải chúng ta thật đúng là sẽ ăn nhiều không ít đau khổ. Tiêu phàm cười cười, nói, hai vị tiền bối quá khen, vận khí mà thôi. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, chỉ thấy bóng người màu vàng óng cùng bóng người màu xanh lục phần eo đã tách ra, chỉ có dưới bụng còn dính vào nhau. Hai cái bắp đùi, một nửa kim chói, một nửa lục mang doanh doanh, dây dưa tình hình, so sánh phần eo còn muốn phức tạp. Nếu như trước mắt không phải nguyên thần thân thể mà là hai cái người sống sờ sờ lời nói, Tiêu phàm vị này đại phu, chỉ sợ cũng muốn đối bọn hắn áp dụng đoạn giải phẫu. Bất quá nguyên thần thân thể lại không thể đơn giản như vậy thô bạo chỗ đưa. Nếu thật là lại triệt để mất đi cái này một bộ phân nguyên thần tinh khí. Đối nguyên bản liền vô cùng suy yếu, hai người đều là một cái hủy diệt tính đả kích. Uy linh lão ma đã lâu không đi quản hắn, Tuyên Minh chân quân có hay không còn có thể thuận lợi thi triển kia mượn xác hoàn hồn bí thuật, coi như rất khó nói. Hai vị tiền bối, hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta đợi chút nữa lại tiếp tục." Tiêu Phàm trầm giọng nói, "Chẳng những Tuyên Minh chân quân cùng Uy linh thượng nhân cần khôi phục nguyên khí, tám tên khu động đại trận mao sơn đệ tử pháp lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng được tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân đối này tự nhiên hào không ý kiến riêng phần mình nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian chậm rãi trôi qua lại là sáu canh giờ trôi qua đồng dạng một màn lần nữa tại linh quan phục mà đại trận bên trong xuất hiện roi lôi điện phát huy vàng óng ánh hổ quang điện hung hăng đánh chúng nó dưới đoàn kia bóng đen lần này ngay cả tuyên minh chân quân cũng nhịn không được kêu to một tiếng tràn đầy thống khổ chi ý như thế một khắc không ngừng vận công thi pháp đem nguyên thần thân thể từ đối phương thể nội một chút xíu rút ra muốn hao phí hồn lực thực tế không ít hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên thần cũng đã không chống chịu được thậm chí đoàn kia bóng đen đều so sánh lúc trước muốn mỏng manh rất nhiều lại không có như thế đậm đặc xếp bằng ở phục ma đại trận ngoại vi tám tên mao sơn đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy toàn thân đại hãn đem đạo bào màu xám đều ướt đẫm. Trong đó hai vị công lực nhất cạn, vừa vừa bước vào chút cơ kỳ chưa lâu, ngay cả cảnh giới cũng không kịp củng cố đạo sĩ, thân thể khẽ run lên, trên gương mặt hiện ra hai đoàn rất không bình thường đỏ ửng, rõ ràng là pháp lực tiêu hao qua kịch tình hình, lại kiên trì, chỉ sợ sẽ rơi xuống một cảnh giới, một lần nữa đánh về luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Liễu chính sắc mặt nghiêm trọng vô so, nhìn cách đó không xa khoanh chân ngồi tính tọa đàm hiên một chút, trầm giọng nói đàm sư muội chúng ta đi thay bọn hắn một hồi đi để hai vị này sư điệt nghỉ ngơi một chút thở một ngụm không được đàm hiên chưa mở miệng tiêu phàm lập tức liền bác bỏ các ngươi ba vị nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn mới tốt ứng đối liễu chính lo lắng nhìn thoáng qua hai vị kia sắc mặt lại biến trở về trắng bệch sư điệt nói tiêu chân nhân tiếp tục như vậy bọn hắn sợ rằng sẽ không kiên trì nổi Tuyên Minh chân Quân cười khổ nói, không phải nhưng bọn hắn, chúng ta hai cái lão gia hỏa đều nhanh gánh không được. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, ống tay áo một dương, một cái bình ngọc màu trắng bắn ra, xuyên thấu qua linh quan phục ma đại trận lồng ánh sáng màu vàng, hướng Liễu Chính bay đi. Liễu Chính ngay cả vội vươn tay bắt lấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Phàm nói, Liễu chân Nhân, trong này là tám khỏa hoàng nguyên đan, ngươi cho mấy tên đạo hữu mỗi người một viên, có thể giúp bọn hắn khôi phục nguyên khí, Liễu Chính nghe xong, lập tức nhổ bình ngọc nút gỗ, từ đó đổ ra một viên đậu Hà Lan lớn nhỏ màu vàng dược hoàn, lập tức mùi thuốc sông vào mũi, linh lực bốn phía, hoàn toàn không phải phổ thông đan dược có thể so sánh, dược lực tinh thuần vô so. Liễu Chính lập tức liền có thể kết luận, cái này hoàng nguyên đan chủ dược, coi như không phải ngàn năm linh dược, cũng ít nhất có bảy tám một trăm năm dược tính. Đủ để thấy đan dược này chân quý, bây giờ tiêu phàm không chút do dự liền lấy ra đến tám khỏa thật đúng là là đại thủ bút. Cái này lòng dạ, khó lường. Lập tức liễu chính lập tức đem tám khỏa hoàng nguyên đan phân cho tám tên sư điệt. Mao Sơn các đệ tử nghe thấy tới cái này xông vào mũi mùi thuốc, lập tức liền mừng rỡ, lập tức nuốt vào, vận công luyện hóa dược lực. Sau một lát, liền từng cái sắc mặt phiếm hồng, nguyên khí khôi phục gần một nửa nhiều. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay lại xuất hiện một trụ dài ước chừng năm tấc màu đỏ hương dây, tán phát ra trận trận nhàn nhạt gỗ đàn hương khí tức tiêu phàm tay trái cầm hương tay phải bắn ra ánh lửa hiện lên hương dây bị nhen lửa lập tức một cỗ kỳ lạ mùi thơm liền tại lồng ánh sáng phía dưới tràn ra dưỡng hồn hương sau một khắc màn sáng bên trong liền vang lên tuyên minh chân quân vừa mừng vừa sợ tiếng kêu hiển nhiên không tưởng được uy linh thượng nhân thật dài hít một hơi cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên đúng là dưỡng hồn hương đồng thời cái này hồn hương mộc dược hiệu chỉ ít tại đã ngoài ngàn năm tiêu chân nhân như thế chân quý bảo bối, người nơi nào tìm tới. Ngàn năm linh thảo luyện thành linh dược, đối với thời kỳ toàn thịnh tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân mà nói, cũng không coi là bao nhiêu chân quý lạ thường bảo vật, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có dùng đến hai ba ngàn năm dược tính linh thảo linh dược. Nhưng dưới mắt hồn lực lớn mất, linh thân bất ổn, bỗng nhiên có dạng này ngàn năm dược tính dưỡng hồn hương xuất hiện, đối với bọn hắn đâu chỉ là ngày tuyết tặng than, thực tế là quá kịp thời. Cái này dưỡng hồn hương sau khi đốt, có an hồn định phách kỳ hiệu, tẩm bổ hồn phách, xúc dưỡng hồn lực, là thượng giai chi tuyển. Vốn là Tiêu Phàm vì chính mình luyện chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Phàm hiện tại là trong kim đan kỳ tu vi, dùng ngàn năm hồn hương mộc phiến lá đến luyện chế dưỡng hồn hương, dược lực không tính quá gấp cũng không tính quá chậm, phù hợp. Ai biết mình chưa dùng tới, ngược lại trước tiện nghi hai cái ngàn năm lão quái vật. May mà tại linh dược vườn bên trong, có một gốc cành lá rậm rạp ngàn năm dưỡng hồn mộc phiến lá còn nhiều, nguyên liệu sung túc, chỉ phải hao phí một chút thời gian, liền có thể luyện chế ra một đống lớn dưỡng hồn hương ra. Tiêu phàm mỉm cười nói, đã dưỡng hồn hương hữu hiệu, hai vị tiền bối liền mời nắm chặt thời gian đi. Tuyên minh chân quân cùng uy linh lão ma lập tức tỉnh ngộ, cũng không lo được lại cùng tiêu phàm khách khí, đồng loạt hấp thụ dưỡng hồn hương dược lực, bắt đầu vội vã khôi phục tổn thất nặng nề linh thân tinh khí. Chương 688, Sarutobi Y Sương Đêm, ánh trăng thanh lãnh, linh quan điện bên trong, kim chói, tầng tiếp theo linh quan phục ma đại trận, vận chuyển tới cực hạn. Kia cỗ khổng lồ khí tức, lại cũng khó có thể che giấu, bay thẳng vân tiêu, bốn phía thiên địa nguyên khí, mãnh liệt lăn lộn, quấy làm một đoàn, khí thế kinh người. Nguyên bản khoanh chân ngồi tính tọa liễu chính văn thiên đàm hiên đám ba người, sớm đã đứng dậy, ánh mắt nhấp nháy nhìn qua lồng ánh sáng bên trong. Quang trận trung tâm, tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần, đã đến tách rời tối hậu quan đầu. Nguyên bản đen ngòm hắc khí, chia làm hai bộ phân, khỏi phải thiên nhãn thần thông cũng có thể thấy rõ ràng, hai người phần eo trở lên linh thân, đã hoàn toàn tách ra, chỉ có hai cái đùi hay là dính vào nhau. Trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cùng dưỡng hồn hương kỳ hiệu, tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân nhìn qua đều thần thái sáng láng, tinh khí rồi rào. Ngược lại là trên bệ đá không tiêu phàm sắc mặt, hơi có vẻ tái nhợt. Tại quá khứ trong 12 thời thần, Tiêu Phàm liên tiếp hai lần toàn lực thôi động thể nội lôi điện chi lực, mặc dù pháp lực tiêu hao chưa nói tới nhiều nghiêm trọng, nguyên bản bị áp chế xuống ngân dược lôi bằng bạo ngược chi khí, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ngân dược lôi bằng là phong lôi song thuộc tính trời sinh thánh linh, Tiêu Phàm luyện hóa nó tổn hại nội đan, nắm giữ triệu lôi thuật ra mao, bình thường trình độ bên trên triệu lôi thuật sử dụng, tự nhiên không đến mức kích phát lôi bằng bạo ngược. Nhưng mà liên tiếp không ngừng mà toàn lực ứng phó thôi động lôi điện chi lực, đó chính là hai việc khác nhau. Tiêu Phàm vận chuyển Hạo Nhiên chính khí, đem ngò ngèo muốn động bạo ngược chi khí, miễn đè nén xuống, vận khởi Thiên Nhãn thần thông, hết sức chăm chú tiếp cận Tuyên Minh Chân Quân cùng Uy Linh thượng nhân linh thân. "Lão ma đầu, chuẩn bị xong chưa?" Tuyên Minh Chân Quân nhìn đối diện Uy Linh thượng nhân một chút, cười hỏi. Uy Linh thượng nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn, lại ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở trên không Tiêu Phàm, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Tiêu chân nhân, cái này một kích cuối cùng, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Uy Linh Tiền Bối, ngươi là không tin tại hạ, vẫn là chưa tin vô cực môn, hoặc là không tin Tuyên Minh Tiền Bối." Uy Linh thượng nhân không khỏi có chút ngượng ngùng, hiển nhiên chỉ kém một kích cuối cùng, hai người nguyên thần liền có thể tách ra, cái này lão ma trong lòng lại có chút không nỡ. Vạn nhất Tiêu Phàm bội ước, béo nhờ nuốt lời, hắn coi như phiền phức lớn, lấy hắn hiện tại cái dạng này, nguyên thần chi lực đại suy giảm, tiêu phàm như muốn xuất thủ đối phó hắn hắn nhưng là nửa điểm kháng cự chi lực đều không có tuyên minh chân quân có chút khinh thường nói lão ma đầu người có cái gì tốt sợ hãi chẳng lẽ ta tuyên minh sẽ là loại kia tự hủy lời hứa người a à? vô cực môn giáo quy giáo nghĩa như thế nào người cũng không phải không biết năm đó thái hưng chân nhân vì liên minh chính đạo tu sĩ có thể tự mình xuất vô cực môn người đoạn hậu dạng này phẩm cách người có cái gì không tin được uy linh thượng nhân ngượng vừa cười vừa nói hai vị hiểu lầm ta không có hoài nghi chi ý bớt nói nhiều lời hiện tại canh giờ cũng kém không nhiều chúng ta bắt đầu đi tốt vậy thì bắt đầu lập tức hai người đồng thời ngậm miệng lại vận chuyển hồn lực bắt đầu tiến hành sau cùng tách rời tiêu phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên mười ngón ở giữa hồ quang điện ẩn ẩn lấp lóe không thôi vận sức chờ phát động hắn vô cùng rõ ràng cuối cùng này tách rời cũng cần gấp nhất một khi tách rời thất bại, hai người hồn lực tiêu hao qua kịch, trong thời gian ngắn là rất khó lại tiến hành lần thứ hai tách rời, thậm chí có rất lớn khả năng cũng không còn cách nào tách ra. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, nguyên thần tách rời, dần dần đến gần gấp nhất trước mắt. liền ở thời điểm này, văn thiên cùng liễu chính sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, ngay sau đó, đàm hiên song nghi cũng dương lên, một cỗ khí tức cường đại, đang đông bắc phương hướng, nhanh chóng hướng bên này tới gần lồng ánh sáng bên trong, ngay tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên nguyên thần tách rời tiêu phàm, xương cung mày cũng nhẹ nhàng vén bỗng nhúc nhích. Tu vi của hắn ở Sa Văn Thiên bọn người phía trên, cứ việc có linh quan phục ma đại trận che đậy, cũng vẫn là ngay lập tức cảm ứng được cái này cỗ khí tức cường đại. Thậm chí ngay cả tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân đều cảm ứng được. Uy linh thượng nhân lấy làm kinh hãi, nhịn không được nói, tình hình có chút không đúng, tựa hồ có người tới. Giống như khí tức không kém lấy hắn nguyên anh tu sĩ thần thông, đều nói người tới khí thức không yếu, nhưng thấy người này thực tế không phải dễ sông chung, lại không biết là bạn là địch. Liễu chính lập tức hướng về lồng ánh sáng bên trong thoảng qua khẽ không người, cao giọng nói, tổ sư, đệ tử đi ra xem một chút. Tuyên Minh chân Quân nói, người tới tu vi tại người phía trên, phụ phải cẩn thận để ý, tuyệt đối không được chọc giận hắn. Đệ tử hiểu được, Văn Thiên nói, Liễu chân Nhân, ta cùng đi với người xem một chút đi. Tốt, làm phiền văn sư huynh, sứt lời, hai người cùng nhau ra linh quan điện, liễu chính ống tay áo đồng giạc, một kiện ngọc như ý nổi lên, liễu chính thân thể nhẹ nhàng đứng lên trên, như ý chậm rãi bay về phía không trung, thi triển ngự khí chi thuật. Văn thiên mỉm cười, cũng không thấy hắn tế ra cái gì pháp khí, thân thể không gió mà bay, phiêu nhiên nhi khởi, cùng liễu chính sóng vai mà đi, lại là ngự phong chi thuật. Tiêu phàm lĩnh ngộ được phong độn thuật về sau, đem truyền thụ cho trong môn sư huynh để cùng các đệ tử mặc dù văn thiên không có luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan đối gió độn thuật lĩnh mộ tự nhiên không bằng tiêu phàm vào sâu như vậy nhưng ngự phong phi hành lại khó không được hắn hai người vừa mới bay đến giữa không trung chỉ thấy đông bắc phương hướng dưới bầu trời đêm một đạo hắc ảnh hướng về bên này kích xạ mà đến tốc độ bay cực nhanh văn thiên thầm giật mình khác tạm thời bất luận vẻn vẹn cái này phi độn tốc độ tựa hồ liền không tại tiêu phàm phía dưới chẳng lẽ người tới tu vi cùng tiêu phàm tại sàn sàn với nhau. Quả thật như thế, quả nhiên là cái kình địch, hắn cùng liễu chính liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối kháng được. Đương nhiên, đến không nhất định là địch nhân, chỉ là thời đại mạt Pháp này, tu chân chi sĩ thực tế là hiếm thấy hiếm có, ngược lại là theo trung thổ thế giới tài nguyên tu luyện khôi phục, một chút ngủ say nhiều năm bên trên của tu sĩ cùng yêu ma, lần lượt thức tỉnh. Bên này thì Pháp chính đến quan trọng trước mắt, mạnh nhất tiêu phàm không thể tự ý rời hai người liền phá lệ khẩn trương. Màu đen độn quang chớp mắt là tới, lại là một tên toàn thân áo đen nam tử, trên đầu mang theo một đỉnh nón lá vành trúc, ép tới trầm thấp, thấy không rõ lắm tướng mạo, bên hông cắm một dài một ngắn hai thanh màu đen yêu đao, hai tay ôm ngực, dưới chân một đôi màu trắng bít tất, một đôi guốc gỗ, vậy mà là đông đảo võ sĩ trang đóng vai. Nam tử áo đen nhìn thấy Văn Thiên cùng Liễu Chính hai người, tại hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại độn quang, thoảng qua ngẩng đầu lên, chính là một tên ngoài 50 tuổi tráng niên nam tử, ánh mắt âm lãnh, một cỗ mốc mèo khí tức đập vào mặt, khiến người mười điểm hoài nghi số tuổi thật sự của hắn. Văn Thiên cùng Liễu Chính song song nhô ra thần niệm, quét xuống một cái, lập tức giật nảy cả mình. Người này khí tức, vậy mà so Tiêu Phàm còn cường đại hơn, ẩn ẩn đã là trong Kim Đan kỳ đỉnh phong tu vi. Hai người cùng cái này đông đảo võ sĩ si ở giữa, tranh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Tại tu chân giới, kém như vậy cách cơ hồ là hoàn toàn không cách nào dựa vào bất luận cái gì bảo vật đến nghịch chuyển. Chỉ là cái này ngay miệng, làm sao lại có một tên cường đại như thế đông đảo người tu luyện bỗng nhiên đi tới Mao Sơn. Hắn là đi ngang qua hay là chuyên hướng về phía thanh hư quan mà đến. Liễu chính không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngay cả vội vàng hai tay ôm quyền, đối tên này đông đảo tu sĩ áo đen thi cái lễ, kính cẩn nói tại hạ Mao Sơn Liễu chính, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Văn Thiên cũng hai tay liền ôm quyền, nói tại hạ hoàng hải văn thiên, xin ra mắt tiền bối. Người này niên kỷ, nhìn qua chỉ có chừng 50 tuổi. Nhưng người tu chân tuổi tác lớn nhỏ, quyết không thể nhìn tướng mạo. Trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, coi như thiên phú lại kiệt xuất, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải tu luyện hơn 100 năm. Cái này đông đảo tu sĩ si áo đen số tuổi thật sự, tuyệt đối so văn thiên muốn năm lớn lên nhiều. Giống tiêu phàm như thế 30 tuổi liền ngưng kết kim đan hơn một năm thời gian lại bước vào trong kim đan kỳ tình hình, trăm phần trăm là trường hợp đặc biệt, mười ngàn có một. Nếu như không có lôi bằng nội đan tăng thêm, không có tại mặc tư bảo ăn vào huyết đan, không có linh dược vườn ngàn năm linh dược, tiêu phàm chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, lại càng không cần phải nói bước vào kim đan cảnh giới. Nghe Văn Thiên lấy Hoàng Hải Văn Thiên tự xưng, liếu chính ở trong lòng thoảng qua sững sờ, trên mặt tự nhiên nửa điểm cũng không mang ra tới. Văn Thiên không có báo ra vô cực môn, nhưng thật ra là một loại trực giác, để hắn cảm ứng được cái này đông đảo tu sĩ trên thân mang theo đối địch chi ý. Cứ việc Văn Thiên tạm thời chưa đặt chân kim đan kỳ, nhưng lĩnh ngộ được thiên nhân tướng tầng thứ nhất một chút cảnh giới về sau, trực giác nhạy cảm độ gia tăng thật lớn. Thiên nhân tướng tướng tận thiên hạ vạn vật, đối nguy hiểm cảm giác, vốn cũng không phải là môn phái khác tu sĩ có thể so sánh. Bỉ nhân Sarutobi y xương, tu sĩ áo đèn ánh mắt lạnh lẽo, tại liếu chính cùng Văn Thiên trên mặt chợt lóe lên, chậm rãi nói thanh âm như là kim loại ma sát khiến người nghe vào trong tai cảm thấy cực độ không thoải mái nguyên lai like là Sarutobi tiền bối Liễu Chính không dám thất lễ lại là ôm quyền chắp tay ngữ khí càng thêm kính cẩn ngươi là phái Mao Sơn đương đại chân quân a Sarutobi sương ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Liễu Chính trầm giọng hỏi nghe vào đối Mao Sơn truyền thừa còn biết sơ lược không dám đương đại Mao Sơn chân quân là tại hạ sư điệt xin hỏi Sarutobi tiền bối. Sư Điệt, hắc hắc, tu vi của ngươi đã thấp như vậy dưới, đương đại Mao Sơn chân quân thế mà còn là ngươi Sư Điệt. Nói như vậy, các ngươi phái Mao Sơn cũng đã hoàn toàn xuống dốc sao. Không đợi liếu chính lời nói nói xong, Sarutobi y sương đã không chút khách khí đánh gãy hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý. Liếu chính không khỏi âm thầm kinh hãi, nghe giọng điệu này, người này hẳn là lại là một cái vừa mới thức tỉnh không bao lâu ngàn năm lão quái vật khó trách vừa khẽ dựa gần, kia cỗ mốc mèo khí tức liền đập vào mặt, cùng hắn đoạn thời gian trước dưới đất chợ quỷ nhìn thấy những cái kia lão yêu ma khí hơi thở giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, cái này Sarutobi y xương tựa hồ đối với phái Mao Sơn 10 điểm căm thù. Xin hỏi tiền bối, là đông đảo lưu phái nào cao nhân? Đến đây Mao Sơn, có gì chỉ giáo? Đối mặt với dạng này một cái cực kỳ cường hãn cao thủ, cứ việc đối phương trong giọng nói, đối phái Mao Sơn có chút miệt thị, Liễu Chính cũng chỉ đành trang làm cái gì cũng không biết, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ứng đối, tránh chọc giận hắn. Sarutobi Sương đối Liếu Chính lời này không thèm để ý, quay đầu tiếp cận Văn Thiên, lạnh như băng hỏi, "Ngươi là vô cực môn truyền nhân a?" Văn Thiên ưỡn ngực một cái, cao giọng nói, "Đúng vậy." Đã người ta đều mở miệng hỏi, Văn Thiên tự nhiên lại không có giấu giếm đạo lý. Nhà Tây, Sarutobi Sương cười lạnh một tiếng, đưa tay đặt tại chuôi đao phía trên, oanh một tiếng. Một cỗ nghiêm nghị khí thế đập vào mặt. Chương 689, Yêu Đao Tông. Văn Thiên cùng Liễu Chính giật nảy cả mình, Văn Thiên không cần suy nghĩ, phi thân hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối phương mặc dù là tu sĩ, nhưng như thế trang phục, nhưng cũng có thể nhìn ra được, tựa hồ còn luyện tập có đông đảo đao thuật cùng nhẫn thuật. Hai loại đông đảo truyền thừa ngàn năm võ kỹ, nếu như từ kim đan kỳ tu sĩ thi triển đi ra, không biết ra sao chờ đáng sợ. Văn Thiên tin tưởng, hơn 10 trượng khoảng cách, lấy Sarutobi y xương vừa rồi thể hiện ra cái chủng loại kia khủng bố tốc độ bay, tuyệt đối là chớp mắt liền tới, nếu là hắn động tác hơi chậm một chút, đừng bảo là sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ cũng sẽ không có. Liễu Chính cũng lập tức đem linh lực rót vào túc hạ ngọc như ý bên trong, chậm chậm lui về phía sau, trầm giọng nói, Sarutobi tiền bối, văn sư huynh là ta phái Mao Sơn khách nhân. Người tại phái Mao Sơn căn bản trọng địa tùy ý làm bậy cần phải hiểu rõ hậu quả. Phái Mao Sơn, hắc hắc, dưới mắt phái Mao Sơn, người chỉ sợ sẽ là sớm đã cao nhất tu sĩ đi. Ta coi như đem phái Mao Sơn nhất cử hủy diệt, cũng không cần tốn nhiều sức. Sarutobi y sương cười lạnh liên tục, rất khinh thường nói. Thật sao, các hạ khẩu khí thật lớn, đông đảo yêu đao tông lúc nào trở nên cuồng ngạo như vậy rồi. Đúng lúc này, một cỗ lăng lệ vạn phần khí thế bỗng nhiên từ thanh hư quan phóng lên tận trời, bay thẳng vân tiêu chính là tuyên minh chân quân thanh âm, nguyên anh kỳ tu sĩ. Mới vừa rồi còn ngạo nghễ vô so Sarutobi y xương quát to một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắc hắc, tiểu bối, Hattori giới xử trí là người thế nào của ngươi? Hủy diệt phái Mao Sơn, uổng cho ngươi cũng dám dạng này rõng rạc. Cùng lúc đó, lại một cỗ khí thế bén nhọn từ thanh hư quan bên trong truyền ra, lại là uy linh thượng nhân, nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp, không có chút nào che giấu, tất cả đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiền bối nhận biết ra sư, Sarutobi y xương tựa hồ bắt lấy cứu mệnh đạo thảo, vội vàng ôm quyền nói. Hừ, bản tọa lúc trước tung hoành trung thổ thế giới thời điểm, người tiểu bối này còn không biết ở nơi nào nữa. Xem ở Hattori giới xử trí lão già kia trên mặt, lần này liền tha cho ngươi một lần. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ chờ lấy bản tọa đưa ngươi nhìn xương thành cho không thành. Uy linh thượng nhân càng thêm nắm, mà đạo nguyên anh tu sĩ khí tức càng là hoàn toàn phóng xuất ra. Đúng đúng, không biết hai vị tiền bối ở đây, quấy rầy hai vị tiền bối thanh tu, vãn bối lúc này đi, hai vị tiền bối thứ tội. Sarutobi y xương như được lớn hách, miệng bên trong niệm niệm lại nhảy, dưới chân cuồng phong cùng một chỗ, lập tức liền hướng về lai lịch bay trốn đi, trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong trời đêm. Liễu chính cùng văn thiên liếc nhau, đều đều hãi nhiên, may mắn quan trọng trước mắt hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ khi thế dọa chạy cái này bỗng nhiên xuất hiện đông đảo tu sĩ không phải hai người bọn họ vô luận như thế nào đều là ngăn cản không nổi đương nhiên nếu là biết hợp tiêu phàm cùng một chỗ cũng tịnh không e ngại sarutobi y xương tên này trong kim đan kỳ đỉnh phong đông đảo người mấu chốt cái này ngay miệng tiêu phàm căn bản là không thể phân thân nếu không liền muốn phí công nhọc sức mắt thấy sarutobi y xương trốn xa mà đi hai người lúc này mới phi thân mà hạ mới vừa tới đến dưới đất một tầng liền thấy lồng ánh sáng màu vàng bên trong tiếng sấm rền rĩ tiêu phàm mười ngón duỗi ra đem ngân bạch hồ quang điện liên tục không ngừng rót vào roi lôi điện bên trong roi lôi điện bên trên từng đạo kim sắc hồ quang điện không ngừng lấp lánh roi thân càng là kim quang nóng lánh lóa mắt sinh huy kia cố cuồng bạo lôi điện chi lực ngay cả linh quan phục ma đại trận đều che đậy không ngừng roi lôi điện phía dưới tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân linh thân không chấp mắt gắt gao tiếp cận kia lôi quang lấp lóe kim roi, tuyên minh chân quân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, uy linh thượng nhân thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi tên kia gọi Sarutobi y xương đông đảo tu sĩ bỗng nhiên đến đây làm dối, vừa vặn hai người nguyên thần tách rời đến thời khắc mấu chốt, nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào kích phát ra tới. Hình thành nguyên anh tu sĩ loại kia không cùng luân sau uy áp khí thế, may mắn thế nào đem kia đông đảo người dọa đến chạy trôi chết. Phải nói, Sarutobi xương nội tâm cũng sẽ không hoàn toàn không có nửa phân lo nghĩ, chỉ là tại hai tên nguyên anh tu sĩ uy áp phía dưới, hắn một tên trong kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối để không nổi lá gan lớn như vậy, dưới đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành. Vạn nhất thật sự có hai tên nguyên anh tu sĩ tại, hắn làm như vậy liền thuần túy là tìm chết rồi. Nguyên bản hắn cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây êm đẹp, tại sao phải tự sát? Coi như phía dưới nguyên anh tu sĩ là giả trang, với hắn cũng không có cái gì tổn thất vì lòng hiếu kỳ đi tìm chết thực tế không có lời tật sắc mặt tái nhật tiêu phàm quát to một tiếng chứa đầy lôi điện chi lực kim Rồi bỗng nhiên run lên một đạo thô hơn cánh tay kim sắc hồ quang biệt bắn ra vào đầu đánh mạnh mà hạ a à huy linh thượng nhân hét thảm một tiếng phía dưới bóng đen bỗng nhiên quay cuồng lên tựa như đun sôi nước sôi cuồn cuộn kịch liệt vô so oanh linh quan phục ma đại trận lồng ánh sáng màu vàng tránh mấy lần liền là bạo liệt mà ra vỡ vụn thành từng mảnh biến thành điểm điểm kim quang, tiêu tán thành vô hình. Tám tên Mao Sơn đệ tử, đồng thời phốc phun ra một ngụm máu tươi, lập tức khô tàn trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệch, uể oải không chịu nổi, phảng phất toàn thân pháp lực đều đều đã hao hết. Trong lúc nhất thời, Liễu Chính Văn Thiên Đàm Hiên bọn người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóa mắt, vàng óng một mảnh, rốt cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thu, kim sáng lóng lánh bên trong, lại nghe được Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng đen nhánh tụ hồn bát đằng không mà lên, trong hư không không ngừng xoay tròn, bát miệng một cái khoảng ba thước vòng xoáy hiển hiện ra, một trận quay tròn chuyển động, trong chốc lát, liền đem không trung tràn ngập hắc vụ, đều đều thu vào. Tiêu phàm tay nâng tụ hồn bát, phiêu nhiên mà xuống, đứng tại liễu chính văn thiên đàm hiên bọn người trước mặt. Thẳng đến lúc này, linh quan phục ma đại trận bên trong kim quang hắc khí, mới xem như tiêu trừ sạch sẽ, cả gian mật thất trở nên yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chốc lát, liếu chính bốn phía dò xét thêm vài lần mới trần chờ hỏi tiêu chân nhân thành công rồi sao tiêu phàm mỉm cười gật đầu nói may mắn không làm nhục mệnh bây giờ hai vị tiền bối hồn lực tiêu hao qua kịch ngay tại tụ hồn bát bên trong nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức nguyên bản càn khôn đỉnh cũng có an hồn hiệu quả bất quá từ khi xác định càn khôn đỉnh là chân chính không gian loại bảo vật về sau tiêu phàm dưới tình huống bình thường liền không thế nào lấy ra gặp người vạn nhất bị một chút ngàn năm lão yêu nhận ra, không khỏi làm cho lên rất nhiều phiền phức. Liễu chính lập tức thật dài thở một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, nói nhiều tạ tiêu chân nhân. Liễu chân nhân không cần phải khách khí. Sau một lát, tiêu phàm liễu chính văn thiên đàm hiên bốn người đã đi tới dưới mặt đất tầng 2, tiêu phàm đem tụ hồn bát đưa vào ngũ hành âm dương trưởng xuân trận bên trong, lại đốt lên một điếu dưỡng hồn hương, lấy âm dương linh nhãn cùng hồn hương mộc chi lực, tẩm bổ tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần. Cưỡng ép tách rời, liên tiếp nhận nhiều lần xét đánh, dù coi như là nguyên anh tu sĩ nguyên thần vững chắc vô so, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Không tính dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, vô luận như thế nào đều thi triển không được hoàn hồn thuật. Xong xuôi những việc này, tiêu phàm mới nhẹ nhàng thở phào một cái, thần tình trên mặt trở nên 10 điểm nhẹ nhóm, ngay tại trường xuân trận bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù không phải tại trường xuân trận bên trong, nhưng nơi đây là phương viên trong vòng mấy trăm dặm tốt nhất Long Huyệt Linh Nhãn, linh khí sung túc vô so, ở đây nghỉ ngơi, hiệu quả tốt vô cùng, nhưng so tại địa phương khác đả tỏa còn mạnh hơn nhiều. Liễu chính bọn người ai cũng không dám quấy rầy hắn, cũng từng cái khoanh chân vận khí. Thổ nạp điều tức, mật thất bên trong yên tĩnh, trong bất trí bất giác, mấy cái canh giờ trôi qua, tiêu phàm mới từ từ mở mắt. Hắn cái này vừa thu lại công, liễu chính mấy người cũng lập tức mở hai mắt ra, nhìn qua hắn chờ hắn chỉ thị thành công tách rời tuyên minh chân quân cùng uy linh thượng nhân linh thân vẫn chỉ là bước đầu tiên tiếp xuống hoàn hồn thuật vẫn cần muốn tiêu phàm chủ trì đại cục tiêu phàm lại hỏi cái kia đông đảo tu sĩ sarutobi y xương tình huống sư huynh liễu chân nhân cái kia đông đảo người là chuyện gì xảy ra sắc mặt nghiêm túc tựa hồ đối với này có chút quan tâm liễu chính cùng văn thiên liếc nhau nói cái này đông đảo người ta cũng không biết hắn là từ đâu mà tới. Có thể là đi ngang qua nơi đây, bất quá người này tu vi cực cao, không tại tiêu chân nhân phía dưới, cũng đến trong kim đan kỳ cảnh giới, còn giống như là trong kim đan kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Văn thiên mày trắng nhíu chặt, nói ta cảm giác được cái này Sarutobi y xương, đối với chúng ta vô cực môn 10 điểm căm thù. Vừa nghe nói ta là vô cực môn người, lập tức liền lộ ra rõ ràng định ý. Chuẩn bị động thủ, mà lại, trên người hắn mang theo 10 điểm nồng đậm mốc mèo khí tức, hẳn là ngủ say thật lâu, mới vừa vặn tỉnh lại. Lúc này, tụ hồn bát bên trong truyền đến tuyên minh chân quân lời nói, cái này đông đảo tiểu bối, tự xưng là yêu đao tông Hattori giới xử trí đệ tử, thật nếu là như vậy, kia phân tích của ngươi liền rất chính xác, hắn đúng là ngủ say thật lâu người. Trải qua mấy canh giờ điều dưỡng, tuyên minh chân quân cũng thoảng qua khôi phục một chút nguyên khí, chỉ là thanh âm nghe vào vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Tiêu phàm bận biểu tức hỏi, tiền bối, yêu đao tông cùng Hattori giới xử trí, là thế nào cái tình huống? Ha ha, yêu đao tông là đông đảo lớn nhất tu chân lưu phái, cái này lưu phái tu sĩ, đều cực kỳ am hiểu đao thuật, còn có ẩn nạc thuật cũng phi thường lành nghề. Đông đảo phàm nhân đao thuật cùng cái gọi là nhẫn thuật, kỳ thật chính là từ yêu đao tông lưu truyền ra đi một chút ra mau, tiến hành đơn giản hóa về sau, thích hợp phàm nhân tu luyện. Hattori giới sử trí, là yêu đao tông tông chủ, cũng giống như chúng ta, là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá lão gia hỏa này, lúc ấy đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Đã nhiều năm như vậy, hắn nếu như không có lưu lại trung thổ thế giới rơi vào ngủ say lời nói, chỉ sợ sớm đã thọ nguyên hao hết, một mệnh ô hô. Đàm Hiên không chịu được hỏi, tiền bối, vị này Hattori giới xử trí, có khả năng hay không tiến vào mộ linh kỳ. Mộ linh kỳ, tuyên minh chân quân nhịn không được bật cười, tiểu nha đầu, người nghĩ gì thế, Ngộ Linh Kỳ là cho dù ai đều có thể đặt chân sao? Vậy chẳng những muốn 10.000 có một thiên phú, còn muốn 10 nghìn năm khó cầu vận khí tốt mới được. Các ngươi vô cực môn, năm đó gì cùng hưng thịnh. Cũng muốn thật nhiều thay mặt mới có thể ra một vị ngộ linh kỳ tu sĩ. Thì ra là thế, ngược lại là vãn bối cô lậu quả văn. Tuyên minh chân quân lại là cười một tiếng, tiếp tục nói Hattori giới xử trí không phải lão gia hỏa kia nguyên danh, cái gọi là giới xử trí, chí chính là chém đầu người ý tứ lão gia hỏa này là kim thổ song thuộc tính linh thể, lấy kim thuộc tính làm chủ, một thanh yêu đao, coi là thật làm đến xuất thần nhập hóa, thậm chí chỉ bằng vào một thanh đao liền có thể bày ra đao trận, cùng giai tu sĩ, hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn, không ít tu sĩ bị hắn chém đầu bỏ mình. Cho nên được xưng là Hattori giới xử trí, tiểu hữu ngày sau đụng phải cái này lưu phái truyền nhân, phải chú ý bọn hắn nhanh như chớp đao pháp cùng ẩn nấp chi thuật, còn có đao của bọn hắn trận, cũng phải cẩn thận để ý vâng, cần tuân tiền bối dạy bảo. chương 690, Hoàn hồn. 15 ngày sau đó, linh quan điện dưới mặt đất tầng 2 ngũ hành âm dương trưởng Xuân Trận lại là một phen khác quang cảnh. Tại ngũ hành âm dương trưởng Xuân Trận bên ngoài, mới bày ra một cái nhị thập bát tú đại trận, 28 cây gỗ đào trên cây cột, 28 cái màu đỏ sậm gỗ đào tiểu nhân đứng sừng sững lấy. Cái này 28 cái đào mộc nhân ước chừng cao 6 tấc thấp, chạm trồ tinh xảo, sinh động như thật, lộ ra từng đợt mơ hồ mùi máu tanh, lại lại dẫn một chút đàn hương khí tức, hỗn hợp thành một loại cực kỳ cổ quái mùi. Văn Thiên, Đàm Hiên, Liễu Chính cùng một tên chừng 40 tuổi trung niên đạo sĩ, phân biệt chú đóng ở Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Phương. Văn Thiên theo Đông Phương Thanh Long chi vị, Liễu Chính theo Tây Phương Bạch Hổ chi vị, Đàm Hiên theo phương Nam Chu Tước chi vị, trung niên đạo sĩ theo phương Bắc Huyền Vũ chi vị. Vị này trung niên đạo sĩ chính là Liễu Chính sư điệt, đương đại Mao Sơn chân quân, tu vi cùng đàm hiên đồng dạng, cũng đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tiêu phàm đã từng thôi diễn qua, tuyên minh Trần quân ngày sinh tháng đẻ cùng hoàn hồn nhục thân đỗ lâm minh ngày sinh tháng đẻ không phải 10 điểm xứng, tây phương bạch hổ trùng sát. Vì vậy lấy tu vi đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới liễu chính chấn thủ tây phương bạch hổ chi vị. Đỗ lâm minh là sư đệ của hắn, lẫn nhau quen thuộc, từ hắn theo bạch hổ chi vị. Sau so đồng dạng là chúc cơ hậu kỳ tu vi văn thiên theo bạch hổ vì càng thêm phù hợp một chút bốn người đều đều đầu đội trùng thiên quan, người khoác bát quái áo khoác, chân đạp trèo lên mây dày, dáng vẻ trang nghiêm. Ngũ hành âm dương trưởng xuân trận chính giữa trên bệ đá, đỗ lâm minh nhục thân không còn là ngồi xếp bằng mà là thằng tắp nằm ở nơi đó, đồng dạng đầu đội trùng thiên quan, người khoác bát quái áo khoác, chân đạp trèo lên mây dày, sắc mặt hồng nhuận, tựa như người sống. Hoàn hồn thuật chủ yếu người thi pháp tiêu phàm, thì là đầu đội tử kim quan, người khoác đan hạc bát quái áo khoác, chân đạp bước mây dày, tay phải ôm vàng óng ánh roi lôi điện, tay trái nâng lên đen nhánh tụ hồn bát, toàn thân bảo quang lưu truyền, sắc mặt ung dung uy nghiêm. Trăng lên giữa trời, giờ tí chính, lên, tiêu phàm một tiếng trầm thấp phân phó, liễu chính bọn bốn người tay trái đưa ngang ngực, tay phải bấm quyết, miệng lẩm bẩm đồng thời cũng chỉ như kích, từng đạo pháp quyết hướng về nhị thập bát thú gỗ đào đại trận đánh tới, màu đỏ sậm gỗ đào tiểu nhân, chỗ nghi tâm một cái đỏ tươi điểm sáng nổi lên, không ngừng lấp lánh lấy nhàn nhạt quang trạch mật thất dưới đất nguyên bản trầm tĩnh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tuôn ra động một tia sương mù màu đen dần dần hướng về nhị thập bát tú gỗ đào đại trận tụ tập tới tầng hầm lập tức trở nên lạnh lẽo nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống gỗ đào tiểu nhân huy tâm điểm sáng càng ngày càng sáng tụ tập âm khí cũng càng ngày càng nhiều dần dần trở nên sền sệt thậm chí không ngừng lăn lộn thiên địa nguyên khí cũng nhận những ngày âm khí ảnh hưởng phun trào tần suất dần dần giảm xuống tựa hồ bị những này khí âm hàn dính chặt bị nhị thập bát tú gỗ đào đại trận bao quanh ngũ hành âm dương trưởng xuân trận, ngay từ đầu đối bốn phía hội tụ khí âm hàn không có chút nào phát giác, như thường lệ vận hành, đem tinh thuần thiên địa linh khí. Cuồn cuộn không tuyệt quán chú đến đỗ lâm minh nhục thân bên trong. Nhưng theo thời gian trôi qua, màu đen âm vụ, dần dần bắt đầu hướng xanh biếc thiên địa linh khí bên trong thẩm thấu mà đi. Ngũ hành âm dương trưởng xuân trận lập tức bắt đầu phản kích, thiên địa linh khí uy lực bỗng nhiên tăng cường, ánh sáng màu xanh biếc dạng rỡ lấp lánh, đem chảy vào hắc vụ một chút xíu để ép ra ngoài. Mặc dù cũng không thế nào kịch liệt, lại là kiên định vô so, tựa hồ nhất định phải bảo vệ mình lãnh thổ. Quyết không cho phép hắc vụ ăn mòn, tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt bình tĩnh như nước. Rốt cục, theo hắc vụ tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều, ngũ hành âm dương trưởng xuân trận rốt cục bắt đầu ngăn cản không nổi, thúy lồng ánh sáng màu xanh lục bị đậm đặc hắc vụ cưỡng ép đột phá, từng sợi xương mù hướng trưởng xuân trận trung ương hội tụ mà đi ngũ hành âm dương trưởng xuân trận cố nhiên là phái mao sơn truyền thừa ngàn năm tụ linh trận dưới mắt lại là không người chủ trì chỉ là dựa vào đại trận mình cấm chế chi lực tại cùng nhị thập bát tú gỗ đào trận đối kháng nhị thập bát tú gỗ đào đại trận mặc dù là lâm thời bố trí lại có bốn tên trúc cơ kỳ tu sĩ chủ trì đem pháp lực cuồn cuộn không tuyệt rót vào đại trận bên trong này lên kia xuống trưởng xuân trận bị đột phá chính là đương nhiên chiếu cái này xu thế phát triển tiếp chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ ngũ hành âm dương trưởng xuân trận liền muốn bị âm khí triệt để chiếm cứ. Mắt thấy một cỗ hắc khí đã tại trưởng xuân trận trên không tụ tập thành một đoàn hắc vụ, đen nhánh như mực, dần dần càng thêm nồng đậm, tiêu phàm ống tay áo chấn động, phiêu nhiên nhi khởi, cả người chậm rãi bay đến trưởng xuân trận xanh biếc lồng ánh sáng ngay phía trên, tay trái một dương, đồng dạng đen như mực tụ hồn bát, chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống. Khi tụ hồn bát tiếp xúc đến xanh biếc lồng ánh sáng, cả quang cháo nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền như không có việc gì đem tụ hồn bát đứng vững. Một trận tối nghĩa khó hiểu chú ngữ thanh âm, tại tiêu phàm miệng bên trong vang lên. Tay trái hư không đẻ ép, một con sữa bàn tay lớn màu trắng trống giống hiển hiện mà đi, trùng điệp đặt ở tụ hồn bát bên trên. Tật, tiêu phàm miệng bên trong một tiếng gào to, trường xuân trận xanh biếc lồng ánh sáng, bỗng nhiên gấp gáp run rẩy lên, tựa hồ chính đang chịu đựng áp lực cực lớn. Ba một tiếng vang nhỏ, tụ hồn bát lập tức đột phá xanh biếc lồng ánh sáng, tiến vào âm dương ngũ hành trường xuân trận bên trong, lập tức bị kia tối đen như mực xương mù bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, tụ hồn bát đột nhiên hắc mang đại phóng, đen nhánh âm vụ, phảng phất vạn lưu về như biển, tranh nhau chen lấn hướng tụ hồn bát bên trong chen chúc mà đi, phảng phất kia nho nhỏ tụ hồn bát chính là một cái động không đáy. Rất nhanh, sền sệt vô so âm khí hắc vụ liền bị tụ hồn bát hấp thu sạch sẽ, 28 cái gỗ đào tiểu nhân trên trán lóe sáng điểm đỏ cũng nhao nhao dập tắt, trở nên u ám không sáng, linh khí hoàn toàn biến mất dáng vẻ, gỗ đào trên người tiểu nhân mùi máu tươi cũng quét sạch. Ngũ hành âm dương trưởng xuân trận lại khôi phục thành xanh biết quang mang lấp lóe như cũ, chỉ có thúy lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong, nhiều một cái đen nhánh tụ hồn bát, lơ lửng tại nhục thân ngay phía trên, xoay chậm chậm, lộ ra cùng toàn bộ trưởng xuân trận không hợp nhau. Tiêu phàm miệng bên trong niệm chú âm thanh càng ngày càng nhanh, tay trái cũng chỉ như kích, hướng phía trước một chỉ, một đạo pháp quyết xuyên thấu qua xanh biếc lồng ánh sáng, đánh vào tụ hồn bát phía trên. Đen nhánh tụ hồn bát bỗng nhiên run lên, một đạo hắc ảnh dần dần từ bát bên trong sông ra, càng tụ càng nhiều, ngưng tụ thành một cái hơn một xích cao tiểu nhân, miệng mũi có, uyển như thực thể, chính là tuyên minh chân quân linh thân. Trong nửa tháng, ngày ngày lấy dưỡng hồn hương tư dưỡng, vừa rồi lại đem phương viên mấy dặm bên trong âm khí quét sạch, tuyên minh chân quân nguyên thần thân thể, rốt cục miễn cưỡng vững chắc xuống, có mượn xác hoàn hồn năng lực. Tuyên Minh Trần Quân linh thân ngưng lại tụ thành hình, liền là mở to mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, hướng Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại hướng dưới thân nhìn lại, nhìn thấy Đỗ Lâm Minh nhục thân, không khỏi khẽ vuốt cằm, nói: "Bộ thân thể này không sai, hẳn là song linh căn thuộc tính linh thể a." Liễu Chính bận biểu tức đáp, khởi bẩm tổ sư, Đỗ Lâm Minh sư đệ khi còn sống, đúng là kim lôi song thuộc tính linh thể, thuộc yêu ma ám toán, trọng thương bất trị đỗ sư đệ khi còn sống tự nguyện quyên ra thân thể của mình cùng tổ sư hợp thể tuyên minh chân quân nhẹ gật đầu thở dài một cái tựa hồ đối với đỗ lâm minh cử động lần này có chút cảm động tiêu phàm nói tuyên minh tiền bối nếu như không có phân phó gì khác vậy chúng ta liền bắt đầu thi pháp đi tiền bối chắc hẳn biết cứ việc đỗ chân nhân là tự nguyện quyên góp thân thể của mình cùng tiền bối hợp thể hồn phách của hắn từ lâu rời khỏi thân thể tiến vào lục đạo luân hồi nhưng bộ thân thể này một mực lấy âm dương linh khí tư dưỡng, thể nội hồn lực cũng chưa hoàn toàn đánh mất, đối với ngoại lai linh thân, khẳng định sẽ rất kháng cự. Tiền bối tại cùng nhục thân hợp thể trước, nhất định phải cẩn thận để ý. Ừm, ta tâm lý nắm chắc, Tuyên Minh Trần Quân là Mao Sơn tiền bối tổ sư, đối hoàn hồn thuật cùng về dương thuật cùng pháp thuật đều 10 điểm tinh thông. Mặt khác, trải qua vãn bối suy tính, tiền bối ngày sinh tháng đẻ cùng đỗ chân nhân ngày sinh tháng đẻ không là hoàn toàn ăn khớp Tây phương bạch hổ trùng sát. Hợp thể thời điểm, cũng đặc biệt chú ý bạch hổ phương vị dị biến. Đương nhiên, vãn bối mấy người cũng sẽ hết sức nỗ lực. Ha ha, tiêu tiểu hữu cứ việc thi pháp, ta hiểu được. Mặc kệ lần này có thể hay không thuận lợi phụ thể hoàn hồn, lão phu đều đủ cảm giác tiểu hữu thịnh tình cao thượng. Nếu như có thể hợp thể thành công, lão phu nhất định sẽ không của mình mình quý, sẽ đem cái kia mấy loại phù lục vẽ chi thuật cùng tiểu hữu cùng hưởng đa tạ tiền bối, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm nói, miệng lẩm bẩm, năm ngón tay trái như vòng, đem từng đạo pháp quyết hướng thúy màn ánh sáng màu xanh lục bên trong vào tới. Thúy màn ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng chấn động, từng đạo hào quang màu xanh lục từ lồng ánh sáng bên trên tách ra đến, nhao nhao chui tiến vào phía dưới đỗ lâm minh nhục thân bên trong, rất nhanh, nhục thân ấn đường chỗ, liền hiện ra một cái lóe sáng điểm sáng màu xanh lục, chiếu sáng dạng rỡ, 10 điểm loa mắt đốt, tiêu phàm một tiếng gào to, tuyên minh chân quân lại không trần chờ, thân thể nhoáng một cái, nguyên bản ngưng kết linh thân bỗng nhiên lại biến thành một đoàn xương mù màu đen, xoay tròn cấp tốc, tại lồng ánh sáng bên trong hình thành một đạo nho nhỏ vòi rồng, hướng về đỗ lâm minh ấn đường chỗ lóe sáng điểm sáng màu xanh lục kích bắn đi. Màu đen vòi rồng vừa vừa mới tiếp xúc đỗ lâm minh nhục thân, kia điểm sáng bỗng nhiên quang hoa đại phóng, không khách khí chút nào đem màu đen vòi rồng cự chi bên ngoài, màu đen vòi rồng không ngừng xoay tròn, tính bền dẻo 10 phần, dần dần mài đi kia điểm sáng màu xanh lục, một chút xíu hướng Đỗ Lâm Minh thể nội chui vào. Ngay tại màu đen vòi rồng khó khăn lắm chui vào gần một nửa thời điểm, bỗng nhiên trong tầng hầm ngầm âm phong phun trào, một cái cự đại màu đen mặt quỷ, không có dấu hiệu nào từ mặt đất dưới nổi lên, hai mắt nhấp nháy, gắt gao tiếp cận lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong màu đen vòi rồng. Không tốt, liễu chính một tiếng kinh hô, chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, kia to lớn màu đen mặt quỷ một cái đảo quanh, ngay tại chỗ hóa làm một con màu đen lão hổ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng về lồng ánh sáng màu xanh lục sông tới, không tốn sức chút nào đã đột phá lồng ánh sáng màu xanh lục phòng ngự, mở ra miệng rộng, liền hướng ngay tại phụ thể tuyên minh chân quân nguyên thần tác tới. Quan trọng trước mắt, Tây Phương Bạch Hổ sát sốt cục hiện hình mà ra. Hiển nhiên màu đen lão hổ liền muốn cắn một cái vào cái kia màu đen vòi rồng, tiêu phàm quát lạnh một tiếng, trong tay roi lôi điện bỗng nhiên tế ra, lập tức kim quang lóng lánh, lôi hổ lóa mắt, ầm ầm xuyên thấu ngũ hành âm dương trường xuân trận xanh biếc màn sáng, đón đầu hướng màu đen lão hổ mãnh kích mà hạ. Xoẹt một tiếng bạo hưởng, roi lôi điện đánh trúng màu đen đầu hổ, trong chốc lát lôi ánh sáng đại thịnh, màu đen lão hổ giống to một tiếng, ngay tại kim sắc thiểm điện bên trong, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Audio điện tử võ tấn bền hết tập 46